Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện dài Hồng Nhan của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc tác giả và Hồng Đào. Thu âm tại phòng thu riêng của trung tâm Thúy Nga. Lúc Hồng ngừng xe trước con phố cũ thì cơn mưa dai dẳng vừa dứt hẳn gọi là khu phố cũ nhưng thật ra Hồng chỉ mới đến đây có một lần hai năm về trước và lúc ấy nàng cũng chưa hề chú ý quan sát quang cảnh chung quanh cho nên mấy căn hộ hiện ra trước mắt nàng lúc này vẫn còn xa lạ như mới thấy lần đầu. Suốt quãng đường từ nhà nàng ở ngoại ô Sài Gòn lên đây hơn 30 cây số, Hồng lo lắm, chỉ sợ cô Linh đã dọn đi nơi khác hoặc còn ở lại mà không hành nghề coi bói nữa. Cho nên vừa xuống xe, Hồng mở to mắt, hồi hộp bước nhanh lại căn hộ có cánh cửa gỗ sơn màu trắng độc. Chi tiết duy nhất mà nàng còn nhớ được sau buổi tiếp xúc với cô lần đầu lúc Hồng mới 18 tuổi. Hồng thở phào mừng rỡ suýt kêu lên vì trên bức tường gạch, ngay dưới tấm bảng ghi số nhà vẫn còn treo mảnh ván nhỏ viết mấy chữ màu xanh nước biển. Cô Linh mở cửa từ 9 giờ sáng hồng đẩy xe lên hiên khóa lại rồi đưa tay gõ cửa nàng cởi áo mưa rũ cho bớt nước yên lặng đứng chờ hàng xóm hai bên có người vừa từ trong nhà bước ra sau trận mưa tò mò đưa mắt nhìn hồng làm nàng cảm thấy lúng túng vội đưa tay gõ cửa lần thứ hai bên trong có tiếng bước chân tiến lại gần rồi cánh cửa hé mở hồng nghiêm trang cúi đầu cháu chào cô người đàn bà tuổi khoảng bốn mươi Đơn giản không son phấn, tự xưng mình là cô bởi cả đời chưa bao giờ lấy chồng. Cô chố mắt nhìn Hồng bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, rồi cô nhanh nhẹn đẩy rộng cánh cửa thay cho lời mời. Chờ Hồng vào, cô khép cửa, cài then ngang rồi đi nhanh vô ngồi sau chiếc bàn kê giữa nhà. Bàn làm việc của cô ngăn nắp lắm, chỉ có mấy cuốn sách xếp chồng lên nhau đặt ở góc bên phải đầu bàn bên kia là cái thùng gỗ vuông mỗi chiều khoảng hơn một gang tay có khoét lỗ hình chữ nhật trên nắp để khách tùy tâm bỏ tiền vào khi coi bói tất cả số tiền này cô linh đều đem tặng cho một dòng nữ tu ở sài gòn tuy vậy tiền khách bỏ vào thùng không đáng kể so với số tiền thưởng khách trở lại tặng cô bởi cách xem bói của cô thuộc loại độc nhất vô nhị trên phạm vi cả nước Cô có thể từ chối không công bố tương lai của một số khách hàng khi thấy không có lợi cho người ta, nhưng một khi cô đã nói thì chắc như đinh đóng cột, chưa bao giờ sai. Cô cũng đã có lúc bực mình vì có kẻ đồn là cô nuôi ma xó hoặc hồn ở cõi âm nhập vào cô nên cô mới nói chính xác được như vậy. Cô chỉ lên bàn thờ và nghiêm nghị bảo: "Tôi là người công giáo, chỉ biết có Chúa, ma quỷ nào mà dám về đây mà nhập vào?" Ngày ngày cô Linh ngồi tiếp khách từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều, có hôm cả chục người, nhất là những ngày cận Tết, lắm khi phải đợi 2 3 tiếng là thường. Dạo mới hành nghề, cô để khách ngồi chờ ở dãy ghế ngay bên cạnh bàn coi bói, dần dần cô thấy bất tiện vì có những điều riêng tư mà thân chủ cần giấu kín, không thể cho người thứ ba biết được. Cô dọn cái buồng ngủ phía bên trái, đưa hết ghế vào trong ấy ai chưa đến lượt mình thì vô ngồi trong đó, có sẵn trà mạn sen và hàng loạt tạp chí để khách giải khuây cho đỡ sốt ruột. Có người bảo cô dở hơi, đáng lẽ cô nên coi bói ở trong phòng ngủ cho kín đáo và để khách ngồi chờ ngoài phòng khách mới phải. Nhưng họ đoán là cô tin phong thủy nên không muốn thay đổi vị trí hành nghề. Hôm nay khách đến gặp cô Linh không đông vì trời mưa dầm suốt từ đêm hôm qua. Chỉ riêng Hồng thì dù có bão bùng đến đâu cũng phải lặn lội đi tìm cô. Vì Hồng cần hỏi một câu rất quan trọng cho đường tình duyên của nàng. Hồng máng áo mưa lên cái móc sau cánh cửa, rồi gión rén bước lại, ngồi xuống ghế. Nàng mặc quần jean cũ, áo thun trắng, tóc dài cài, một cái sợi dây màu tím hoa cà phía sau. dáng điệu thì thoải mái, nhưng ánh mắt không giấu nổi nét ưu tư nàng nhìn cô linh ngập ngừng nhập đề. Dạ, không biết là cô có còn nhớ cháu không? Cách đây hai năm, uh, dạ, hơn hai năm một tí cháu có đến gặp cô. Cô linh quay vào phía trong ngắt lời hồng bằng cách lớn tiếng gọi người làm. Đoàn, pha ấm trà mới mang ra đây. Rồi cô nhìn hồng chăm chú và bảo. <laughs> Tôi vẫn có ý chờ cô, mà mãi đến hôm nay cô mới trở lại cô trở lại có nghĩa là những gì tôi đoán đã ứng nghiệm có phải không hồng vừa ngạc nhiên vừa cảm động à, vậy là cô 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 vẫn còn nhớ cháu à thú thật là hôm nay gặp được cô cháu mừng lắm cháu thì cháu chỉ sợ là cô dọn đi chỗ khác rồi mỗi ngày cô cô tiếp biết bao nhiêu khách mà cô vẫn nhớ tới cháu thì trí nhớ của cô chắc trên đời này không có ai bằng đâu ạ à? người nhà bưng khay trà lên rót vào hai cái ly Cô Linh đẩy một tách lại phía Hồng rồi nhắc lại: Tôi hỏi cô, những điều tôi đoán có ứng nghiệm không? Nghĩ đến những biến cố đau buồn liên tiếp xảy ra hai năm vừa qua, Hồng buồn rầu đáp: Thì cô vừa bảo với cháu có ứng nghiệm thì cháu mới trở lại đây tìm cô chứ. Cô Linh hài lòng nhận xét: <laughs> Có điều tôi mừng cho cô là cô vẫn thế, chả khác ngày ấy tí nào. Đàn bà mình mà thay đổi nhanh lắm. Có người tôi gặp lại cách nhau chỉ có vài tháng mà già hẳn đi. Cô thì vẫn còn trẻ lắm, vẫn đẹp như là hai năm về trước. Hồng thấy cô Linh nhận xét trí lý, đàn bà thay đổi rất mau. Chính Hồng lúc vừa bước vào cũng đã giật mình vì cô Linh năm nay già hẳn đi. Những nếp nhăn đã hiện rõ trên hai khóe mắt, nhất là cô không có một chút son phấn nào trên mặt. Hồng cười buồn đáp. <cười> cháu cháu cảm ơn cô nhưng mà trẻ đẹp mà làm gì cháu cháu chỉ cần an phận thôi cái cuộc đời này nó ghê quá cô ơi cô linh nhìn hồng thương hại và đổi cách xưng hô cho thân mật hơn giữa cô và hồng kể từ giờ phút này không còn phải là mối tương quan giữa một bà thầy bói và khách hàng nữa mà là sự giao tình gắn bó của hai người quen biết nhau nói đúng ra thì cô linh thấy tội nghiệp hồng bởi cô biết cái số gian truân của Hồng đang phải gánh chịu. Cô tâm sự. Cuộc đời của cháu thôi, chứ chả phải ai cũng như thế cả. Cô đã xem cho bao nhiêu người rồi, hàng trăm người, chứ đâu phải ít đâu. Thế mà chả có ai giống cháu. Chính vì thế mà cô vẫn mong cháu trở lại để xem cô đoán có đúng hay không. Thật ra thì khi cô xem cho cháu á, Cô cũng mong là mình đoán sai nhưng mà không may nó lại đúng Cô cũng chả biết nói sao bây giờ Những lời ân tình của cô Linh Làm hồng mỗi lòng rơi nước mắt vì tội thân Nàng sụt sùi kể Cháu còn nhớ Cô coi cho cháu Cô bảo cháu là không nên lấy chồng Xin lỗi cô nha Lúc đó cháu cháu bực mình lắm Nhưng mà cháu cố nhịn Cháu không dám nói ra Cháu có đi tu đâu mà bảo cháu đừng lấy chồng Bây giờ cháu mới hiểu là cô thương cháu cô mới khuyên cháu như thế. cô linh ngước nhìn lên cây thánh giá bằng gỗ quý treo cao trên bức tường đối diện và thêm cô thì cô không biết cháu theo đạo gì nhưng cô á cô là người công giáo một khi chúa đã định thì mình chỉ còn cách là cầu xin thôi vì không ai có thể thay đổi số mệnh cho mình được ngoại trừ chính cái đức của mình hay đúng hơn là đức tin tôn giáo của mình hồng yên lặng lắng nghe ngạc nhiên vì bà thầy bói đem chúa ra giảng. Xưa nay Hồng vẫn tưởng người công giáo triệt để chống đối bói toán vì coi là mê tín dị đoan. Không ngờ cô Linh có cách giải thích rất hợp lý. Dân gian gọi là số mệnh, người công giáo kêu là chúa an bài, cả hai đều tương tự như nhau. Thấy Hồng cứ bưng tách nước trên tay mà không uống, cô Linh dục Uống, uống hớp vào, rồi không thôi nó nguội hết ra rồi nói tiếp. Hồng làm theo lời gia chủ rồi đặt ly nước xuống dè dặt nói. Dạ, cháu, cháu theo đạo Phật. Cả nhà cháu, ông bà, cha mẹ đều theo đạo Phật Nên cháu, cháu chỉ có biết đạo Phật thôi Cháu cũng đã đi chùa nhiều rồi Mà xem chừng như là chả ăn thua gì Cháu sợ lắm Nhưng rồi cháu nghĩ biết đâu cái xui xẻo của cháu chỉ là vận hạn trong khoảng thời gian thôi bây giờ mình mình có thể đổi sang vận mới được rồi chưa cô vì thế cháu cháu mới trở lại để hỏi cô đó cô linh nhìn thẳng vào mắt hồng và hỏi thế cháu chịu mấy cái tang rồi hồng lưỡng lự chưa kịp đáp thì cô nhắc lại cháu lấy mấy đời chồng rồi hồng buồn rầu nói nhỏ dạ thưa ba người ạ cô linh lẩm bẩm trong miệng Hai năm, ba người Thế năm nay cháu bao nhiêu tuổi? Hồng ngợ ngùng nhìn xuống chân và nói Thưa cháu 21 ạ Cô Linh thở dài cảm thông và hỏi Ai cưới cháu xong thì cũng chết hay sao? Hồng lắc đầu ngợ nghịu phân trần Thật ra thì thì chưa thể gọi là chồng được ạ à. Vì vì chưa ai làm đám cưới cả Nghĩa là cháu cháu chưa có chính thức với ai hết Cô Linh ngạc nhiên tròn mắt nhìn Hồng chưa là chồng mà sao lại chết Hồng xấu hổ cúi xuống Mân mê cái khăn trắng nhỏ Vừa lôi trong bóp ra Để thấm nhẹ trên trán Vì nước mưa vẫn còn động trong mái tóc Cả phút sau nàng mới ngẩn lên và nói Cô Cô hỏi thì cháu chả dám giấu Cháu Cứ Cháu mà ngủ với ông nào là ông ấy chết ngay Mà mà toàn là chết thảm thôi cô ạ à. Cô Linh giật mình trợn mắt nhìn Hồng rồi ngửa người ra phía sau, xúc động không nói nên lời. Đối với một tín đồ công giáo ngoan đạo như cô, việc Hồng ngủ với ba người đàn ông khi chưa làm đám cưới là đã đi quá giới hạn của căn bản đạo đức rồi. Chuyện tiền dâm hậu thú cô chả bao giờ chấp nhận được. Nhưng lúc này cô không bận tâm lắm đến điều đó bởi cô đang tò mò xem việc cô giải đoán số mệnh cho Hồng hai năm về trước có xảy ra đúng như cô dự kiến hay không cô nhớ lại lần trước hồng đến đây với một thanh niên dáng dấp thật lịch sự và trí thức cô tò mò hỏi thế thế cái cậu đi với cháu lại đây hồng ngắt lời anh toản anh ấy mất rồi cô ạ cô linh buột miệng kêu lên giê xu mà lạy chúa tôi thật là tội nghiệp con người hiền lành thông minh như thế mà chúa cất về sớm quá hồng ngậm ngùi nói tiếp bằng giọng tiếc nuối Vâng, anh Toàn là người đầu tiên trong trong ba người mà cháu vừa kể với cô. Anh ấy dạy kèm cháu học thi phổ thông, cháu tốt nghiệp phổ thông rồi thì anh ấy giúp cháu thi vào đại học. Cháu trúng tuyển đại học rồi thì anh ấy đưa cháu đi đến đây gặp cô. Chỉ để hỏi cô một hai câu là là hai đứa chúng cháu có có lấy nhau được không? Vì nhiều người bảo là chúng cháu khác tuổi, chắc chắc cô còn nhớ không ạ? Cô Linh buồn bã gật đầu. Cô nhớ chứ. Hôm ấy cháu còn kể cho cô nghe mà, cậu ấy là con nhà giàu, muốn cưới cháu thì phải nuôi cháu đi học tiếp. Hồng lặng lẽ gật đầu rồi lấy khăn trong bóp ra thấm hai bên khóe mắt, nàng thêm, "Vâng, thật ra thì tại anh ấy con nhà giàu mà gia đình cháu thì nghèo. Bố anh ấy là tổng giám đốc công ty liên doanh với nước ngoài. Mẹ anh ấy lấy cớ là là cháu khác tuổi để ép anh ấy phải bỏ cháu, nhưng mà anh ấy Thương cháu nên cãi lời Nhất định đòi cưới cháu ạ Ngưng một chút hồng than Nhưng mà Định mệnh khắt khe với cháu quá Chưa đi đến đâu thì Anh ấy mất ạ Cô Linh bùi ngùi bảo hồng Vậy là chưa xong đâu cháu ạ Mới có ba người thì chưa xong được Hồng hốt hoảng trồm người lên hỏi Ôi dồi, thế, thế, thế bao nhiêu người thì thì cháu mới thoát nạn hả cô Cô Linh xòe bàn tay và bảo Cô thì cô nhớ là năm người Hồng Càng sừng sốt kêu lên Năm người cơ à cô, cô có chắc không cô Cô Linh gật đầu Cô thì cô nhớ rõ như vậy Thì cô đã nói rồi Sở dĩ cô nhớ rõ và mong gặp lại cháu Vì cháu là cái trường hợp duy nhất Không có một người nào giống cháu cả Hồng khẩn khoản nói Cô ơi Hôm nay cô 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 coi lại cho cháu được không cô Biết đâu sau 2 năm Số cháu nó thay đổi rồi vì vì mẹ cháu với cháu đi chùa nhiều lắm ạ à? ngày mai cháu cháu định xuống cà mau cầu xin cha trương biểu diệp á rồi rồi cháu sẽ hành hương về châu đốc cậu cầu bà 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 núi bà chúa núi sam nữa cô ơi, cô 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 coi lại dùm cháu đi cô ơi. số mệnh người ta đâu có cố định đâu cô đúng không cô cô linh khẽ gật đầu nhưng cô bình phẩm một câu ừ, theo cô á cháu tin đạo phật thì cháu cầu phật cháu tin chúa thì cháu cầu chúa Cháu không thể chạy lung tung gặp ai cũng cầu gặp ai cũng xin được Vì cháu cầu lung tung như vậy Thì chứng tỏ cháu chả tin vào đấng quyền năng nào cả Cô là người công giáo Cô chỉ cầu chúa thôi Bởi ngay điều răn thứ nhất đã dạy Là chỉ thờ một đức chúa trời mà thôi Hồng sốt ruột không đáp Chỉ gật đầu cho xong chuyện Nàng đến đây để nhờ cô Linh đoán vận mệnh Chứ đâu phải để nghe cô giảng đạo từ trong hộp tủ, cô Linh nhấc ra cái hộp gỗ hình chữ nhật, giống như cái hộp người ta đựng đàn violon. Cô khoan thai mở nắp hộp, lôi ra cái chai. Đó là một cái chai thủy tinh trong suốt, dung tích chứa khoảng một lít nước. Không biết nguyên thủy nó là chai gì, nhưng không phải hình tròn hay hình vuông như chai đựng nước mắm, mà là hình dẹp giống như chai rượu ten XO với cái cổ dài và miệng khá rộng. Dụng cụ hành nghề của cô linh đơn giản chỉ có bấy nhiêu thôi. Thầy bói ngày xưa có thể dùng các môn tử vi, tử bình, chỉ tay, xin sâm, bấm quẻ, mu rùa, bài tây, bài taro để giải đoán vận mạng. Nói chung, thứ nào cũng chỉ là phương tiện. Đúng hay sai còn là do trực giác của người coi số. Sau này thì các thầy bói Âu Châu hay dùng trái cầu thủy tinh hay pha lê để coi và kiểu này càng ngày càng thông dụng chỉ riêng cô linh là người đầu tiên và duy nhất không dùng trái cầu pha lê mà dùng cái chai bình thường làm phương tiện hành nghề cái nghề bất đắc dĩ mà cô theo đuổi đã mấy năm nay gọi là bất đắc dĩ bởi nó đến với cô một cách tình cờ mà cô vẫn cho là sự sắp đặt của chúa bắt cô phải làm công việc mà cô không thích hoặc cô chưa hề nghĩ đến bao giờ đã thế cha mẹ linh lại không ủng hộ việc linh coi bói bởi cho đó là lỗi phép đạo nhưng muốn hiểu rõ ngọn ngành, muốn biết nguyên cớ gì dẫn đến việc coi bói của Linh thì phải lùi lại từ năm 1954 khi ông bà Cảnh tuổi mới đôi mươi vừa cưới nhau xong ở ngoài Bắc thì theo đoàn người lũ lượt vào Nam định cư ở vùng Tam Hiệp, Biên Hòa, nơi tập trung đông đảo xứ đạo. Hai người sinh hai đứa con trai đặt tên là Nam và Định để nhớ tránh quán tỉnh Nam Định ở ngoài Bắc. Rồi đến đứa thứ ba chào đời, ông Cảnh đặt tên là Linh Trần Thị Huyền Linh, ông dự chủ, đứa thứ tư dù là trai hay gái cũng sẽ đặt là Đài, bởi Linh Đài là tên làng cũ của ông, nhưng lúc đẻ Linh, bà cảnh bị giải phẫu và bác sĩ bảo bà từ nay chấm dứt không có thai được nữa, thôi thì hai trai một gái cũng là đẹp rồi. Bà cảnh có đứa con gái tất nhiên phải mừng lắm, nhưng lâu lâu vẫn thấy thoáng buồn vì Linh tuy sinh vào đầu năm 1963 nhưng vẫn vướng cái đuôi cọp bởi chưa hết năm dần do ảnh hưởng niềm tin dân gian bà cứ sợ con gái tuổi dần cao số lớn lên chắc trở tình duyên mỗi lần bà nói ra ý nghĩ đó thì đều bị ông chồng gay gắt phản đối dần với mão cái gì mọi sự đều do ý chúa định bà đừng có nhảm nhí bà cảnh không dám than nữa nhưng trong lòng vẫn âm ỉ nỗi buồn bởi vậy khi học xong tiểu học linh đòi vào nhà dòng bà khuyến khích ngay vì cho đó là sự sắp đặt của Chúa muốn con gái bà thành nữ tu dòng mến thánh giá. Nhưng Linh đi tu mới được hai năm thì mất miền Nam. Trong những ngày hoảng loạn và tuyệt vọng, trận đánh cuối cùng diễn ra khốc liệt ở Long Khánh. Từ khu Tam Hiệp, dân chúng nhốn nháo chạy về Sài Gòn, nghĩa là bỏ xa chiến trường được chút nào hay chút đấy. Hai thằng con ông bà Cảnh, anh của Linh, đứa 19, đứa 16, chỉ có bộ quần áo trên người cũng rủ nhau cắm đầu nhập vào đám đông, bỏ xứ đạo về Sài Gòn. Hai anh em chẳng có định hướng nào rõ rệt, cứ thấy người ta chạy đến đâu thì mình theo đến đó. Vậy mà ngày 29 tháng 4 cũng may mắn chen lên được tàu hải quân ra khơi ở bến Bạch Đằng. Sau 30 tháng 4, ông bà Cảnh chẳng biết hai đứa con trai mình sống hay chết, mà dù có sống được ở nước ngoài đi chăng nữa thì cũng chả biết đến kiếp nào mới gặp lại trong khi đó nhà dòng của linh đang vội vã chia thành từng nhóm nhỏ để biến thành những tổ hợp đan chiếu dệt võng cố gắng hòa nhập hầu sống còn trong chế độ mới cảnh nhà đơn chiếc quá bà cảnh tranh thủ từ biên hòa về sài gòn ghé nhà dòng thăm con gái nữ tu chia thành từng nhóm lao động ngồi giải rác trên sân gạch tất cả đều chỉ mặc áo ngắn quần đen mặt mũi rất u sầu Thấy Linh đang trải cói ra phơi dưới trời nắng trang trang, bà Cảnh xúc động hòa lên khóc vì vừa thương con gái mà đồng thời lại nhớ hai đứa con trai giờ này chả biết lưu lạc nơi nào. Bà hỏi thăm cuộc sống mới của nhà dòng và nhìn thấy trước trong tình hình này chắc chắn tu không được nữa. Vì chính quyền vốn ác cảm với tôn giáo mà tu viện lại không có ngân khoản nào tài trợ để nuôi các nữ tu. Bà gạt nước mắt bảo con. Thôi, về tủ ở nhà con ạ à, hai anh con nó đi mất rồi nhà bây giờ chỉ còn mỗi mình bố mẹ đơn chiếc lắm con linh ngơ ngác nhìn mẹ hỏi lại à, hai anh con đi đâu ạ à? dù bên cạnh không có ai bà cảnh cũng hạ giọng nói nhỏ Trời, nào mẹ có biết là chúng nó đi đâu nhưng bố mẹ dò hỏi khắp nơi không thấy tin tức gì biết đâu chúa trả thương cho chúng nó lên tàu ra ngoại quốc rồi Linh ngồi thường ngẫm nghĩ, hai hàng nước mắt tự dưng trào ra, cô vẫn muốn ở lại tu viện, dù tình thế ngặt nghèo, nhưng lại xót thương hoàn cảnh vắng vẻ của bố mẹ, nên phân vân chẳng biết tính sao, bà cảnh lại dục. Thôi thôi, dấn dấn lên con ơi, đưa mẹ vào gặp mẹ bề trên rồi xin phép về nhà đi con. Từ đó, 14 tuổi, Linh về sống với bố mẹ trong căn nhà quen thuộc, mà cô thấy trống vắng hẳn đi vì thiếu nam và định hai người anh trai ồn ào của Linh. Cây đàn guitar dựng ở góc phòng, mỗi lần nhìn Linh lại nhớ anh Nam đang học chơi nhạc classic. Linh thấy bố mẹ mình mới ngoài 40 mà già hẳn đi vì lo âu, vì thiếu thốn và vì chưa có tin tức gì của hai đứa con trai. Ông bố xúc động xoa đầu Linh và bảo: "Bố biết con muốn hiến trọn đời cho nhà rằng. Đó là cái phúc của nhà mình." nhưng thằng nam thằng định đi mất rồi chả biết lưu lạc ở đâu bố mẹ giờ chỉ còn có mình con thôi thì con về ở với bố mẹ miễn là cứ sống đúng đức tin thì dù ở đâu cũng vẫn là con cái chúa ngày tháng qua đi linh cũng chẳng nghĩ đến việc lấy chồng ngoài giờ đi học và đi lễ suốt ngày cô lam lũ phụ với gia đình cố vượt qua những năm tháng đói khổ cùng cực của nhà nước hai mươi năm sau đất nước tiến hẳn sang cơ chế thị trường cuộc sống của ông bà cảnh mới tương đối thong dong lại thêm hai người con trai ở mỹ tiếp tế đều đặn và lâu lâu bay về thăm kinh tế gia đình không còn là mối bận tâm nữa người anh cả của linh về chơi chỉ buồn vì em gái đã trên ba mươi mà vẫn thui thủi một mình coi như ế hẳn rồi linh chẳng bao giờ biết phấn son là gì lúc nào cũng giữ phong cách của một nữ tu Bà Cảnh phân trần với con trai. Đấy thì anh coi làm sao anh nói giúp cho mẹ. Chứ mẹ thì mẹ dục nó mãi. Ấy. Hai ba chỗ đánh tiếng rồi mà nó chả bằng lòng đám nào. Lần nào mẹ nhắc thì nó lại cứ còn bảo mẹ thế này chứ. Mẹ đón con từ nhà dòng về, bảo con tu tại gia. Thế sao bây giờ mẹ dục con lên lấy chồng là thế nào? Ông Cảnh gật đầu đồng ý bảo vợ. Nó nói đúng. Giác không vì hoàn cảnh lúc ấy thì giờ này nó vẫn đang là nữ tu, chứ có về ở với mình đâu. Thôi kệ nó, bà đừng có nhắc chuyện chồng con, tội nghiệp cho nó. Bà Cảnh chép miệng than. Ôi giời thì tôi nói thế rồi chứ thì mọi sự đều do, do Chúa sắp đặt cả. Huống chi nó lại còn tuổi dân, cao số là chuyện thường. Ông Cảnh lại được dịp gắt vợ. Bà thì cả đời chỉ tiên nhảm. Bà nhìn quanh đi, mấy chục năm chiến tranh tất nhiên là trai thiếu gái thừa. Nội trong cái sứ đạo của mình thôi này. Bao nhiêu đứa con gái ế trỏng gọng đấy Chả nhẽ đứa nào cũng tuổi dần à Một ngày Chúa Nhật nhàn rỗi Linh đi bộ sang căn hộ Cô mới mua được gần một năm Nằm trong con hẻm nhỏ cách nhà Linh khoảng nửa cây số Căn nhà chiều ngang 6 mét xinh xắn Đứng tiên Linh Nhưng thật ra là tiền của ông anh cả Ở Mỹ chuyển về Nhờ Linh đầu tư Vì đoán trước thị trường địa ốc Việt Nam Nay mai sẽ hết sức hấp dẫn Linh đi gần đến căn nhà mới Thì có chiếc Honda ép sát bên cạnh và hỏi: "Ơ, sư ha, đi đâu giữa trưa nắng thế này?" Linh đứng khựng lại và vui mừng nhận ra người bạn thân từ thuở còn bé, hai người cùng xong bậc trung học rồi cùng ở nhà vì không được vào đại học, khác nhau chỉ có một điều là Như bây giờ đã có chồng hai con, còn Linh thì dĩ nhiên sẽ đi chọn đường trần một mình. Khi Linh vào nhà dòng, người ta không gọi bằng tên thật ở ngoài đời nữa mà thường chỉ dùng tên thánh bổn mạng. Vì vậy giờ này Như vẫn chọc Linh, lâu lâu gọi là Sơ Anna, là tên trong tu viện của Linh. Linh chưa kịp lên tiếng thì Như bảo Đi, đi với tao một tí. Linh nhíu mày hỏi lại Đi đâu? Tao định sang dọn dẹp căn hộ mới vì có thể là tháng sau anh Nam tao ở Mỹ về. Như vẫn ngồi trên xe, thòng một chân chống đất và nói Ôi trời ơi, cái nhà của mày thì nó vẫn ở đấy chứ nó chạy đi đâu mất. Dọn lúc nào chả được. Lên đây, lên đây, nhảy lên đây, tao đèo đi nhá. Không cần biết đi đâu, cứ lên đi đã đi một mình chán quá Thế là Linh theo Như ra bờ sông Đồng Nai Chồng Như có chiếc thuyền máy chở hàng trên sông Có khi ngủ cả mấy đêm liền trên ghe không về nhà Như không lo chồng giấu vợ bé trên ghe Hoặc đưa gái giang hồ xuống vui chơi Theo kiểu ngủ đỏ trên sông Hương Nhưng Như vẫn phải tìm gặp thường xuyên để kiểm tra tài tránh Vì sợ sẵn tiền trong tay Ông chồng sẽ ăn nhậu say xưa Bỏ bê công việc Vợ chồng Như mới xin được giấy phép chở hàng trên sông khoảng 3 năm nay, công việc đang phát triển tốt đẹp, thu nhập khá cao. Thị trường địa ốc đang lên cơn sốt ở Việt Nam, như muốn gom vốn để đầu tư thêm, mặc dầu hai vợ chồng đã có căn hộ rộng rãi, khang trang nằm ngay sát quốc lộ. Khi Như và Linh đến nơi, thuyền của chồng Như vẫn chưa cập bến, như dựng xe dưới một tàn cây lớn nơi cô vẫn thường hẹn chồng. Linh ít khi có dịp ra bãi sông nên cô thích lắm Cô sắn quần lội xuống Chỗ con dốc thoi thoải Nước chỉ tới đầu gối Dòng sông mênh mông cuốn đất phù sa đục lở Những chiếc ghe máy nối đuôi nhau đến gần Đi qua làm như sốt ruột thở dài liên tục Linh thì vẫn thản nhiên lội bì bõm dọc mé sông Bỗng Linh thấy một cái chai thủy tinh trắng Giật giờ nổi trên mặt nước Đang trôi dần về phía cô khi cái chai đến trong tầm tay linh cúi xuống cầm lên và quăng ra thật xa rồi cô lại tiếp tục lội nước đi tới đi lui gió thổi lồng lộng làm mái tóc cô dối bời phủ gần kín cả khuôn mặt linh đứng một chỗ vén lại mái tóc thì tình cờ cái chai thủy tinh lúc nãy cô đã ném ra thật xa bây giờ lại trôi tắp vào chân cô linh tò mò khom người vớt cái chai lên cô càng nhạc nhiên hơn vì trong chai có một con bướm đen đang còn sống vẫn đang đập cánh vẫy vùng như cố thoát ra. Linh quay lại phía Như đang buồn bực ngồi trên hông đa dựng dưới tàn cây. Linh bảo, Chả biết ai nghịch ngợm cái này, bắt con bướm bỏ vào chai rồi thả trôi sông. Như không quan tâm đến cái hồn nhiên của Linh, cô hứng hở đáp, Chắc tụi trẻ con chứ ai. Trả lời xong Như lại mở điện thoại di động gọi cho chồng, lần này là lần thứ ba từ lúc hai người đến bờ sông. Alo! Alo! anh đến đâu rồi sao lâu thế linh lại ném mạnh cái chai ra xa rồi quay lại hỏi như thường thì mỗi lần ra đây mày phải chờ ông ấy bao lâu như cất điện thoại vào bóp và đáp có <laughs> hôm tao đến thì tao thấy ông ấy nèo thuyền ngồi chờ tao rồi linh hỏi cho có chuyện thôi chứ lâu lắm mới có dịp nghịch nước dưới sông cô đâu có cần về gấp bỗng cô thấy cái chai đựng con bướm lại tắp vào chỗ cô đứng từ lúc nào mà chính cô không hề để ý lần này cô cầm lên mở nút chai cho con bướm đen bay ra. Con bướm lượn ba vòng chung quanh Linh, dường như để bày tỏ lòng biết ơn, rồi lại thân mật đậu trên vai Linh một lúc, rồi mới bay đi luôn. Linh ngạc nhiên, nhìn theo rồi tự nhủ. Chắc là ý chúa muốn Linh trả tự do cho con bướm, cho nên cái chai mới tắt vào chân cô đến ba lần. Nghĩ thế, thay vì quăng bỏ cái chai, Linh trần chờ một lúc rồi quyết định mang nó về làm kỷ niệm. Đó cũng là một thói quen ở nhà quê, thấy cái gì cũng lượm vì biết đâu chẳng có lúc cần đến. Linh cầm cái chai quay lên đứng nói chuyện với Như, hai ống quần vẫn vén lên tới gần đầu gối. Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, con thuyền quen thuộc của chồng Như mới ghé bến. Linh vội vàng bỏ hai ống quần xuống. Chồng Như quanh năm dãi dầu nắng gió, nước da đen sạm hai hàm răng ám khói thuốc lào nửa vàng nửa đen nhưng gặp ai anh cũng vồn vã niềm nở tỏ rõ là người sành sỏi trong nghề đi buôn thuyền dừng lại máy vẫn nổ sình xịch, chồng như khom người chui ra khỏi khoang tháo cái nón vải cầm tay và tươi cười bảo như <cười> vợ chồng xa cách uh, lâu ngày mãi mới gặp được nhau một lúc mà em lại rủ cả bà sơ đi theo là thế nào Linh phì cười bảo <cười> Bà Sơ này đâu có muốn pha đám Nhưng mà vợ anh cứ nàng nặc Bắt bà Sơ đi theo Rồi Linh đứng lại trên bờ Trong khi Như nhanh nhẹn leo xuống thuyền Kéo chồng vào khoang để lấy tiền Rồi hân hoan giã tử ngay Linh ngạc nhiên bảo Như Mày tệ thật á Ông ấy ngược xuôi vất vả Sao không nán lại ngồi tâm sự cho mấy đỡ buồn Tóm được tiền là đi liền à Chả có tình nghĩa gì cả Như vừa bật máy xe vừa đáp Ôi giời ơi lấy nhau cả chục năm rồi Còn chuyện gì mà nói nữa đâu sơ ơi Buổi chiều về nhà Linh đem cái chai cọ rửa sạch sẽ Hai ba lần xúc nước xà bông Và tráng nước sôi để bảo đảm vệ sinh Cái chai trở nên trong suốt Như mới lấy trong lò nung ra Linh hài lòng đem đặt Trên cái kệ trong phòng ăn Một buổi trưa chủ nhật Linh ngồi nhặt rau ở sân sau Ông Cảnh thích ăn đọt bí non, xào tỏi Nên món này đã trở thành thường xuyên trong bữa cơm gia đình Vườn sau nhà Linh có dàn chanh dây chi chít quả Bắt đầu rụng lác đác vì đang chín tới Bà Cảnh lúc này đã ổn định về tài tránh Nhưng bản tính hay tiếc của Nên bảo Linh hái xuống đem bán Ông Cảnh gạt đi và nói Đem bán thì cũng trả được bao nhiêu Bố thấy hay là con chịu khó con bổ ra moi ruột bỏ vào cái hũ hay là cái chai đó để trong tủ lạnh rồi cứ pha nước đá mà uống dần. Những hôm mà trời nóng uống chanh dây thì chẳng những là giải khát mà lại còn bỏ nữa. Lúc ấy có anh hàng xóm ở cách nhà Linh ba căn vừa qua chơi đang ngồi nói chuyện với Linh. Đó là Phát đem sang cho Linh hai quả bầu cây nhà lá vườn. Phát hơn Linh vài tuổi là láng giềng từ thủ thiếu thời hay sang nhà Linh chơi với hai người anh của Linh. Năm nay Phát sắp xỉ 40, đã có vợ hai con. Gần 20 năm trước, Phát đã từng mơ cưới Linh làm vợ. Nhân một chuyến công tác thủy lợi 3 ngày, Phát và Linh đi chung với nhau vì cùng một tổ dân phố. Phát đã mạnh dạn, ngỏ lời cùng Linh. Phác nói, anh với anh Nam là bạn từ thủ bé, cho nên là cũng như người trong nhà. Mỗi lần anh sang nhà em chơi, anh anh ít nói chuyện với em là vì anh biết em có ý định đi tu từ bé. Ngày em vào nhà dòng, anh tiếc lắm, nhưng mà em có ơn kêu gọi thì anh cũng mừng cho em. Bây giờ thì em đã về nhà, mà Nam với định thì lại đi xa. Mỗi lần anh sang thấy nhà em vắng vẻ quá. Nếu mà nếu mà em em không chê anh ấy, thì anh anh xin làm con rể bố mẹ em để nhà đỡ vắng vẻ hơn. Linh Nghiêm Trang nói rõ ý định sẽ sống một đời độc thân. Pháp buồn nhưng không giận, bởi chẳng phải Linh chê Pháp mà chỉ vì Linh không muốn lấy chồng. Pháp run run nói, Linh đã quyết định cả đời không lập gia đình thì anh anh cũng chả biết nói sao. Anh anh chỉ xin Linh đừng kể cái chuyện này với với bất cứ ai. Anh anh cảm ơn. Linh gật đầu quả quyết. Anh yên chí, Em bảo đảm là sẽ giữ kín mà Từ đó gặp phát Linh không xưng em như thói quen Từ thuở nhỏ nữa Cô cố ý xưng tôi Để mọi người chung quanh Đừng hiểu lầm là cô có tình ý với phát phát vào bộ đội một thời gian Rồi trở về đi học nghề Hai năm sau phát cưới vợ Là một người ở xứ đảo bên cạnh Và hai người sống đầm ấm cho đến nay với hàng xóm, Phát luôn là một người tốt bụng với ông bà cảnh và linh phát là một người thân trong gia đình hễ rảnh là sang chơi nhất là gần đây vợ phát đi buôn thường xuyên vắng nhà cả ngày có khi gần nửa đêm mới về phát làm thợ hàn có cửa tiệm nho nhỏ nhưng tương đối đông khách vợ phát ngày trước phụ với chồng nhưng mới đây chuyển sang buôn bán dễ kiếm ăn hơn cửa hàng chỉ còn mình phát và một thằng nhỏ tự nguyện giúp việc chỉ để xin ăn ngày hai bữa Hôm nay chủ nhật Phát đóng cửa nên thanh thản sang chơi với Linh Linh nhìn Phát bảo Anh Phát có thích chanh dây không Thì tôi biếu cho anh một mớ Đem về pha cho chị với các cháu uống Phát lắc đầu cười. cười, Thôi Cảm ơn cô Nom nhiều thế nhưng mà chứ, chứ, chứ chả được bao nhiêu đâu Môi một quả lấy ruột chỉ được có một nhúm mà Cô vào lấy cái gì ra đây Cô cô lấy cái cái gì ra đây Đựng cái cái, cái bát, cái hũ, cái chai, cái gì cũng được Tôi làm phụ với cô cho nhanh Linh nhớ ngay đến cái chai nhặt ngoài sông đã cọ rửa sạch sẽ, vội đứng dậy vào bếp cầm ra, phát nhìn thoáng và bảo: "Chai to thế này thì phải 200 quả mới đầy, cô cứ thử mà xem." Rồi phát giơ tay đỡ cái chai Linh vừa đưa ra, Linh cầm phía đuôi, phát nắm lấy cổ chai. Khi bàn tay phát vừa nắm cổ chai thì lập tức Linh thấy bàn tay mình nóng gian như cầm phải cục than hồng, làm cô vội vàng buông tay ra trong khi phát vẫn nắm chặt cổ chai vì sợ rơi xuống đất. Chỉ trong khoảnh khắc, Linh thấy hiện ra trong lớp thủy tinh, nghĩa là trong ruột cái chai rỗng, hình ảnh của Pháp tuy nhỏ nhưng rõ mồn một, một, đang vùng vẫy giữa một đám lửa bốc cháy ngồn ngột, ngột. Đôi mắt lạc thần, chân tay bồn rộn, Linh lùi lại một bước và thẳng thốt kêu lên. giê à, Maria lại chúa tôi! Mặt Linh tái nhợt, thẫn thờ lảo đảo ngồi phịch xuống ghế. Phát không hiểu gì, đặt cái chai xuống đất bên cạnh rổ rau và cười hỏi: cô làm gì mà như người trúng gió thế này? Linh cố định thần quay lại nhìn thì không còn thấy hình ảnh nào hiện ra trong chai nữa. Cô lấy khăn thấm mồ hôi trên mặt và ủi oải bảo Phát: ờ, không không, tự dưng tự dưng tôi mệt quá, chắc là trúng gió. Ờ, xin phép anh tôi vào nghỉ. Thôi thôi hôm khác mình hái chanh dây cũng được. Phát cũng miễn cưỡng đứng dậy và bảo: vâng thế thì thôi cô vào nghỉ đi cần gì thì cứ gọi tôi một tiếng rồi phát nhìn lên nhà trên lớn rộng hơn cháu chào hai bác cháu về nhưng phát vừa đi được mấy bước chưa kịp rẽ sang lối hông nhà để ra phía trước thì linh gọi giật lại anh phát um, qu quay lại tôi nhờ một tí đã phát hớn hở quay lại linh cúi xuống cầm cái chai lên đặt nằm ngang trên bàn cái bàn gỗ cũ kỹ kê dưới dàn tranh dây mà ông bà cảnh hay ra ngồi ăn cơm chiều linh chỉ cái ghế đối diện bảo phát ngồi phát ngơ ngác chưa hiểu gì nhưng hễ linh nói gì thì anh đều hân hoan làm theo linh muốn kiểm tra lại xem cái hình ảnh phát dãy giụa trong đống lửa mà linh thấy lúc nãy qua lớp thủy tinh trong có phải chỉ là ảo giác do mắt linh bị mờ hay không linh rất mong như thế cho nên cô giật cái khăn trên sợi dây phơi đem nhúng nước vắt khô và lau mặt cho tỉnh táo phát đứng sớ rớ bên cạnh không hiểu gì chỉ nhìn linh ngơ ngác linh nhắm mắt lại một vài giây rồi mở ra và bảo phát anh anh nắm hộ tôi cái cổ trai thử một lần nữa xem như thế nào phát chố mắt nhìn linh nhưng linh lại dục tôi nói thật mà anh nắm cái cái cổ trai hộ tôi nắm chặt vào phát nhăn mặt hỏi lại để làm gì mới được chứ <laughs> Cô này buồn cười nhỉ Tự dưng lại bảo tôi nắm cái cổ chai Linh vẫn nghiêm mặt nói Tôi nhờ anh thì anh cứ làm Tôi sẽ giải thích sau Phát lắc đầu phì cười Vì đoán là một trò chơi mới của Linh Anh đưa bàn tay trái nắm chặt cổ chai Như Linh dặn Linh ngồi đối diện Hồi hộp như tim sắp đập vỡ lồng ngực Rồi chỉ trong chớp mắt Hình ảnh cũ lại hiện ra y như lần trước Phát gào thét vẫy vùng trong biển lửa nhưng lửa cứ ôm chặt lấy toàn thân phát không tài nào dập tắt được linh lại hốt hoảng kêu à, lên giêsu ma lại chúa tôi lòng lành vô cùng phát không hiểu gì buông tay ra nhìn linh và lẩm bẩm ơ cô này hay nhỉ thế nghĩa là thế nào Hệ tôi cứ nắm cái cổ chai thì cô lại kêu tên chúa và đức mẹ là làm làm sao linh cúi đầu thở hổn hển đưa tay làm dấu thánh giá rồi ngẩng lên bảo phát thôi anh anh về đi lúc khác thôi tôi nói chuyện cảm ơn anh phác chán nản vì không hiểu linh chơi trò gì anh lồi thổi đứng dậy quay ra lối hông thơ thần bước về nhà ngồi lại một mình linh đăm đăm nhìn cái chai bằng ánh mắt kinh sợ lâu rồi linh có nghe người ta nói những bà thầy bói bên Âu Châu hay Mỹ Châu thường nhìn vào quả cầu thủy tinh hoặc quả cầu pha lê mà thấy được hình ảnh tương lai của thân chủ Chẳng hạn bà Dickson dùng trái cầu mà trông thấy trước Tổng thống Kennedy bị ám sát. Những chuyện lạ lùng ấy, Linh vẫn tưởng hoàn toàn chỉ do báo chí theo diệt, cho hấp dẫn. Nhưng không ngờ hôm nay, chính mắt Linh được chứng kiến cái hình ảnh thê thảm có thể sẽ xảy ra trong một người hàng xóm của Linh. Cô lại nhìn cái chai trước mặt và dờn dợn thấy nó là món đồ ma quái, người nào đó thả trôi sông mà cô dại dột mang về. Linh sực nhớ đến con bướm đen vùng vẫy trong chai mà cô đã thả nó ra và Linh cố suy đoán xem giữa con bướm bị nhốt trong chai và ông hàng xóm thân quen của Linh là phát có liên hệ gì với nhau hay không. Kể từ giây phút đó, Linh bị ám ảnh nặng nề bởi cái chai kỳ bí, lúc nào cô cũng đờ đẫn như người mất hồn. Cách giải quyết hay nhất là đem quăng bỏ cái chai đi, hoặc cẩn thận hơn thì đem chôn hoặc quay ra bến sông ném nó xuống chỗ cũ định bụng như thế nhưng có một cái sức mạnh vô hình nào đó cứ thôi thúc linh phải giữ nó lại cái hình ảnh ông hàng xóm vùng vẫy trong đám cháy có ý nghĩa gì không linh không hiểu nổi hay là ông phạm tội nặng cái trai của linh đã báo trước là ông sẽ phải xuống hỏa ngục như giáo lý của đạo công giáo cô học nằm lòng từ nhỏ linh lại gạt bỏ ngay ý nghĩ đó bởi cô không có quyền phán xét Cả đêm hôm ấy Linh không ngủ được Mấy lần cô ngồi lên lần hạt và cầu nguyện Cô định sáng mai sẽ vào gặp cha xứ Trình bày đầu đuôi Rồi nhờ cha quyết định Hoặc xin nước thánh trong nhà thờ Đổ đầy chai là xong Ma quỷ vốn sợ nhất là nước thánh Sáng hôm sau Linh thức giấc Đôi mắt cay nhất vì cả đêm thao thức Cô vào bếp nấu nước pha trà cho bố Len lén đưa mắt nhìn lên cái chai Vẫn đặt trên kệ Bên cạnh những cái hũ đựng hành, tỏi, hạt tiêu và các loại đậu. Linh tự nhủ. Hay là đem quăng nó đi cho rồi. Ý nghĩ này đã đến trong đầu Linh nhiều lần từ hôm qua đến giờ. Nhưng chẳng hiểu tại sao cô vẫn giữ lại. Không nỡ hoặc không dám quăng bỏ. Ngồi nhìn ngọn lửa bập bùng trước mắt. Linh lại dùng mình nhớ đến hình ảnh ngọn lửa vây quanh ông Phác hiện ra trong chai. Linh sực nhớ đến Như. Chỉ vì theo Như ra bờ sông, Linh mới bắt gặp cái chai lạ lùng này. Cô chạy lên nhà lấy điện thoại di động mang xuống bếp và bàn tay run rẩy bấm số của Như. Đầu dây bên kia giọng Như còn ngái ngủ hỏi Linh. Mấy giờ rồi mà mày đánh thức tao với hả? Có chuyện gì không? Ông Cảnh cũng vừa thức dậy từ nhà trên đi xuống đứng ở cửa bếp hỏi Linh. Gọi điện cho ai mà sớm thế hả con? Linh ngước lên nhìn bố rồi cúi xuống bảo Như. Như, mày dậy lúc nào thì chạy sang tao lúc đó nhé. Dùng điện thoại di động lúc ấy giá còn đắt lắm Nên Linh chỉ nói một câu ngắn rồi cúp ngay Cô quay lại bảo bố Dạ con cần gặp cái như một tí việc ạ Ông Cảnh hỏi cho có chuyện thôi Ông yên lặng quay vào phòng Đánh răng rửa mặt Ông không thắc mắc vì con gái ông cần gặp Như có tí việc là việc gì Bởi Như và Linh đều hăng say hoạt động trong giáo xứ Và chuyện hai người gặp nhau vẫn diễn ra thường xuyên chưa đầy một tiếng đồng hồ sau, Như đã dựng hông đa trước sân nhà Linh. Ông Cảnh vừa thay quần áo xong, xuống bếp bảo Linh. À, đừng mua quả sáng cho bố. Hôm nay bố hẹn với lệ đại bác Tùng đi ăn phở. Bố đi à, bây giờ đây. Mẹ có hỏi thì cứ bảo là bố ra à, tiệm hương quê ăn sáng với bác Tùng. Số ông hậu vận thật tốt nhờ hai người con trai hiếu thảo ở Mỹ chu cấp rộng rãi. Nên cả ngày ông chỉ rong chơi với bạn bè có chung cái thú đánh cờ tướng về nhà thì ông ôm chặt lấy màn ảnh internet nơi có biết bao nhiêu thứ giúp ông đốt thì giờ nhàn rỗi linh đang ngồi nhặt sạn trong mẹt đậu đen để trưa nay nấu chè như đi thẳng vào tận bếp và hỏi này có việc gì mà gọi ta sớm thế sao không nói luôn trong điện thoại từ nay là không được đánh thức tao nha trừ trường hợp là mày quyết định lấy chồng nữa nhá câu nói đùa của như không đủ sức làm cho linh cười Mặt Linh vẫn toát ra nét mệt mỏi và lo âu. Cô nói. Chuyện này còn quan trọng gấp vạn lần ta lấy chồng. á, Ngồi xuống đây. Thấy thái độ nghiêm trang của Linh. Như im lặng kéo cái ghế đầu ngồi xuống bên cạnh. Và hồi hộp chờ đợi. Linh ngừng tay ngẩn lên kể. Này hôm qua đó. Tao theo mày ra bờ sông. Rồi tao vớ được một cái chai không. Tao cầm về. Tao rửa sạch sẽ. Bây giờ vẫn để trên cái kệ kia kìa. Vừa nói Linh vừa chỉ tay lên kệ cho Như nhìn thấy như chưa hiểu gì sốt ruột hỏi ơ ờ, cái con này mày gọi tao sang đây vì cái chai lượm ngoài bờ sông à linh nhấn mạnh đúng tao gọi mày sang đây chỉ vì cái chai chỉ vì tao tao dại dột theo mày đi gặp chồng mày rồi vớ phải cái chai như nôn nóng gắt ơ ờ, cái con này mày nhặt được cái chai thì có gì đâu mà dại với dột con này ăn nói vớ vẩn quá đánh thức người ta dậy để nói chuyện cái chai thôi tao đi về đấy ạ tuy nói thế nhưng như vẫn ngồi tại chỗ linh bưng mẹt đậu đen đổ vào thau ngâm nước cho mềm và cho sạch rồi cô trở lại ngồi xuống bên như như cũng đứng lên theo và kéo ghế ngồi đối diện mắt mở trừng trừng nhìn linh chờ đợi linh thở mạnh rồi bằng ngôn từ chậm rãi và mạch lạc kể hết cho như nghe cái hiện tượng lạ lùng khi ông phát hàng xóm nắm cái cổ trai dẫu biết rằng linh không bao giờ bịa chuyện nhưng như vẫn nhíu mày không tin, gay gắt hỏi lại. Có thật thế không? Hay là mắt mày quán gà? Linh lo âu đáp. Thì lúc đầu tao tưởng là chỉ là ảo giác thôi do mình mệt mỏi hoặc là bắt tao mờ. Vì vậy tao mới bắt ông ấy nắm lại một lần nữa. Ông ấy có hiểu gì đâu, nhưng mà nẻ tao thì ông ấy đành làm theo. Chúa ơi, tay ông ấy vừa nắm vào cái cổ chai thì hình hình ảnh ông ấy bị lửa đốt lại hiện lên như cũ mà dĩ nhiên là chỉ có một mình tao non thấy thôi như bắt đầu cảm thấy rờn rợn cô quay đầu ngước nhìn lên cái chai trên kệ rồi hỏi nhưng mà mày có cho người người nào khác cầm thử chưa phải cho vài người cầm thử thì mới kết luận được chứ linh ngắt lời tao không dám nhỡ như là nhìn thấy những hình những hình ảnh hãi hùng hiện lên thì làm sao như lại gắt nếu đã không dám cho người khác thử thì sao không quăng bén cái chai đi báu gì mà giữ cho nó bận tâm linh yên lặng không nói gì chính linh cũng muốn quăng ngay từ hôm qua nhưng dường như cái chai có ma lực ngăn cản linh ngẫm nghĩ một chút như bảo tao nhớ lại rồi lúc mà mày nhặt cái chai á thì trong chai nó có con bướm đen bị nhốt trong đó đúng không linh gật đầu như nói tiếp hồi nhỏ đó tao nghe người lớn kể chuyện á có những cái loại bướm nó gọi là là bướm ma. Lúc ấy mình còn bé thành ra mình cứ nửa tin nửa ngờ. Bây giờ ta nghe mày nói thì biết đâu bướm ma chẳng có thật. Thí dụ như là cái chai của mày, tao chắc là có người nào đó chết oan rồi hồn nhập vào cái con bướm đen, rồi tình cờ có người bắt được, nhốt vào trong chai rồi thả trôi sông, rồi lại cũng tình cờ cái chai nó lọt vào trong tay mày. Vì mày tha con bướm đó rồi Tức là mày mày trả tự do cho cái hồn ma bị chết oan Cho nên Cho nên con, con ma đó nó, nó nó giúp mày để đền ơn Linh phất tay gạt đi Thôi mày đừng có nhảm nhí Con nhà có đạo mà cứ tin vớ tin vẩn Tội chết Tao thì tao vẫn cho rằng đây là một cái ơn đặc biệt của chúa ban cho tao Như hăng hái đề nghị Nếu mày đã tin đây là ơn chúa Thì để để tao cầm thử cái cổ trai xem sao Tuy trong lòng có hơi dần rợn, nhưng như vẫn nói cứng ừ, cầm cổ chai thì có gì mà sợ tao chắc trăm phần trăm là mày cái mắt mày nó bị quáng gà lấy cái chai xuống đây cho tao linh từ từ đứng dậy và nói ừ, nhưng mà nếu nếu mày không sợ thì thì thử xem thế nào nhé vừa nói linh vừa bước lại sát vách tường vói tay lấy cái chai mang đặt trên bàn hai người ngồi đối diện nhau đúng như vị trí mà Linh đã ngồi với ông Phát hàng xóm. Hai khuôn mặt nghiêm trọng đăm đăm nhìn cái chai, hồi hộp di sắp cầu cơ gọi hồn. Linh bảo: "Mày mày lắm mày nắm lấy cổ chai đi." Như hỏi lại: Ồ, nhưng mà tay 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 trái hay tay phải?" Linh cố nhớ xem ông Phát cầm tay nào rồi cô bảo: ừ, chắc tay nào cũng được." Nhưng có lẽ tay trái thì đúng hơn vì cổ trai hướng về phía tay trái của mày. Hai người lại ưu tư nhìn nhau Rồi như đưa bàn tay trái Nắm chặt lấy cổ trai Và nhắm mắt lại Linh nín thở chố mắt nhìn Trong nháy mắt Hình ảnh hiện ra trong trai Là một vùng hào quang ngời sáng Giống như vùng Thái Dương Đang xuất hiện trong một ngày quang đãng Hình ảnh tươi sáng ấy Làm cho bao nhiêu lo âu trong lòng Linh Đều biến mất Nét mặt bất chợt rạng rỡ Linh thở hồn hển Rồi nở nụ cười thật hồn nhiên như nhận ra ngay hồi hộp hỏi: "Mày có thấy cái gì không?" Linh gật đầu đáp: "Có, có chứ. Xong rồi, tao cảm ơn mày." Và Linh thở phào ngả người ra phía sau, Như cũng buông tay ra và đứng lên hỏi dồn: "Mày thấy cái gì?" Linh cũng đứng dậy, bấu lấy hai vai Như và đáp: "Chắc là điềm lành, vì tao chỉ thấy toàn hào quang tỏa sáng, tương lai vợ chồng mày chắc đẹp lắm." Dù chưa đoán được ý nghĩa của hình ảnh vừa hiện ra, nhưng nghe linh nói như cũng thấy lòng chan hòa hạnh phúc cô hỏi thế thế bây giờ mày tính sao giữ cái chai hay là quăng bỏ ừ, theo tao thì thì mày mày nên thử thêm vài người vài người nữa rồi hãy quyết định Hả? linh tiến lại mở tủ lạnh lấy chai nước tu ẩn ực rồi ngồi xuống ghế và gật đầu như cũng ngồi xuống chớp mắt lê lịa và bâng khuâng nói nhưng mà sao lại có những cái chuyện lạ như thế này nhỉ Giá mày không phải là bạn tao Mà giả như tao không chứng kiến tận mắt Thì cả đời tao tao chả tin được Nó hoang đường quá Nó nó nhảm nhí quá Đúng không Ý nghĩ đó cả đêm hôm qua Linh đã thao thức đặt ra Cố tìm cho mình một lời giải thích Nhưng đành chịu Linh bảo như Những người như bà Bích Hằng Xưa là nhà ngoại cảm Chỉ cho người ta tìm được hài cốt Bao nhiêu người đã chết trong chiến tranh ờ, Có cả hài cốt từ thời Pháp thuộc Chuyện ấy giải thích làm sao được Mà chẳng phải chỉ có một bà Bích Hằng Cả chục nhà ngoại cảm thi nhau xuất hiện Lúc đầu công an lên án là duy tâm Dần dần chính công an cũng phải đến nhờ những người ngoại cảm Chỉ chỗ người chết để thân nhân lấy xác Lấy xương đem về cải táng Mấy cái này thì chịu thôi Cắt nghĩa thế nào được về những hiện tượng lạ lùng này Mình... Mình là con nhà đạo đức thì chỉ biết đây là do Chúa sắp đặt có người được chúa ban cho cái giác quan thứ sáu miễn là họ dùng vào việc tốt như cầm sâu chìa khóa đứng dậy và bảo thôi tao phải về tao chuẩn bị vào thành phố uh, lấy mối hàng cho chồng tao sau một ngày quá căng thẳng về cái chai linh đề nghị ở uh, mày mày vào thành phố à hay là cho tao đi với hôm nay tao tao không làm gì hết um, có tao đi mày có ngại gì không như ngồi lên xe đạp máy và đáp không mày đi thì càng vui chứ ngại gì với lại tao cũng đang muốn bàn thêm với mày về cái chai huyền bí này à, Bây giờ mày sửa soạn đi nhé. Tao tạt về qua nhà một tí rồi vòng lại đón mày Dứt lời như sang số và hớn hở cho xe lao vọt ra đường Quá trưa Như sang đón Linh Như dựng hông đa rồi đứng chờ ngoài sân Từ trong nhà Linh cầm bóp bước ra Thì đúng lúc ông Phát tình cờ đi ngang Trên vai vác cái khung xe đạp cũ Phát dừng lại vui vẻ hỏi Hai cô chuẩn bị đi đâu đây? linh giật mình nhìn phát cảm thấy như có cái gì rất khác lạ ở ông hàng xóm quen biết đã mấy chục năm nay linh chưa kịp trả lời thì phát nhìn linh khôi hài nói thêm thế có cần tôi vào nắm cái cổ trai lần nữa hay không <laughs> dứt lời ông cất tiếng cười giòn giã và bước đi về tiệm hàn cả linh và như đều im lặng nhìn nhau không biết nói gì chờ phát đi khuất hai cô mới lên xe phóng xuống sài gòn khách hẹn như ở một tiệm giải khát nằm ngay góc đường Thủ Khoa Huân và Lê Thị Hồng Gấm. Hai bên nói chuyện làm ăn rất nhanh, như nhận tiền đặt cọc rồi chia tay. Như khoan khoái rủ Linh len lỏi vào chợ Biến Thành. Đã lâu lắm hai người không có dịp rong chơi và ăn quà thoải mái, nên hôm nay cả hai vui như Tết, nhất là như vừa gặp được khách sộp, bằng lòng chi tiền rộng rãi cho chuyến chở hàng trên sông của chồng Như Cả hai sống lại thời tuổi trẻ Đi dạo phố vào tiệm kem Mãi đến xế chiều như mới dục Linh ra về Chưa tới nhà ông bà Cảnh Đã thấy tấp nập người lớn trẻ con Đứng lố nhố bàn tán xôn xao Cả một quãng đường dài Mặt mỗi ai cũng có vẻ nhớn nhát U buồn hoặc chan hòa xúc động Linh giật mình Vỗ vào lưng như và bảo Đ Đứng lại, thốt lại xem chuyện gì rồi Linh tụt vội xuống xe, hỏi một người đàn ông đứng bên lề đường. À, Xóa mình có việc gì mà ồn ào thế bác chú? Người đàn ông lớn tuổi cùng trang lứa với bố Linh. Chưa kịp trả lời thì hai ba người khác kéo nhau lại đứng bên Linh và Như. Dường như ai cũng muốn giành nhau để kể cho Linh nghe bản tin quá bất ngờ vừa xảy ra trong khu vực yên tĩnh của họ. Nhưng Linh nhìn ông Chu nhắc lại. Chuyện gì thế hả bác? Ông Chu bắt đầu bằng một tiếng thở dài rồi mới nhập đề. Thế cô chưa biết được Cậu phát thợ hàn vừa mới chết xong Linh hốt hoảng kêu lên giê à, Maria lại chú tôi Một bà đứng bên cạnh cướp lời ông Chu chen vào Ch Chết cháy Sẽ xe cấp cứu mới trở đi Như ngồi trên hông đa Toàn thân run lên bần bật Đôi mắt lạc thần nhìn Linh Cái hình ảnh phát vùng vẫy trong đống lửa Mà Linh kể với Như sáng nay Hóa ra là có thật Là một điểm ghê gớm báo trước Mặt tái nhợt, linh như người chết đứng á khẩu, không nói được lời nào nữa. Bên tai cô, giọng ông Chu vẫn xúc động kể tiếp. "Cậu ấy đang hàn cái khung xe máy thì cái bình ga nó phát nổ, rồi nó lan sang cả cái bình xăng bằng ni lông. Khổ thân cậu ấy, cái bình xăng loại 10 lít còn đầy nguyên, lại để ngay ở trên kệ. Cái lúc nó phát nổ thì nó đổ ào xuống người cậu ấy." Thế là người cậu phát nó cháy phần phật như là cái cây đuốc. Cậu ấy chạy lao ra đường, mồm la oai oái nhưng không ai cứu kịp. Hàng xóm kéo sang múc nước dội thì cậu ấy đã tắt thở rồi. Xóm này thành hình từ năm 54, truyền đến nay đã ba thế hệ nối tiếp Nhà nào cũng quen nhau, chưa kể có thể là họ hàng hoặc thông gia với nhau, cho nên chuyện gì xảy ra trong một nhà, dù chỉ là rất nhỏ, hàng xóm láng giềng cũng đều biết cả và biết rất nhanh. Huống chi một tai nạn thảm khốc là cái chết của Pháp, thì không ai có thể lơ là được. Tất cả đều cảm thấy sự mất mát đấy có liên hệ gần xa tới mình là cái tăng chung của cả xóm. Một ông bạn của Pháp tay cầm thau bằng nhựa từ mặt mũi đến quần áo đều lem luốc dính đầy bụi than lững thững tiến lại gần chỗ linh đứng và thở dài nói tôi sang chậm quá có ai báo tin cho tôi đâu nghe trẻ con chúng nó gọi nhau ơi ới tôi hỏi thăm mới biết đến nơi thì thằng phát nó đã chết rồi khổ thân vợ nó với mấy đứa con linh lảo đảo bước về nhà sau lưng vẫn còn nghe văng vẳng giọng ông chu may mà không cháy lan sang hàng xóm Đường còn đông người nên như tắt máy đẩy xe theo sau Linh. Cô thấy ông bà Cảnh vẫn còn đang đứng trước cửa nhà của Phát. Giờ này lửa đã tắt nhưng trơ ra những thân cột cháy đen và khói vẫn còn bốc lên nhẹ nhẹ. Hai người công an đứng ghi chép chi tiết để làm biên bản. Về đến nhà, Linh đi thẳng xuống bếp và ngước nhìn ngay lên cái chai trên kệ. Cô ngồi bệt xuống nền xi măng, tựa lưng vào vách và đưa tay làm dấu thánh giá đọc kinh cầu hồn cho phát tự dưng cô nhớ lại cái lần đi thủy lợi chung đêm trăng ngồi trên bãi cỏ phát run run ngỏ lời muốn kết bạn trăm năm duyên nợ không thành nhưng phát không mặc cảm không thù vặt vẫn là người bạn hiền người láng giềng tốt bụng của linh bất giác cô đưa mắt nhìn lên hai quả bầu phát đem sang tặng trưa hôm qua giờ vẫn còn nguyên trong rổ đặt trên bàn như dựng xe ngoài sân rồi cũng lao vào bếp Nhìn ngay lên cái chai ma quái trên kệ Cô ngồi xuống bên cạnh Linh Mặt vẫn còn tái nhợt Lo lắng hỏi Sáng nay Lúc mà tao nắm vào cổ chai Mày nhìn thấy cái gì trong chai Mày nhớ lại dùm đi Nhớ ký lại Mày thấy cái gì Ôi trời ơi Ông Phát Ông Phát chết cháy làm tao sợ quá Linh mệt mỏi đáp Mày Mày không sao đâu Tao chỉ trông thấy một vầng ánh sáng rất đẹp Như vậy rõ ràng là một dấu hiệu tốt Cứ yên trí đi Trực giác của tao chắc chắn không sai Còn ông Phát Linh ngừng lại Vì nước mắt tự dưng trào ra Khá lâu cô mới nghẹn ngào tiếp Còn ông Phát Tao kể với mày rồi đó Tao thấy rõ ngọn lửa bao quanh ông ấy Ông ấy cố gắng vùng vẫy mà không thể nào thoát được sau câu nói của Linh, cả hai cùng im lặng, cùng ngồi tựa lưng vào vách trầm tư suy nghĩ. Tuy đã có lời trấn an của Linh, nhưng Như vẫn chưa cảm thấy hoàn toàn thanh thản, vì đã chắc gì cái vầng hào quang Linh nhìn thấy trong trai là điểm lành, điểm tốt. Đã xảy ra với ai đâu mà biết, tất cả chỉ là phỏng đoán của Linh mà thôi. Một lúc sau, Như lên tiếng trách. Đáng lẽ mày phải nói cho ông Phát biết để ông ấy đề phòng. Linh quay lại gắt. Nói cái gì? Làm sao mà nói được? Chính tao, tao cũng chỉ đoán già, đoán non. Chứ có biết là cái hình hiện lên trong chai mang ý nghĩa gì đâu. Bây giờ, xảy ra rồi. Mình mới biết chứ. Chẳng nhẽ tao chạy sang, tao bảo, Anh phát ơi, tôi thấy anh chết cháy à? Như cũng vừa nhận ra mình trách Linh là vô lý. Chẳng qua vì tâm thần bị hoảng loạn trước tai nạn rùng rợn của Pháp. Làm cho Như nghĩ quẩn. Khá lâu, Như bảo Linh. Hay là... Tao chở mày ra bờ sông Quăng cái chai lại chỗ cũ à, Tao nhớ rồi Mình là con nhà đạo Mình không tin Nhưng mà cái con bướm đen bị nhốt trong cái chai Biết đâu chẳng là một dạng bùa ngãi gì thì sao Linh cũng vừa nghĩ đến việc trả lại cái chai cho dòng sông Nhưng chưa dứt khoát được Nên không trả lời Như chỉ chiết thêm Mày cứ tưởng tượng mà xem nhé Mày giữ cái chai Rồi cứ mỗi lần có người nắm vào cổ chai Mày lại nhìn thấy những hình ảnh rùng rợn như ông Phát rồi mày cứ hồi hộp chờ tai nạn xảy đến với người ta hay sao? Rồi mày nhắm mắt mày chịu đựng nổi không? Thôi thì thà, thả cứ quăng cái chai đi. Linh vẫn ngồi yên như lại nói thêm. N nói dại, nhỡ như người thân của mày, chẳng hạn như bố mẹ mày, cầm cái cổ chai, rồi rồi mày thấy chuyện chẳng lành xảy ra, thì mày tính làm sao? Thôi ôi, đem quăng lại dòng sông đi mày ơi. Mày muốn đi ngay bây giờ, tao chở mày đi này. Linh không đáp nhưng uể oải đứng dậy, như lại nhấn mạnh thêm. Giả dạ như mà mày thấy trước tai nạn của người ta Mày báo cho người ta biết Rồi người ta sửa được Cải số được Thì mới nên giữ cái chai lại để làm phúc Để cứu đời Đằng này mày biết mà mày đành chịu Thì biết trước làm cái gì Chỉ làm khổ tâm thêm thôi Câu nói của Như vừa khơi đúng vào điều sâu kín Mà từ hôm qua đến giờ Linh đang phân vân nghĩ đến Linh muốn giữ cái chai lại là vì thế Ông Phát là trường hợp đầu tiên Linh chưa trắc nghiệm nhưng từ nay trở đi hễ linh coi cho ai mà thấy hình ảnh tai nạn hiện ra trong trai cô sẽ báo ngay và bảo người ta đề phòng biết đâu linh chả cứu được nhiều người cô vẫn tin rằng khi cô đứng dưới sông cái trai kỳ bí ba lần tắp vào chân cô tức là đã có sự sắp đặt của chúa cho cô cái trực giác đặc biệt để cứu giúp tha nhân bắt theo câu nói của như linh bảo mày nói đúng đáng lẽ hôm qua ta phải nói ngay cho ông phát biết chỉ có điều là dù tao có nói Cũng chưa chắc ông Phát đã tránh được tai nạn à, Thôi thì tạm thời tao cứ giữ cái chai lại Tao thử một vài người nữa xem sao Nếu thấy trước mà mình không cứu được Thì thôi tao quẳng bỏ cái chai Như bực mình gắt Cái con này ngoan cố quá Thôi kệ mày Từ đây mày thấy cái gì đừng kể cho tao nghe hết Tao sợ lắm Linh chưa kịp đáp thì ông bà Cảnh từ bên hàng xóm kéo về. Nhìn thấy xe của Như dựng trước sân, ông Cảnh đi thẳng vào nhà, còn bà Cảnh lên tiếng từ ngoài cửa. Ô thế hai đứa về rồi đấy à? Khổ thân cậu Pháp quá. Mới hôm qua còn ngồi đây, còn đem cho mình hai quả bầu. Thế mà hôm nay chết thảm rồi. Vợ đi vắng chưa về, chả biết có ai báo tin chưa nữa. Bà nói dứt câu thì cũng vừa vào tới nhà bếp, thấy Linh và Như ngồi ủ rũ ở bàn ăn. Bà nói thêm cứ như lời anh công an khu vực thì nổ bình ga chỉ làm cậu ấy bị thương thôi chứ không thể nào chết dễ dàng được. Nhưng mà vì cái bình xăng nó đổ vào người rồi nó bốc cháy như ngọn đuốc nên không tài nào cứu được. Ông cảnh từ nhà trên đi xuống góp lời bình phẩm. Chúa cất nó đi như thế cũng là may bà. Chứ sống thì từ mặt mũi đến thân thể đều cháy nám đen hết. Còn buồn hơn mà sẽ buồn cả đời cơ đấy. Rồi ông hỏi Linh, con về lúc nào? Về lâu chưa? Như đáp thay cho Linh. Dạ, chúng cháu vừa mới về. Ờ, chắc là xe cấp cứu vừa chở anh Phát đi thì chúng cháu về tới ạ. Ông Cảnh ngồi xuống ghế lấy bình thủy đựng nước sôi châm vào bình trà. Rồi bất ngờ hỏi Linh. Bố vừa nghe con bảo là đáng lẽ con phải báo trước cho thằng Phát nó biết. Thế báo trước là báo cái gì? Con biết là cái bình ga của nó cũ quá mà nó không chịu thay bình mới hay là thế nào? Linh và Như giật mình đưa mắt nhìn nhau. Như đang cần có đồng minh ủng hộ mình trong việc ép Linh phải quăng bỏ cái chai. Vì giữ lại là điều quá vô lý, nên Như nói thẳng với ông Cảnh bằng giọng nghiêm trang. Dạ, Linh nó biết trước anh Phát bị chết cháy ạ. Ông Cảnh ngơ ngác nhìn Như rồi lại đăm đăm nhìn con gái. Ông cứng rắn bảo Như, cháu đừng có phát ngôn linh tinh như thế. Đến tài công an họ họ sẽ lôi con Linh ra điều tra lôi thôi lắm người ta chết cháy vì nổ bình ga mà cháu lại bảo con Linh đã biết trước là thế nào tai nạn chứ có phải là án mạng đâu bà Cảnh cũng vội chen vào nhẹ nhàng mắng như Này, chớ có dại mà mà để công an nó nghi ngờ đấy nhá cẩn thận mồm miệng vẫn hơn như đưa mắt nhìn Linh như thúc giục Linh ngẩn lên thản nhiên nói như nó nói đúng đấy bố ạ à. con biết trước là anh Phát sẽ chết cháy mà không không làm gì được à. Đến lượt cả ông Cảnh lẫn bà Cảnh đều chố mắt nhìn con gái. Ông Cảnh cao mặt gắt, vả vào mồm, ấy. biết là biết thế nào. Vô phúc đáo tụng đình, cẩn thận lời ăn tiếng nói, lớn rồi. Linh điểm tĩnh đáp. Dạ, bố mẹ ngồi xuống đây, con kể đầu đuôi cho bố mẹ nghe. Ông bà Cảnh đưa mắt nhìn nhau rồi ngồi xuống bên nhau. Như cũng hài lòng ngồi bên cạnh bà Cảnh để sẵn sàng góp ý. Linh bắt đầu câu chuyện bằng chuyến theo như ra bờ sông vớ được cái chai mang về và kết thúc bằng cái chết đã báo trước của phát giọng kể linh chậm rãi và mạch lạc cô dứt câu chuyện ông bà cảnh vẫn ngẩn người ngồi yên biết con gái mình chẳng bao giờ nói dối chẳng bao giờ bịa đặt bất cứ chuyện gì nên ông bà chỉ còn một phản ứng duy nhất là sững sờ chen lẫn với cảm giác rờn rợn như để ý thấy trong lúc linh kể chuyện thì cứ lâu lâu ông bà Cảnh lại đưa mắt nhìn lên cái chai trên kệ. Chắc cả hai cùng tự hỏi, cái chai kỳ bí và oan nghiệt kia, mang nó về làm gì? Khá lâu bà Cảnh mới hỏi. Thế, thế bây giờ con tính như thế nào? Như vội vàng đáp thay Linh cố thuyết phục ông bà Cảnh. Dạ, cháu thì cháu đề nghị là đem cái chai quăng xuống sông, nghĩa là mình trả nó về chỗ cũ. Mình là người công giáo, mình không tin nhưng biết đâu cái chai nó đựng con bướm đen Là một thứ bùa ngải mà người ta ếm vào đó Người ta bắt con bướm đen nhốt vào cái chai rồi thả trôi sông Chắc phải có cái ý gì Chứ ai mà rảnh đâu mà mà, mà nghịch ngợm như thế ạ à? Ông bà Cảnh nghe lý luận của Như gật đầu nhất trí ngay Nhưng Linh vội vàng phát biểu Con thì con chỉ thắc mắc một điều là hôm đó Con đã quẳng cái chai ba lần rồi Mà nó vẫn trôi ngược vào Nó tắt vào chân con Như thế Biết đâu là ý Chúa muốn con dùng nó vào việc tốt. Bố bố mẹ cứ cứ nghĩ mà xem nhé. Bây giờ con quăng nó lại dòng sông rồi nhỡ có kẻ xấu nào nhặt được, đem về hù dọa thiên hạ để lợi dụng thì sao? Ông bà cảnh lại cũng thấy con gái mình có lý, nhưng như phản đối ngay. Ừ, nếu mày sợ thì thì đem chôn đi hoặc là đập vỡ đi. Linh làm như không để ý đến lời phát biểu gay gắt của Như, cô phân trần với bố mẹ. Con thì con cũng có ý định ạ. À là nói ven phát để anh ấy đề phòng nhưng mà chuyện nó xảy ra nhanh quá con không kịp nói con con mới nhìn cái hình ảnh mà anh ấy bị chết cháy chưa hôm qua mới chưa hôm qua thôi thì hôm nay chuyện đã xảy ra rồi con nói vào cái lúc nào ông cảnh nhắc lại ý của bà vợ nhưng ý định con bây giờ thế nào con giữ cái chai hay là quăng nó đi cả bà cảnh và như đều mở to mắt nhìn linh chờ đợi linh quả quyết nói con muốn giữ lại một thời gian nữa xem sao Biết đâu con chẳng giúp được người ta Lúc nãy con nói với cái Như Để con thử một vài người nữa Nếu con thấy hình ảnh xấu xuất hiện Con sẽ cho họ biết May ra con giúp được họ Ông Cảnh kết luận Nếu con tin đó là ý chúa Thì bố mẹ không có cản Nhưng con nên ấn định một thời gian Chẳng hạn một tháng nữa Mà cái trai không giúp gì được cho ai Thì dứt khoát con nên quăng bỏ nó đi Ý kiến của ông Cảnh được mọi người cùng nhất trí Như đứng dậy giã từ cầm sâu chìa khóa Theo lối hông ra cửa trước Cô cúi xuống mở khóa hông đa Và nói vọng vào Cháu xin phép hai bác cháu về à Tao về Linh ơi Có gì cần thì cứ gọi điện cho tao nhé Ngoài đường vẫn còn giải rác Từng nhóm người súng nhau bàn tán Cái chết bất ngờ và thê lương của Pháp Là một đề tài quá lớn Chả biết đến bao giờ mới phai nhạt trong đầu mọi người, vốn gần gũi với Pháp từ mấy chục năm nay. Ai cũng tưởng như thế, nhưng hóa ra chỉ một tuần sau, cái tin phát chết không còn hấp dẫn lắm nữa, vì nó bị thay thế bằng một bản tin mới mẻ hơn, lôi cuốn hơn, đó là tài tiên tri của Linh. Khởi đầu, bằng Cảnh đi lễ ngày Chủ nhật, đứng ở sân nhà thờ, tiết lộ với một bà bạn thân cùng hoạt động trong hội con đức mẹ về cái chai huyền bí mà Linh nhặt được trên sông Đồng Nai cái chai đó có đôi mắt thần cho thấy trước sự lành, sự dữ sẽ xảy ra. Kể xong, bà cảnh nghiêm trang dặn đi dặn lại mấy lần. Bà thần với em lắm thì em mới kể với bà đấy. Bà nhớ nhớ giữ kín hộ em nhé. Rất rất khoát như là không được nói cho ai biết. Như cũng kể với một người trí thân rằng Linh vớ được cái chai thần bí trôi trên sông. Và nhờ cái chai ấy, Linh biết trước cái chết của Pháp. Kể xong, Như cũng bảo người bạn. Này, Tuyệt đối bí mật đấy nhá Chỉ có tao với mày biết thôi đấy Rồi lại thêm ông Cảnh Ông ngồi đánh cờ tướng với ông bạn già Vì biết ông Cảnh là hàng xóm của Pháp Ông bạn hỏi thăm về cái chết của Pháp Mặc dầu chẳng cần hỏi Ông cũng đã biết hết mọi chi tiết rồi Trong khi tường thuật Ông Cảnh nhịn không nổi Nghiêm trọng tiết lộ Còn Linh nhà tôi ấy, Nó ra bờ sông Nó vớ được cái chai thủy tinh mang về Lạ lắm ông ạ nó chỉ nhìn vào cái chai thôi mà thấy trước được cuộc đời người khác. Ông bạn ngừng đánh cờ, ngẩng lên nhìn ông cảnh ngờ vực, nhíu mày hỏi lại. Ông bảo sao? Nhìn vào cái chai mà thấy trước tương lai của người khác à? Chai gì mà lạ thế? Ông cảnh gật đầu nhấn mạnh, thấy trước điềm lành điềm dữ sẽ xảy ra. Rồi ông đưa mắt nhìn quanh như sợ có ai nghe lén. Ông hạ giọng nói nhỏ xuống, bảo ông bạn. Còn Linh nó biết trước thằng Phát sẽ bị chết cháy. Dĩ nhiên đời nào ông bạn tin cái chuyện phi lý như thế được. Nề lắm, bạn ông đành phải nhịn chứ trong lòng đã muốn văng tục và chửi ông Cảnh là già mà còn nói dắt. Trên đời này làm gì có ai biết trước cái chết của người khác mà lại còn biết là sẽ chết cháy. Bạn ông cúi xuống cầm quân xe mân mê trong tay, đầu vẫn còn bực bội vì ông Cảnh loan một mẩu tin ngớ ngẩn. Ông Cảnh lại lấm lét nhìn quanh, rồi hạ giọng nói nhỏ hơn, bảo ông bạn. Nhưng mà tôi chỉ kể riêng với ông thôi đấy. Ông nhớ giữ kín cho tôi, đừng có cho người thứ ba biết. Vì cả ba người là bà Cảnh, ông Cảnh lẫn như đều mắt người ta phải giữ kín. Cho nên sự loan truyền càng đi rất mau. Chỉ một vài ngày sau, cả khu phố đều biết cái khả năng đặc biệt của Linh là nhìn trước được tương lai phúc họa của mỗi người. Đó là một khúc rẽ quan trọng trong cuộc đời của Linh, xảy ra một cách tình cờ vào năm 2000 khi Linh 37 tuổi. Người ta bắt đầu kéo nhau đến nhờ cô coi vận mệnh và Linh ít khi từ chối bởi đa số đều là người quen và vì Linh đang cần thử nghiệm xem mình đoán có trúng hay không. Tiếng đồn lan rất nhanh khiến cha thuận Linh Mục Tránh xứ cũng hiếu kỳ gọi Linh vào hỏi thăm. Ông vốn biết Linh là người có cuộc sống đạo hạnh và rất vững niềm tin tôn giáo, nên ông lấy làm ngạc nhiên khi nghe vài giáo dân nói với ông là Linh mở văn phòng hành nghề coi bói. Linh dành mạch kể hết đầu đuôi cho cha Thuận nghe rồi kết luận. Chính con cũng không hiểu được tại sao lại có hiện tượng lạ lùng như thế. Tại sao khi người ta cầm vào cái cổ chai thì hình ảnh tương lai lại hiện ngay ra trong cái ruột chai và lạ hơn nữa là chỉ có một mình con trông thấy. Cha Thuận ưu tư hỏi, thế con đã thử nghiệm người nào chưa? Sau cái chết của anh Pháp ấy, đã có người nào cầm cái cổ chai mà mà gặp chuyện gì bất hạnh chứ? Linh gật đầu nhấn mạnh. Con con không đếm nhưng mà từ hôm anh Phát chết cháy đến bây giờ đó, con độ chừng khoảng năm chục người đã gặp con và để cho con thí nghiệm nhưng mà nhờ chúa thương không xảy ra chuyện gì nữa. Vị Linh mục vẫn còn tồn động trong đầu cái thắc mắc căn bản về cái chai, cho nên ông nhắc lại thế con bảo là ai cũng cũng giống ai hết cứ cầm cái cổ chai là con con thấy có hình ảnh hiện ra hay sao? Linh gật đầu đáp ngay thưa cha đúng ạ à. nhưng như con vừa thưa với cha đó dĩ nhiên là cái hình ảnh đó thì chỉ có một mình con non thấy thôi cha thuận trầm ngâm suy nghĩ rồi kết luận ừ, lâu lâu thì chúng ta vẫn thấy có những hiện tượng lạ khoa học không giải thích được chẳng phải riêng ở Việt Nam mà bất cứ nước nào trên thế giới. Chẳng hạn có người chữa được đủ các thứ bệnh mà không cần dùng thuốc, không cần phẫu thuật. Có đứa bé mới năm 7 tuổi đã giải được những bài toán trình độ đại học, biết bao nhiêu chuyện lạ trên đời này. Nhưng dù lạ đến đâu thì đó cũng là do quyền năng của Thiên Chúa cho nó xảy ra như vậy. Trường hợp của con cũng thế. Đây là một đặc ân Chúa ban cho con miễn là con không dùng nó để hại người hay để lợi dụng lòng tin của người ta mà làm tiền một cách bất chính. Điều cha thuận nói cũng chính là chủ ý của Linh. Trong xã hội quá nặng nề về vật chất hiện nay, người nào có khả năng như Linh chắc chắn sẽ hù dọa thiên hạ để moi tiền một cách quá dễ dàng. Linh bảo cha thuận. Thưa cha, dân gian thường có câu thiên cơ bất khả lậu, nghĩa là người trần không được tiết lộ những bí mật của thiên mệnh nếu ai tiết lộ thì sẽ bị giảm thọ. Câu ấy nhằm khuyên những người đừng có hành nghề bói toán nhảm nhí để moi tiền của những người dễ tin. Con xem cho người quen cho vui thôi, chứ con không có chủ ý lấy tiền đâu ạ. Để tránh náo nhiệt trong bà cảnh, Linh dọn sang tiếp khách trong căn hộ mới mà cô mua cho ông anh từ trước đến nay vẫn bỏ trống. Hôm Linh mang cái chai đến bỗng dưng có con bướm đen từ đâu đến lượn trước cửa một lúc khá lâu, đậu xuống trên bàn tay Linh rồi mới bay vụt lên cao và biến mất phía sau nhà. Linh thẫn thờ đứng trông theo và chợt nhớ đến lời như gọi con bướm ấy là bướm bướm ma. Hiện thân của hồn người chết đã nhập vào cái chai của Linh. Bất giác Linh thở dài và đưa tay làm dấu thanh giá. Khách đến gặp Linh đông quá, nhiều người tự nguyện đòi trả lệ phí nhất là những người được linh tiên đoán tương lai sẽ tốt đẹp, khiến linh nảy ra ý định thu tiền cho nhà dòng, bởi cô biết nhà dòng đang rất túng thiếu vì không có ngân khoản nào tài trợ từ sau năm 1975. Thôi thì linh giúp được chút nào hay chút ấy, cô bắt đầu đặt cái hộp gỗ ở đầu bàn để người đến coi bói tùy tâm bỏ tiền vào. Trên cái hộp ấy cô viết chữ Caritas tức là tên cơ quan bác ái charity của giáo hội và cứ mỗi tháng dòng bến thánh giá ở Sài Gòn cho người xuống kiểm nhận một lần, Linh tự coi đó là một lý do rất chính đáng để giữ cái chai lại, xóa cho cô cái mặc cảm hành nghề dị đoan mà lâu lâu vẫn có kẻ dèm pha. Bà Cảnh thường phân trần dùng con gái. Không có nó thì nhà dòng lấy gì mà sống? Tiền đâu mà nuôi nổi cả trăm nữ tu? Nhiều người khen Linh có tấm lòng từ thiện nhưng cũng có bà ngứa mồm mỉa mai. Ôi giời, bà sơ bây giờ biến thành bà thầy bói. Gọi Linh là thầy bói thì hoàn toàn không đúng, cô chỉ dùng cái chai thủy tinh làm phương tiện để thấy được viễn ảnh tương lai của người nhờ cô coi, mà ngay cả những người đến nhờ cô coi, có người cô nhìn thấy dễ dàng và cụ thể, có người hình ảnh hiện ra rất mơ hồ, khiến cô phải vận dụng trí óc để giải đoán mà không biết có chính xác hay không. Chính Linh cũng không biết cái nghề cô đang làm nên gọi là nghề gì, cho nên đành phải chấp nhận để thiên hạ gọi mình là bà thầy bói. Trong xóm cũng có người không nhờ Linh coi mà tự về nhà lấy cái chai cọ rửa sạch sẽ rồi nắm lấy cổ chai, nhưng dĩ nhiên chả thấy hình ảnh nào hiện ra. Trẻ con nghe đồn càng thi nhau bắt trước, mỗi đứa cầm một cái chai ra chơi ở lề đường rồi cũng đoán vận mệnh bậy bạ và rú lên cười với nhau lại có người nghe linh hoặc như kể len lén ra mở bờ sông, đứng chờ xem có cái chai nào trôi giạt vào bờ thì chộp lấy mang về hành nghề thầy bói để kiếm tiền. Một hôm, công an phường gửi giấy mời linh ra làm việc. Làm việc tức là thẩm vấn hoặc điều tra, nghĩa là có vấn đề. Linh hơi ngạc nhiên, thời buổi này phong thủy bói toán lên đồng cầu cơ gọi hồn, thậm chí bùa ngải hoạt động nhan nhản công khai đăng báo quảng cáo, không bòn, bị coi là duy tâm phản động và bị bắt đi cải tạo như trước nữa. Trái lại còn được gán cho cái nhãn hiệu cao quý là phục hồi di sản văn hóa cổ truyền dân tộc. Bao nhiêu những tác phẩm viết về tử vi đầu số của miền Nam bị đốt gần hết sau năm 75, bây giờ các nhà xuất bản moi ra đem in lại bày bán khắp nơi quan chức cán bộ đua nhau áp dụng phong thủy để bảo vệ địa vị và tài sản tham ô của mình có những ông bí thư hay chủ tịch cấp tỉnh hoặc cấp huyện tuần nào cũng gặp thầy bói vì cần biết con đường công danh của mình sẽ ra sao trong môi trường đầy bon chen kèn cửa có ông bộ trưởng nuôi riêng một thầy tử vi trong nhà làm cố vấn bất cứ chuyện lớn nhỏ gì cũng đều tham khảo với thầy người ta đồn có hôm đàn em mang một cô người mẫu vào khách sạn cho ông Ông bộ trưởng dạo dực hăm hở lắm vì cô gái tuyệt đẹp. Đang cởi quần thì thầy tử vi gọi điện hỏa tốc báo cho ông biết. Ông và cô gái không hợp tuổi, can chi đều xung khắc. Ông lại mặc quần vào và chia tay cô gái. Thậm chí có bà vợ đồng chí ủy viên Trung ương Đảng tháng nào cũng phải lên đồng. Vì không lên thì thấy áy náy mệt mỏi, sợ cô phạt cô lấy lại hết tài lộc của chồng. Trong bối cảnh ấy, việc linh bị gọi ra công an là điều bất ngờ linh không hề nghĩ đến trước để đề phòng ông cảnh nhìn con nhìn cái trai huyền bí lo lắng nói hay là có đứa nó nói đến tai công an là con biết trước cái chết của thằng pháp nên họ gọi con ra để điều tra linh chưa kịp đáp thì bà cảnh ưu tư chen vào con liệu lời mà ăn nói với người ta dính vào công an chả sứt đầu cũng sứt chán linh cười để bố mẹ an lòng có chúa gìn giữ bố mẹ đừng lo buổi trưa hôm ấy linh quá giang một người lối xóm đến trụ sở công an phường quãng đường chỉ có hai cây số linh dự chủ lát nữa sẽ đi bộ về nhân viên trực ban niềm nở chào linh và nói mời chị vào thủ trưởng phùng đang chờ rồi anh ta đưa linh vào thẳng bên trong gặp người đứng đầu cơ quan là thiếu tá phùng linh thấy hơi an lòng vì thái độ của mọi người ở đây không có vẻ gì là thù nghịch trái lại thiếu ta phùng tiếp riêng linh trong phòng làm việc của ông ân cần mời linh ngồi rồi mở đầu bằng một câu thăm hỏi nhẹ nhàng à, nghe đồn chị mở văn phòng xem bói đông khách lắm phải không vừa nói ông vừa rót nước trà ra tách và đẩy lại trước mặt linh mặt ông hôm nay hiện rõ nét hiền hòa khác hẳn lúc bình thường luôn nghiêm nghị và lắm khi ánh mắt toát ra nét tàn nhẫn tuổi ông mới ngoài 40 nhưng ngay từ thủa mới lớn ở ngoài bắc ông đã nghiện uống trà ướp hoa nhài và bộ ấm tách của ông lúc nào cũng cáu ghét đen xỉn trông mất vệ sinh và thiếu thẩm mỹ nhưng ông cấm nhân viên không được cọ rửa bởi theo ông ấm chén mà sạch sẽ quá thì làm mất mùi trà những dịp lễ tết quà cáp của đàn em cũng như của những doanh nhân trong phường trở đến nhà ông chất đầy một cái giường nhưng dù quà gì đi chăng nữa thì cũng phải đính kèm một hai hộp trà đắt giá, trà nhiều đến độ người ta bảo ông có thể mở ngay một tiệm bán trà mà không cần phải sắm thêm mặt hàng. Linh chưa kịp trả lời thì ông nhắc: "Chị uống cốc trà đi cho thấm giọng." Linh có thói quen gặp bất cứ nhân viên chính quyền nào cũng gọi bằng anh, cho nên mặc dù trước mặt cô có tấm bảng ghi thiếu tá Đoàn Đức Phùng, Linh cũng chẳng quan tâm tới cấp bậc của ông. Linh nâng ly trà, nhấp một ngụm lớn rồi giải thích: Báo cáo anh, bảo là xem bói thì dứt khoát là không đúng Vì tôi chả biết bói toán là gì cả ừ, Chúa cho tôi cái đặc ân Thiếu ta phùng cười ngắt lời <cười> Chúa nào cho chị Chị ra bờ sông chị nhặt được cái chai mang về Chứ chúa nào cho chị Ông nói thế có nghĩa là ông đã biết rõ đầu đuôi câu chuyện của Linh Có thể do đám công an đến làm biên bản cái chết của Pháp Nghe lối xóm bàn ra tán vào về khả năng viễn kiến của Linh Linh nói thưa với anh người công giáo của chúng tôi có câu sợi tóc trên đầu con rơi xuống cũng là do ý Chúa định cái chai tôi nhặt được trên sông ba lần tôi quăng đi nó vẫn trôi trở lại trước mặt tôi như vậy thì chắc không phải là ngẫu nhiên thiếu tá Phùng nhập đề thôi thì cứ cho là Chúa của chị bàn cho chị cái đặc ân nhìn được tương lai của người khác bây giờ chị xem cho tôi có được không Linh hân hoan uống cạn tách nước trà rồi hỏi lại anh kiểm tra lại đi anh có cần phải xem không? Cuộc sống đang bình thường, giàu sang quyền thế như anh thì xem làm gì? Linh nói thế tức là cô không hiểu gì về tham vọng của con người. Giấc mơ của thiếu tá Phùng đâu có thể dừng lại ở cái chức trưởng phòng công an phường tầm thường này. Ông phải vươn lên và vươn lên mãi bởi thời cơ bây giờ đang là địa lợi dành cho những người đã nằm lọt trong hệ thống tham ô trên địa bàn cả nước. Ông muốn biết đường công danh của mình nó sẽ còn leo cao tới đâu nên ông mới nhờ Linh. Trước mắt Phùng đang có mối lo gan ruột vì đàn anh trên quận vừa cho Phùng biết có khả năng Phùng sẽ được bố trí lên làm phó công an quận. Lên phó công an quận thì trả bằng cứ ở lại trưởng công an phường kiếm tiền dễ hơn nhiều. Phùng đang giáo diết vận động để đừng bị lên chức mà xem chừng khó khăn quá nên ông mới nhờ đến tài tiên đoán của Linh nghe linh nói ông ngạc nhiên trố mắt hỏi lại ơi chị bán hàng tôi mua hàng chị lại hỏi tôi là có cần mua không là thế nào tôi nghe đồn chị xem cho bao nhiêu người ai cũng khen chị đoán đúng nên tôi tò mò muốn nhờ chị để đỡ mất thì giờ linh ngắt lời vâng anh để tôi xem nhưng anh phải ghé lại đằng tôi vì cái chai tôi để ở nhà tôi không đem ra khỏi nhà được vì sợ nó vỡ thiếu tá phùng lưỡng lự một chút rồi khẩn khoản đề nghị thế này tôi cho lái xe đưa chị về lấy cái chai rồi chở chị lại đây thì tiện cho tôi hơn chị cũng hiểu cho linh gật đầu ngắt lời vâng tôi hiểu thế cũng được linh chưa bao giờ mang cái chai ra khỏi nhà nhưng hôm nay cô phải phá lệ bởi cô cần mua chút tình cảm của trưởng công an phường sẽ giúp cho cô và gia đình cô về nhiều mặt trong tương lai thiếu tá phùng đứng dậy quay vào trong gọi lớn nhẫn ơi không có tiếng đáp lại nhưng chỉ một phút sau có anh công an trẻ chạy ra và nói thủ trường gọi em thiếu tá phùng ra lệnh cậu đưa cô linh về chờ ở đấy rồi lại đưa cô linh quay lại đây khẩn trương lên linh theo nhẫn ra cửa hông chỗ đậu xe của ban công an phùng ngồi lại lặng lẽ uống trà một gã đàn em đứng ở cửa văn phòng nhìn phùng và bảo bà ấy tên là linh cũng đúng thôi người ta bảo cái tên tiền định vì bà ấy nói ra cái gì cũng linh Cũng ứng cả Phùng cũng tin như vậy Nhưng vẫn bảo đàn em Mày có chắc như thế không Tao cũng chỉ vì nghe đồn Mà hôm nay tao muốn đích thân kiểm tra Nếu chỉ là chuyện hoang đường nhảm nhí Thì tao sẽ bảo bà ấy Dẹp ngay văn phòng coi bói Vì đứng về mặt cơ bản Thì pháp lệnh nhà nước vẫn cấm những trò mê tín dị đoan này Đàn em nhất trí gật đầu Nửa tiếng đồng hồ sau, Linh và Thiếu tá Phùng bắt đầu thủ tục xem bói tại phòng làm việc của trưởng công an phường. Đàn em nhiều đứa hiếu kỳ muốn tham gia nhưng Phùng đuổi hết ra ngoài. Đám nhân viên đa số đều đang tò mò về khả năng của Linh mà họ nghe đồn cả mấy tháng nay nên đứa nào cũng muốn xem Linh nói gì về sếp của họ. Nhiều người còn thêu dệt thêm về biệt tài xuất quỷ nhập thần của Linh khiến họ càng háo hức theo dõi. Phùng không cho tham gia họ nháy nhau đứng nép sát ngoài cánh cửa, im lặng nghe ngóng. Linh bây giờ đã sắm một cái hộp lót vải dày để đựng cái chai thủy tinh. Đồ nghề độc nhất vô nhị, nếu chẳng may bị vỡ là đương nhiên cô phải bỏ nghề. Cô nhẹ nhàng mở nắp hộp, lấy cái chai ra đặt trên bàn trước mặt thiếu tá Phùng. Phùng mở to mắt, hồi hộp theo dõi. Trước khi bắt đầu, Linh nhắc lại. Tôi phải nói trước với anh là hễ tôi thấy như thế nào, tôi sẽ nói y như thế mà cũng có trường hợp tôi chả thấy gì cả. Không thấy gì, tức là dấu hiệu tốt, vì như vậy có nghĩa là cuộc sống tương lai không gặp sóng gió hay là tai nạn." Phùng im lặng gật đầu, Linh đặt cái chai nằm ngang trên mặt bàn, cổ chai hướng về phía tay trái của Phùng, cô nói: "Bây giờ anh nắm lấy cổ chai đi." Phùng làm theo, nhanh nhẹn đưa tay trái nắm chặt cổ chai, mắt mở to nhìn phản ứng của Linh. Linh cố giữ điềm tĩnh, không muốn để lộ phản ứng của mình. Cô vừa thấy hiện ra trong chai, hình ảnh Phùng ngồi trong căn buồng nhỏ, mắt u buồn nhìn qua cửa sổ, có nhiều chấn song sắt. Linh chăm chú quan sát khá lâu rồi mới bảo. Báo cáo anh, xong rồi. Phùng buông tay ra và nhìn Linh chờ đợi. Ông dục chị có thấy gì không? Linh nhấc cái chai đặt vào hộp, đậy nắp cẩn thận rồi ngẩng lên nhìn Phùng, gật đầu. Cô đáp, có chứ Trường hợp của anh thì rõ lắm Ý tôi muốn bảo là hình ảnh hiện lên rất rõ Phùng trồm người lên hỏi thêm Chị thấy cái gì mới được chứ Tương lai tôi thế nào Mặc dù trong phòng chả có ai Linh cũng hạ giọng nhỏ xuống một chút Và nói như thì thầm Tôi thấy anh ngồi trong một căn buồn bé Trông ra cửa sổ có rất nhiều song sắt Phùng mừng thầm trong bụng Nhưng làm bộ thất vọng Ngồi trong căn buồng bé thì chắc là Chắc là cái buồng làm việc này chứ còn cái gì nữa Như vậy là cả đời tôi cứ ngồi chỗ này ấy gì Thế thì chán thật Linh chưa kịp đáp thì Phùng giật mình tự ý tiếp Hay là xuống chức Cái buồng làm việc này của tôi nó đã bé rồi Chả nhẽ lại còn tụt xuống chỗ bé hơn à Linh vốn chưa bao giờ có thiện cảm với trưởng công an phường Nhưng thấy người sắp hoạn nạn Thì không khỏi mùi lòng nên cô nghiêm mặt lớn tiếng nhấn mạnh tôi thì tôi không cắt nghĩa như thế nói để cho anh cảnh giác nhé là vì theo tôi á thì có thể là anh sắp đi tù cái buồn có nhiều chấn xong là nhà giam nhất là tôi thấy đôi mắt của anh buồn lắm Phùng tái mặt nhìn Linh nhưng lại tự chấn tĩnh ngay và giáng nở nụ cười nói đùa <cười> thôi mà đi tù à Tôi không bỏ tù tiên hạ thì tôi chứ đứa nào dám b bắt tôi vào tù Linh đứng dậy bưng cái hộp lên và nói Tôi đã thưa trước với anh là thấy như thế nào tôi nói như vậy Thôi xin pháp anh tôi về Phùng cũng đứng dậy tiễn chân và quay vào gọi tài xế đưa Linh về nhà Trước khi lên xe Linh nhắc lại Anh à cảnh giác thì vẫn hơn Tôi hy vọng đừng có chuyện gì xảy ra cho anh trong lòng cực kỳ lo âu Nhưng Phùng vẫn cố giữ bề ngoài điềm tĩnh bảo Linh Thôi chị về nhé Có cần gì thì thì tôi sẽ liên hệ với chị Chiếc xe công an chở Linh ra cổng Phùng đứng chống nạnh, Hầm hầm nhìn theo Lầm bẩm chửi Mẹ nó chỉ nói láo nói lếu Đúng là miệng lưỡi đứa phản động Nay mai ông sẽ cho một vỗ cho mày tởn đến giả Linh đi rồi Thiếu tá Phùng cũng lấy xe gắn máy chạy ra phố ngay vì có hẹn đi ăn với một đại gia đang xin giấy phép mở tụ điểm ca nhạc trong phạm vi phường của Phùng. Phùng vừa đi khỏi, đám công an đàn em bỏ hết công việc xúm lại bàn tán với nhau về lời tiên đoán của Linh mà họ vừa nghe lén ngoài cửa buồng làm việc của Phùng. Dĩ nhiên, không đứa nào dám để lộ cho Phùng biết là chúng nghe lén, nhưng bản tin Phùng có thể vào tù nhanh chóng tạo một phản ứng phức tạp giữa đám nhân viên dưới quyền của Phùng những đứa vốn bị phùng trù dập thì phen này vui như tết chỉ mong phùng mau ra đi mà ra đi một cách nhục nhã như lời cô linh đoán ngược lại những đứa thân tín được phùng bảo bọc bấy lâu nay thì buồn bã nhìn nhau vì mai đây sẽ không còn ô dù cho chúng nương dựa mà làm càn nữa thêm một thành phần thứ ba không buồn không vui vì phùng đi hay ở chả ảnh hưởng gì đến họ có đứa lên tiếng còn mẹ đoán đã chắc gì đúng Xưa nay có thầy bói nào mà đoán đúng trăm phần trăm bao giờ Chó ngáp phải rồi thôi Tin lời thầy bói thì có ngày đổ thóc giống ra mà ăn Toàn ban công an phường chỉ có một nữ nhân viên là Hoa Quê ở Bà Rịa tuổi ngoài 20 Mới tốt nghiệp khóa trung cấp cảnh sát Được điều về đây tạm thời làm thư ký đánh máy Thấy mọi người xôn xao bàn tán Hoa cũng lên tiếng Trời đất ơi cô lên cô không phải là thầy bói Cô lụm cái chai đâu ngoài bờ sông á Cô nói là chúa cho cổ Nhưng mà tôi biết là chắc là ma nhập vô cái chai đó đó Ma nói dùm cổ chứ đâu phải cổ đâu Người nói còn trật chứ ma nói thì đâu có trật được Mỗi người góp một câu Rồi cùng chờ đợi xem có chuyện gì xảy đến với sếp của họ hay không Chỉ riêng phó công an phường là đại úy báo Nghe đàn em kể chuyện phùng coi bói Và được báo trước có thể sẽ vào tù Ông bực bội lắm trong bữa cơm tập thể chiều hôm ấy không có mặt phùng vì phùng có nhà riêng đem vợ con từ ngoài bắc vào nên phùng thường về nhà ăn cơm chỉ có đám nhân viên độc thân quây quần với nhau trong phòng ăn của trụ sở đại úy báo gay gắt bảo đám nhân viên các cậu chỉ nhảm nhí thôi công an mà lại tin bói toát chuyện mơ hồ như thế mà cũng mất thì giờ bàn tán tại ông phùng ông ấy dễ tính chứ thử gặp tớ xem Thầy bói nào mà đoán mò là tớ cho đi tù, tớ còng tay chứ, 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 cho nó đi tù trước. Dứt lời báo quay đi vì chẳng nên đứng lâu sợ lộ. Bản tin Phùng sẽ vào tù là một niềm hy vọng chứa chan trong tim báo suốt cả ngày hôm nay. Bởi Phùng có ra đi thì báo mới có cơ hội ngoi lên thay chức. Dĩ nhiên, báo cũng biết Phùng có ô dù lớn che chở từ giám đốc sở công an thành phố, dễ gì ai đưa được Phùng vào tù. Nhưng báo vẫn hy vọng là cô Linh đoán Như lời thiên hạ đồn đãi về cô Trong đám nhân viên có đứa vội vàng hùa theo báo Để lấy điểm Lên tiếng kết luận thôi Rõ thật là dại Tự dưng rước lấy cái khổ vào người Thầy bói nói tương lai tốt Thì chưa chắc cái tốt sẽ xảy ra Mà thầy bói đoán tương lai xấu Thì làm mình cứ lo ngay ngáy Chờ tai nạn xảy đến với mình Các cậu đã thấy cái dại chưa nào hai tháng sau chuyện coi bói của thiếu tá phùng không còn là đề tài sôi nổi nữa toàn ban công an đang quên dần lời tiên đoán của linh thì công an quận đột xuất mở chiến dịch truy quét tệ nạn xã hội bắt hết các sòng bài lậu động mãi dâm và địa điểm phân phối thuốc lắc thậm chí các tụ điểm giao hàng trắng trong chiến dịch này phường của phùng là trọng yếu chủ chứa đồng loạt khai ra là hàng tháng họ nộp tiền cho Phùng để Phùng ngơ đi cho họ hoạt động gần như công khai. Nhân chiến dịch bài trừ tham nhũng mà nhà nước vờ hô hào do yêu cầu bức xúc của báo chí và nhân dân, chính quyền các cấp cần một vài con vật tế thần. Thiếu tá đoàn Đức Phùng bị mất chức và lầm lỗi bước vào tù. Đại úy báo hân hoan tiễn chân đàn anh lên xe rồi quay lại bảo đám công an đứng đầy chung quanh cái hoa nó nói đúng đấy Ma nhập mới đoán được như thế Chứ thầy bói thường làm sao mà dám nói trước Ông Phùng sẽ đi tù To đầu mà dại Tự dưng lại rước thầy bói về xem Tiếng tâm của cô Linh nổi như cồn sau vụ này Do chính đám nhân viên công an phường Nhanh chóng chuyển đi khắp nơi rằng Cô Linh biết trước Thiếu tá đoàn Đức Phùng sẽ vào tù Cũng như cô Đã từng biết trước ông Phát thợ hàng Sẽ chết cháy Hàng loạt báo chí đến xin phỏng vấn Linh khiến tên tuổi cô lan rộng trên phạm vi cả nước. Tạp chí phóng sự xã hội của nhà xuất bản Lao động dành nguyên một số để viết về Linh với cái tựa đề thật hấp dẫn, chiêm tinh gia huyền Linh với cái chai huyền bí. Số báo ấy là một cách quảng cáo mãnh liệt cho nghiệp vụ của Linh, thu hút những người từ phương xa lặn lội về Tam Hiệp đòi gặp Linh cho bằng điệp. Trong số những người khách phương xa ấy có một phụ nữ 35 tuổi là tay anh chị chọc trời khuấy nước, vang danh trong giới giang hồ từ đất cảng Hải Phòng tới thủ đô Hà Nội, vừa vào Sài Gòn đổi địa bàn hoạt động. Đó là Vũ Hoàng Dung, thường được gọi là Dung Hà, lái xe hơi cùng một đàn em đến gặp Linh một ngày cuối tháng 9 năm 2000. Dung Hà từng bị tuyên án 7 năm về tội chủ chứa song bài, nhưng mới hơn 3 năm đã được đặc xá để làm lại cuộc đời làm lại cuộc đời thế nào được khi bản chất con người và thói quen của cuộc sống đã uốn nắn dung hà gần 20 năm qua. Trên giang hồ những đòn thanh toán cực ác như đâm chém, tạt ác xít, dung hà đều đã từng trải. Nghe nói miền Nam là mảnh đất lành để kinh doanh, dung hà bỏ đất Bắc vào Sài Gòn, dành mối làm ăn với bố già Nam Cam. Mới đây dung hà cho đàn em mang cả một đàn chuột cống tầm mắm tôm đổ vào vũ trường phi thuyền của Trương Văn Cam tức Năm Cam vào lúc đang đông khách ôm nhau trên sàn nhảy, sau đó Dung Hà lại cho đàn em hắt phân tươi trộn lẫn dầu nhớt vào tiệm uốn tóc của đàn em Năm Cam. Tất cả những quái chiêu ấy chỉ để nhắc Năm Cam đừng quên sự hiện diện của Dung Hà đã bỏ đất Bắc vào lập nghiệp ở miền Nam và Năm Cam nên mời Dung Hà hợp tác chia sẻ quyền lợi. Người đàn bà muôn mặt ấy khi vào gặp Linh thì lại rất nhún nhận và lịch sự gọi linh là bà thầy dung hà kéo ghế ngồi đối diện linh bên cạnh gã đàn em mặt lạnh như trì miệng ngậm lịch điếu thuốc ba số năm dung hà nhét tiền vào thùng từ thiện của linh một nắm giờ vui vẻ bảo tôi mới chuyển hộ khẩu vào làm ăn trong thành phố hồ chí minh bà thầy xem hộ tôi tương lai như thế nào có sống được trong này hay lại phải khăn gói quay về hà nội giọng nói hiền hòa pha chút diễu cợt làm Linh cũng vui lây Dĩ nhiên Linh hoàn toàn không biết dung Hà là ai hoặc thuộc thành phần nào trong xã hội nên cô đặt cái chai lên bàn và thản nhiên tiếp dung Hà như tiếp mọi người khác Linh nhìn gã đàn em dung Hà và gợi ý thường thì tôi xem riêng cho từng đối tượng à, vì có những điều khách không muốn cho người thứ ba nghe thấy dung Hà hiểu ý Linh vỗ vai gã đàn em ngồi bên cạnh và phân Trần không sao đâu bà thầy đây là bảo vệ của tôi Người trong nhà sống chết có nhau Bà thầy có nói riêng với tôi Thì tôi cũng kể cho nó nghe ngay Bà thầy cứ thoải mái Gã đàn em nhìn cô Linh nghe hàm răng ám khói Cười và bảo Bà thầy xem đúng hay sai cũng chẳng Thì cũng cần phải có nhân chứng chứ Để kiểm tra chứ lại Tôi ngồi đây là làm nhân chứng cho bà thầy đấy Rồi hai người tiến hành thủ tục Dung Hà nắm cổ trai Thản nhiên nhìn cô Linh mỉm cười nhưng linh không cười cô giật mình nhìn hình ảnh vừa hiện ra trong chai dù đã khá quen với công việc linh vẫn phải tự chấn tĩnh khá lâu rồi mới lấy giọng tự nhiên bảo thân chủ xong rồi à, chị, chị buông tay ra được rồi dung hà điềm tĩnh hỏi sao bà thầy có thấy cái gì không tương lai tôi như thế nào linh lưỡng lợ một chút rồi bảo à, chị chị nắm lại cổ chai một lần nữa hộ tôi tôi muốn xem lại một lần thứ hai cho chắc Bấy giờ Dung Hà mới tắt nụ cười vì chợt nhận ra trong ánh mắt và giọng nói của Linh chắc có cái gì nghiêm trọng. Không nghiêm trọng thì việc gì phải coi lại lần thứ hai. Gã đàn em ngồi bên cạnh cũng quăng mạnh điếu thuốc đang hút dở ra sân và nhìn Linh chờ đợi. Dung Hà làm theo lời Linh nắm chặt cổ chai một lần nữa. Lần này hình ảnh hiện ra trong chai vẫn y như lần trước. Linh cất cái chai vào hộp rồi ngẩng lên dè dặt bảo. À, uhm, có lẽ chị nên quay về đất Bắc. Dung Hà ngắt lời. Hả? Bà thầy thấy thành phố Hồ Chí Minh khó làm ăn hay sao mà lại khuyên tôi quay về đất Bắc? Vừa hỏi Dung Hà vừa cảm thấy hơi bực bội. Bởi ngay từ ngày vào đây tìm đất sống, Dung Hà đã dở bao nhiêu đòn quậy phá năm cam mà bố già đầu bạc này không dám có phản ứng. Chống lại, đất Sài Gòn rồi sẽ phải phân hai lãnh thổ hoạt động vùng ngự trị của bố già Nam Cam sẽ phải thu hẹp lại để nhường bớt cho Dung Hà và đàn em. Đó là kế hoạch mà Dung Hà đang thực hiện gần tới đích. Giờ bỗng nghe cô Linh khuyên nên quay về chốn cũ. Dung Hà không thể, không thắc mắc. Cô Linh buồn giàu đáp. À, cái ấy thì tùy chị thôi. Tôi thấy thế nào thì tôi nói y như thế để chị chị cảnh giác. Chị về ngoài kia thì may ra tránh được. Gã đàn em xuất ruột chen vào. Trong này dễ sống gấp vạn lần mà Gã chưa nói hết câu thì Dung Hà cắt ngang và dồn dập hỏi Linh Nhưng mà bà thầy thấy cái gì mới được chứ Bà thầy bảo tránh là tránh cái gì Linh chậm rãi đáp Tôi thấy chị chị ngồi ở vỉa hè Đầu gục xuống Chị ngồi trên một cái ghế nhựa Có có ba người đàn bà cùng ngồi bên cạnh chị Tôi thấy, tôi thấy con số 19 sau lưng chị Lúc đó trời tối lắm gã đàn em lại nhảy vào để tỏ ra mình thông minh, gã nói. Con số 19 thì có thể là ngày 19, hoặc lúc 19 giờ tức là 7 giờ chiều Dung Hà lại gạt đi và hỏi Linh. Thế thế, bà thầy thấy tôi ngồi gục xuống ngủ gật. Thế có nghĩa là làm sao? Ngủ gật là điểm gì? Linh lắc đầu nhìn Dung Hà và đáp. À, không phải chị ngủ, có thể là chị chị bị bắn hay bị đâm chẳng biết trong lòng Dung Hà nghĩ thế nào, nhưng bề ngoài thì bình thản lắm, chỉ cười khẩy rồi nói: <laughs> "Tưởng gì, tôi không đâm người ta để thôi chứ, bố đứa nào mà dám động tới lông chân của tôi?" Rồi Dung Hà vỗ vai đàn em bảo đi về. Đàn em Dung Hà nghe Linh nói, lòng hoang mang bối rối, bởi trước khi đến đây, gã đã đọc hàng loạt bài phóng sự viết về khả năng tiên tri của cô Linh. Gã đứng dậy và hỏi Linh: Cô bảo cô non thấy con số 19 Như thế thì tự tôi hỏi cô là có phải là Là cái ngày 19 thì mình nên tránh ra đường Có có, có phải thế không cô? Linh lắc đầu bám sát lời khuyên cũ Linh bảo Nên trở về đất Bắc tốt hơn Cả hai không nói gì nữa Đàn em mở cửa cho Dung Hà chui vào Rồi mới vòng sang phía bên tài xế Giờ này Dung Hà thất vọng lắm mặt lầm lì và miệng lẩm bẩm chửi thề khi đến gặp linh dung hà mang theo niềm tin tưởng lớn lao là sẽ gặt hái vinh quang tại thành phố đô hội này không ngờ linh lại vẽ ra cho cô cái thảm cảnh gục chết bên lề đường chẳng biết lời tiên đoán ấy có đúng hay không nhưng trước mắt cũng làm dung hà cực kỳ hối hận vì đã mất thì giờ lặn lội đến tận đây chỉ để nghe những lời vô vọng của con mẹ thầy bói gàn dở đã thế Dung Hà còn rộng lượng nhét vào thùng từ thiện của cô Linh cả một nắm tiền. Đúng là mua lấy sự lo lắng. Bao nhiêu lần coi bói trước đây, chưa có thầy bói nào dám vẽ ra tương lai đen tối của Dung Hà. Con mẹ này là người đầu tiên bạo mồm như vậy. Chiếc xe nhỏ lao đi khá xa, Linh vẫn còn đứng trên hè trông theo và ngậm ngùi thở dài. Hai tuần sau, báo và đài cả nước đồng loạt loan tin Đêm mùng 1 tháng 10 năm 2000, Vũ Hoàng Dung, tức Dung Hà, sinh năm 1965, chính quán Hải Phòng, đang ngồi trên vẻ hè cùng ba phụ nữ khác trước căn hộ số 19 đường Bùi Thị Xuân, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh thì bị một thanh niên tiến lại gần dí súng vào sát mặt và bóp cò. Vì bị bắn ở cự ly tuyệt đối gần nên Dung Hà gục xuống chết ngay tại chỗ. Khi con bé người làm hốt hoảng đưa cho Linh tờ Nhật Báo Cô chố mắt đọc và nhận ngay ra bức hình chụp sung hà khá lớn Chiếm một phần tư trang báo Đính kèm tiểu sử vào tù ra khám của Dung Hà Linh lặng người ngồi thừ một lúc khá lâu Vì không ngờ cái người khách phương xa hôm ấy Đến đây vui vẻ gặp Linh Lại là một nữ quái lừng danh trên giang hồ Con bé người làm đứng bên cạnh Linh Chờ cô đọc xong trang báo Mới run run báo cáo Ghê, ghê, quá cô nhỉ cái hôm bà ấy đến đây non cũng bình thường như mọi người mà không ngờ lại là dân giao búa linh buông tờ báo gật đầu thở dài linh bảo hôm ấy cô nhìn thấy con số 19 nhưng chính cô không biết là cái số gì hóa ra đây là căn hộ số 19 chỗ bà ấy chứa bạc con bé đoan cầm tờ báo lên nhìn lại hình dung hà rồi kể cái lúc mà bà ấy đến thì thì cô đang bận khách con mời vào ngồi nhà chờ thì bà ấy bảo bà để bà ngồi ngoài ô tô đợi cũng được rồi bà ấy hỏi con người ta đồn là có cái vong nhập vào cô cho nên cô nói cái gì cũng đúng có phải thế không con mới hỏi lại vong là cái gì ạ à? bà ấy bảo vong là hồn người chết giê xu mà lại chúa tôi con sợ quá con mới bảo cô con là người công giáo làm gì có hồn nào mà nhập được cô tiên đoán là do đặc ân của chúa chứ vong với viết gì Linh biết trước Dung Hà sẽ gục chết bên lề đường, nhưng Linh không biết trước được một điều quan trọng hơn là cái chết của Dung Hà đã mở đầu cho ngày tàn của Nam Cam, làm sụp đổ cả một hệ thống quyền lực làm ăn phi pháp kéo dài đã bao nhiêu năm qua tại Sài Gòn. Ngày 12 tháng 12 năm 2001, bố già Nam Cam bị bắt, kéo theo hơn 100 can phạm khác, trong đó có nhiều quan chức, kể cả một tướng công an cũng ngậm ngùi vào tủ Sau cái chết của Dung Hà Người tìm đến văn phòng của Linh càng đông hơn Chính gã đàn em mà Dung Hà giới thiệu là bảo vệ Bàng hoàng trước cái chết của Dung Hà Đã kể lại dành mạch lời tiên đoán của cô Linh cho mọi người nghe Kể cả báo chí Khiến ai cũng sừng sốt Và tò mò muốn gặp Linh Các cơ quan truyền thông Lại càng thổi phồng hiện tượng huyền Linh Giống như người ta đang ngạc nhiên về hiện tượng các nhà ngoại cảm tìm được hài cốt người chết từ hàng chục năm trước ông cảnh khuân về từng chồng báo và tạp chí theo dõi rất sát cái chết của dung hà giang hồ đất cảng tập trung đưa tiễn dung hà thật đông đảo ngày dỗ đầu còn dự định làm lớn hơn y như lễ tưởng niệm một bậc nữ lưu anh hùng khiến công an hải phòng phải bố trí lực lượng rất tỉ mỉ để đề phòng bất chắc ông cảnh tò mò hỏi con gái con khuyên Dung Hòa quay, quay về ngoài kia Nhưng cái con bé nó nó không có nghe Nhưng mà giả sử như nó nghe con mà trở về Hải Phòng Thì có thoát chết được hay không? Linh ưu tư đáp Con cũng không biết Tại con nhìn thấy dấu hiệu chết chóc trong thành phố Hồ Chí Minh Nên con cứ khuyên thử xem thế nào Biết đâu cô ấy về miền Bắc thì thoát nạn Ấy là con cũng đoán thế thôi Chứ thật ra số mệnh khi Chúa đã an bài thì khó có thể thay đổi được Họa chăng là mình làm việc lành phúc đức thì may ra mới cải được số. Ông Cảnh ấy nái tiếp lời. Bố thắc mắc ở cái điểm này này. Chúa cho con cái giác quan thứ sáu. Nhìn thấy trước cái phúc cái họa của người khác. Con nói cho người ta biết. Nhưng mà nếu mà không thay đổi được số mệnh của người ta. Thì việc làm của con có ích lợi gì đâu. Chỉ làm chính con bận tâm mà thôi. Linh ngồi thử người suy nghĩ Cô cũng đã thoáng nghĩ đến điều này, nhưng chưa có cách nào để thử nghiệm xem người ta có cải được số mệnh hay không. Một buổi trưa thứ bảy, có cặp tình nhân rất đẹp đôi chở nhau trên chiếc Toyota màu trắng đục từ Sài Gòn lên gặp cô Linh đó là Hồng và Toản. Việc tìm đến cô Linh khởi đầu là do đề nghị của Toản, xuất phát từ sự tò mò qua những bài tường thuật tỉ mỉ trên báo mà Toản chăm chú theo dõi. Hồng dĩ nhiên hưởng ứng ngay, cũng chỉ vì hiếu kỳ, muốn biết tương lai của mình như thế nào. Ngồi trên xe, Hồng đọc kỹ một bài phóng sự viết về biệt tài tiên đoán của cô Linh và giật mình quay sang bảo Toản. Nếu đúng như thế thì lạ quá anh nhỉ. Chỉ cần nắm cái cổ chai mà tương lai nó hiện lên trước mắt, còn hơn cả máy vi tính. Toàn gật gù giải thích. Thì anh cũng chỉ vì muốn biết họ viết có đúng hay không, nên mới lặn lộ lên đây. Nhưng chắc là đúng, bởi không phải chỉ có một nhà báo. Cả chục phóng viên đến kiểm tra tại chỗ, đều nhất trí như nhau. Mình thử coi xem như thế nào. Không ngờ trong số hàng trăm người đến đây, Hồng lại là đứa con gái đã để lại cho cô Linh mối bận tâm nhiều nhất vì Hồng rất xinh đẹp mà hình ảnh hiện ra trong cái chai thủy tinh lại tương đối mơ hồ khiến linh phải vận dụng trí óc để suy đoán mà vẫn không dám chắc là mình tiên đoán đúng hôm ấy toàn ngồi bên cạnh hồng nhưng chỉ toàn theo dõi không nhờ cô linh coi trên đường từ sài gòn xuống đây toàn đã bảo hồng mình chỉ cần hỏi có một câu thôi là có lấy nhau được hay không như vậy thì cần gì phải coi cả hai người một mình em xem là được rồi hồng đồng ý ngay bởi trong thâm sâu Hồng cũng đã biết Hồng cần Toàn Chứ Toàn và nhất là gia đình Toàn không cần Hồng Chẳng những không cần Mà mẹ Toàn còn đang tìm cách ngăn cản tối đa cuộc tình của con trai Và Hồng Vào gặp cô Linh Sau vài câu thăm hỏi xã giao Và bỏ tiền vào thùng từ thiện Hồng nhập đề ngay Thưa cô, cháu sinh năm 1981, tuổi dậu quay sang phía toàn hồng tiếp à, người yêu của cháu thì sinh năm 1975 tuổi mão à, hai đứa chúng cháu lấy nhau được không cô xin cô cho chúng cháu một câu trả lời dứt khoát ạ à. cô linh cười đáp giả dạ, như tôi bảo là không lấy được nhau thì cô cậu có nghe lời tôi mà bỏ nhau không hồng bối rối quay sang nhìn toàn hỏi ý nhưng cô linh vội nghiêm mặt và thành thật đáp tôi không biết tôi không coi kiểu này được hồng ngạc nhiên lại đưa mắt nhìn toàn Toàn vội lên tiếng thay cho người yêu. Vậy chứ cô coi kiểu nào, chúng cháu từ xa mất công đến đây, kiểu nào thì cũng phải nhờ cô giúp. Cô Linh điềm tĩnh giải thích, à, "Cậu đọc báo, chắc cậu cũng thấy người ta đã viết nhiều về tôi. Tôi không có coi bói, tôi không biết so tuổi, không biết lựa ngày tốt ngày xấu, cũng chả biết phong thủy, cũng không biết cúng sao giải hạn hay là dùng bùa dùng ngải thư ếm gì cả." Tất cả những cái thứ ấy đều không nằm trong lĩnh vực của tôi. Chúa cho tôi cái giác quan thứ sáu, hay đúng hơn là cái nhìn viễn kiến, thấy trước được tương lai của người khác, có thế thôi. Hồng mừng rỡ kêu lên. Trời ơi, chúng cháu chỉ cần như vậy thôi cô. Chúng cháu dự định tổ chức đám cưới. Nhờ cô xem tương lai chúng cháu như thế nào thôi. Cô xem cho một mình cháu là đủ rồi. Cô Linh gật đầu hài lòng, nhưng nhìn Toàn và hỏi thêm. Cô muốn cậu này ngồi đây với cô hay là vào trong kia ngồi đợi? Vẫn biết là người yêu của cô, nhưng lắm khi cô ngại, tùy ý cô đấy. Cô Linh chưa dứt lời, Toàn đã đứng lên và vui vẻ bảo. Cô nói đúng, để cháu ra xe ngồi chờ. Cháu cũng không muốn nghe cô tiết lộ những tính xấu của Hồng. Cả cô Linh và Hồng cùng cười, nhìn theo Toàn, bước nhanh ra hè Trong phòng còn lại hai người, cô Linh ngước lên, ảnh chúa trên bức tường đối diện, đưa tay làm dấu thánh giá rồi mới tiến hành thủ tục. Hồng ngạc nhiên lắm, chưa có người thầy bói nào khi hành nghề mà đọc kinh và làm dấu thánh giá. Cô Linh bảo Hồng, Cô nắm lấy cổ trai đi. Hồng không hiểu gì nhưng nghiêm mặt làm theo. Chỉ trong nháy mắt cô Linh thấy hiện ra hình ảnh của Hồng mặc áo cưới trắng toát. Nhưng nước mắt tuôn rơi đầm đìa và đặc biệt là Hồng không ở trong nhà thờ mà đứng bơ vơ giữa nghĩa trang. Cô Linh chố mắt theo dõi, rồi chỉ trong khoảnh khắc, cô thấy xuất hiện tuần tự năm cái quan tài đặt sau lưng Hồng. Cô Linh lặng người thẫn thờ vì chưa bao giờ nhìn thấy một hình ảnh thê lương như vậy. Cô cứ ngồi yên khá lâu, làm Hồng phải nhắc. À, "Xong chưa cô? Cháu, cháu buông tay ra được chưa ạ?" Cô Linh bây giờ mới giật mình đáp, à, 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 xong rồi, à, cô cô bỏ tay ra được rồi." Hồng hồi hộp hỏi, "Cô, cô thấy tương lai cháu như thế nào ạ?" cô linh nhìn hồng tội nghiệp chẳng biết nên nói thế nào hồng mặc áo cưới mà sau lưng có đến năm cái quan tài hình ảnh ấy nghĩa là gì chính cô linh chưa đoán ra hay là tai nạn xảy ra trong ngày cưới chết cả gia đình cô linh hỏi nhà cô có mấy người hồng lo lắng đáp à, thưa chỉ có hai mẹ con bố cháu thì bỏ đi lâu rồi lúc cháu mới hơn một tuổi từ ngày đó mẹ cháu ở vậy nuôi cháu ạ à. cô linh nhíu mày ngẫm nghĩ rồi nói như tự nhủ Ừ, nhà chỉ có hai người Như vậy là không phải Hồng ngơ ngác hỏi lại Không phải cái gì hả cô Cháu và anh Toàn có lấy nhau được không Có hạnh phúc bên nhau được không cô Câu hỏi của Hồng làm cô Linh bừng tỉnh Hồng đến đây để hỏi về chuyện tình duyên Như thế thì năm cái quan tài kia Không phải là thân nhân trong gia đình Hồng Mà là tình duyên Là năm đời chồng Mà cả năm đều chết cả Cô Linh giật mình nhìn Hồng Khuôn màn xinh đẹp và phúc hậu như thế mà sao đường tình lại quá gian chôn như vậy? cô bảo để tôi xem lại một lần nữa xem sao nhé, coi có gì thay đổi không. cô cô nắm lại cái cổ trai cho tôi coi coi. Hồng lo lắng làm theo và cô Linh hết sức thất vọng vì hình ảnh hiện ra vẫn như cũ. Cô Linh buồn giàu bảo Hồng bằng giọng quả quyết cô không lấy chồng được đâu. Hồng sừng sốt đáp à, cô cháu không lấy an toàn được hả cô? Cháu biết là mẹ anh ấy hết sức ngăn cản nhưng mà anh Toàn yêu cháu lắm ạ." À? Cô Linh nhấn mạnh. "Không phải như vậy, nó đúng ra là cô không nên lấy chồng, lấy ai thì cũng không nên, tôi thấy rõ như vậy." Hồng vừa buồn vừa bực, nàng gượng cười hỏi lại, "Vậy chứ cô khuyên cháu đi tu à?" Cô Linh lắc đầu phân trần. "Tôi tôi chẳng khuyên gì cả, tôi tôi chỉ thấy là cô 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 không lấy chồng được, định mệnh nó như thế." Hồng bướng bỉnh cãi, "Nhưng nếu cháu cứ lấy thì làm sao?" Cô Linh cất cái chai vào hộp và đáp: Nếu cô cứ lấy thì cô phải đẻ tang, tội nghiệp cả chồng lẫn cô. Hồng ngồi thừa người một lúc rồi hỏi: ừ, Ý cô nói là cháu cháu có số sát phu hả? Cô Linh lắc đầu đáp: Thế gian thì cứ quen miệng nói như thế, chứ trên đời này ai sát được ai? Định mệnh mỗi người là do Chúa định, sống chết là do số phận đã được an bài từ trước, chứ làm gì có chuyện sát phu hay sát thê? Chúa Giêsu bị phản bội thì không có Juda này sẽ có Juda khác bán Chúa cho kẻ thù. Hồng vẫn bám víu hy vọng tha thiết hỏi. Nhưng mà có cách nào thay đổi được định mệnh không cô? Nếu đúng như cô nói thì chả nhẹ cháu ở vậy đến già hay sao? Cô Linh nhìn Hồng cảm thông và cắt nghĩa. Tôi tôi thấy thế nào thì tôi nói y như vậy. Chứ cô hỏi ý kiến thì thật lòng tôi 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 không biết khuyên cô cái điều gì. Số mệnh thì mình phải chịu thôi Hồng ngồi lặng thinh Nước mắt trào ra chảy thành dòng Hai bên má Cô Linh mỏi lòng giải thích thêm Tôi bảo cô đừng có nên lấy chồng Thật ra là một lời khuyên Nhưng tôi khuyên là vì tình người Vì thương cô Chứ tôi biết không có cách nào thay đổi được số mệnh Không khuyên cô thì Chính tôi cũng cảm thấy ấy náy Mặc dù tôi tôi biết dù có khuyên cô cũng không nghe. Bởi số mệnh đã an bài rồi Hồng hăng hái cãi Mà mục đích chỉ là để tự an ủi mình Chuyện Kiều có câu Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều Rồi lại cũng có câu Có trời mà cũng có ta Chữ tâm kia mới được bằng ba chữ tài Chả nhẽ con người hoàn toàn chịu khuất phục định mệnh hay sao chứ ạ à? Cô Linh nhìn Hồng tội nghiệp Kiên nhẫn phân trần Nhưng mà nhưng mà Cháu thấy chuyện Kiều có câu Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều Rồi lại cũng có câu có trời mà cũng có ta Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài Chả lẽ con người hoàn toàn chịu khuất phục định mệnh hay sao Cô Linh nhìn Hồng tội nghiệp Kiên nhẫn phân trần Tôi đã bảo với cô ngay từ đầu Tôi không phải là thầy bói Thầy bói thường hay nói theo tâm lý Đôi khi cố làm vui lòng khách Để khách trả tiền nhiều Tôi thì khác Tôi chỉ nói những gì tôi thấy Trường hợp của cô Tôi rất mong là tôi đoán sai Nhưng mà cô biết tôi chưa đoán sai người nào Hồng chẳng biết nói gì nữa. Một lúc sau, nàng não nề đứng dậy đi thẳng ra cửa, quên cả chào từ giã. Sợ Toàn thấy mình vừa khóc, Hồng lấy khăn thấm khô nước mắt rồi mới bước hẳn ra thềm. Toàn đang ngồi nghe nhạc trong xe, thấy Hồng vội mở cửa chui ra, tươi cười tiến lại hỏi người yêu. Có gì lạ không em? Tuổi của anh với của em có khác nhau không? Dĩ nhiên Hồng phải giấu, bởi Hồng đang mong tiến hành đám cưới càng nhanh càng tốt nên nàng cố gắng điềm tĩnh trả lời bằng lý luận nàng đã chuẩn bị sẵn không không có gì bận tâm anh à cô Linh bảo chuyện khắc tuổi là là một kết luận rất mơ hồ không đáng tin cũng như người ta thường bảo tuổi dân thì cao số nhưng mà thực tế thiếu gì đàn bà tuổi dân một vợ một chồng sống suốt đời hạnh phúc hai người chui vô xe toàn hân hoan nói vậy thì tốt để anh về nói lại với mẹ anh rồi mình tiến hành tổ chức đám cưới Toàn nói thế cho Hồng an lòng thôi, chứ trong thâm sâu chẳng cũng biết mẹ mình không chấp nhận Hồng. Chẳng phải vì khắc tuổi mà chỉ vì Hồng là con nhà nghèo, lại coi như mồ côi cha từ nhỏ. Mẹ Hồng tần tảo bán cơm, nuôi Hồng ăn học. Một gia đình tầm thường như thế làm sao xứng với Toàn được? Xã hội Việt Nam xưa nay vẫn nặng về mặt mũi, nhất là thời buổi bát nháo này. Giá trị con người gần như chỉ được xác định bằng chức tước và tài sản. Toàn mở máy và cho xe lăn bánh ra đường lớn, Hồng đang buồn đứt ruột vì lời tiên đoán của cô Linh. Giờ nghe Toàn hăng say đề nghị tổ chức đám cưới, Hồng tuy mừng nhưng niềm vui không trọn vẹn. Nàng nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên đùi Toàn và hỏi: "Anh, nếu như mà mẹ anh cứ nhất định không cho anh cưới em thì sao?" Toàn bình thản cười đáp: "Thật lòng thì anh muốn mẹ anh thương em, đón em về làm dâu để cả nhà cùng vui vẻ đầm ấm." Nhưng nếu mẹ anh nhất định không chấp nhận em thì mẹ anh sẽ là người cô đơn, vì anh có hỏi ý kiến bố anh rồi, bố anh đứng về phía anh và em. Hồng Càng thấy vui trong lòng, nàng mỉm cười hỏi thêm, "Nhưng mà trong nhà anh ai là người nắm quyền, bố anh hay là mẹ anh?" Toàn ý nhị đáp, <laughs> "Trong cơ chế thị trường, cá nhân nào sản xuất nhiều, kiếm ra nhiều tiền thì cá nhân đó nắm quyền. Bố anh làm ra tiền." Mẹ anh chỉ quản lý một phần nhỏ thôi Hồng hớn hở bảo Anh nói thế thì em mừng lắm Mẹ anh có thể lúc đầu không ưa em Nhưng mà em tin rằng Dần dần mẹ anh sẽ hiểu em Và thương em Hồng tuy bề ngoài cố làm ra vẻ thản nhiên Nói chuyện bình thường với người yêu Nhưng trong đáy lòng đang Bút nhói từng cơn vì lời tiên đoán của cô Linh Nàng Quay sang đăm đâm nhìn Toàn Tự hỏi có lẽ nào người yêu của nàng một thanh niên trẻ trung mới 26 tuổi, đầy nghị lực, tương lai sán lạn như thế này, lại có thể yểu mệnh chỉ vì lấy Hồng. Hồng cố gạt đi và tự an ủi rằng đã chắc gì cô Linh đoán đúng. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Hồng lại lo sợ ngay vì biết bao nhiêu bài báo, biết bao nhiêu nhân chứng đã khẳng định cô Linh chưa nói sai bao giờ. Như thế thì chỉ còn cách giải quyết duy nhất là Hồng phải hy sinh giết bỏ Toàn thì mới cứu được Toàn không đẩy Toàn vào chỗ chết. Nhưng bỏ Toàn làm sao được khi tình yêu trong tim Hồng đang quá mãnh liệt và hơn thế nữa, không lấy được Toàn thì ai sẽ nuôi cho Hồng ăn học 4 năm trên đại học. Hồng phải tốt nghiệp đại học để vươn lên và để đền đáp công ơn của mẹ Hồng cô đơn từ lúc mới ngoài 20. Ngày bố Hồng ra đi, Hồng còn đang bế trên tay. Giả như ông chết đi thì mẹ Hồng đã có thể bước thêm bước nữa cho cuộc đời đỡ quạnh hiu nhưng ông vượt biển rồi mất tích và mẹ Hồng cứ nuôi hy vọng chờ mong dù chẳng có tin tức gì. Ngày tháng trôi nhanh, bây giờ tóc đã bắt đầu lốm đốm hai màu. Cuộc đời mẹ Hồng quá ít ngày vui, mọi niềm hy vọng chỉ còn đặt vào tương lai của con gái. Hồng ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Anh hay là anh với em cứ sống với nhau mà không làm đám cưới có được không?" Toàn Phi cười dễ dãi đáp: <laughs> "Câu đó là đáng lẽ anh phải hỏi em." Sao em lại hỏi anh là thế nào? Con gái lúc nào cũng đòi phải có đám cưới để khỏi mang tiếng là theo trai. Tự dưng hôm nay sao em lại lại nói chuyện ngược đời như vậy? Nếu em không muốn làm đám cưới thì từ nay dọn sang ở chung luôn với anh. Nhưng mà làm như thế mẹ em có bằng lòng không? Nghe toàn nhắc đến mẹ, Hồng lại nhói lên nỗi buồn, làm nàng im lặng trầm tư, lẽ tất nhiên nàng có cần đám cưới đàng hoàng giống như bất cứ một cô gái Việt Nam nào, nhất là để mẹ nàng nở mày nở mặt với xóm làng cho bỏ công tần tảo nuôi con gần 20 năm nay. Nhưng nàng không thể tiết lộ cho Toàn biết lời tuyên đoán của cô Linh cưới nhau là đưa nhau vào chỗ chết. Thôi thì trả thà, cứ ở với nhau không thành vợ chồng chính thức thì họa may số mệnh có thể thay đổi được chăng? Hồng gượng cười bảo Toàn <laughs> em hỏi thử anh thôi, chứ ở với nhau mà không có đám cưới thì em là người thiệt thòi, chứ đàn ông các anh thì cũng mất mát cái gì đâu. Tại vì em biết à, mẹ anh phản đối việc anh cưới em. Biết đâu rồi cuối cùng mình, mình đành phải chấp nhận ở với nhau mà không có đám cưới. Toàn đưa tay mở nút nhạc và bảo, anh là con trai duy nhất trong gia đình. Mẹ anh không thương anh thì thương ai? Mà đã thương anh thì tất nhiên cũng phải thương vợ anh chứ. Toàn đang nói dở câu thì giật mình khựng lại và bảo, chết rồi. Mãi nói chuyện với em quên cả đường về Đáng lẽ phải quạ về Sài Gòn Thì anh lại 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 rẽ đi Vũng Tàu Thật ra thì Toàn cố ý chứ có quên đâu Mà Hồng thì cũng đoán như vậy Cho nên nàng bảo Thôi lỡ thì đi luôn đi Nhưng mà chiều về nha Dứt khoát là không có ngủ qua đêm đâu đó à nha Toàn mừng lắm Nghiêng đầu qua hôn lên chán Hồng Toàn có nhà riêng ở quận nhất Căn nhà bố mẹ Toàn mua để đầu tư Chờ khi lên giá thì bán lại tạm thời toàn ở đấy để tiện đi làm cho một công ty điện tử hàn quốc bố mẹ toàn vẫn còn ở lâm đồng điều hành công ty sản xuất và xuất khẩu trà với cà phê năm ngoái toàn có đưa hồng ra chào bố mẹ mình bố toàn vốn là người dễ dãi không có ý kiến gì ngoài cái nhận xét đơn giản là hồng có nét đẹp dịu dàng nhưng mẹ toàn từ ngày kinh doanh thành công thu nhập vững vàng trở nên khó tính trong việc kén chọn người tình cho con trai bởi chỉ sợ con mình bị lợi dụng. Toàn ở một mình, nhà cửa khang trang, nhiều lần Hồng đến chơi, Toàn rủ Hồng nán lại qua đêm. Trong những dịp cuối tuần, nhưng Hồng dứt khoát đòi về, thành ra cuộc tình hai năm nay vẫn còn trong sáng nguyên vẹn, như tình học trò mới lớn, mặc dầu Toàn đã ra trường và đi làm cho công ty nước ngoài. Hôm nay, Hồng bỗng bằng lòng ra biển với Toàn, giờ này đã hơn 2 giờ chiều, chắc phải ở lại Vũng Tàu chứ về làm sao kịp. Đàn ông ở tuổi toàn đa số đều mê gái hoặc có những cái thú tiêu khiển khác như đánh tennis, đánh golf hoặc bài bạc, toàn thì chỉ có mỗi cái thú lớn là bơi lội. Từ khi còn đi học, toàn đã dự nhiều cuộc tranh tài và đoạt cúp bơi lội đủ kiểu. Chàng cũng tự nguyện làm huấn luyện viên bơi lội cho đám thiếu nhi trong câu lạc bộ thể thao của thành phố. Vì vậy, biển Vũng Tàu lúc nào cũng có sức hấp dẫn đối với toàn. Chàng cho xe phóng nhanh hơn và nói Hôm nay thứ bảy em về làm cái gì? Ở lại một đêm mình bàn chuyện đám cưới Rồi sáng mai về Hồng cười buồn đáp Bàn chuyện đám cưới thì bà ở đâu chả được Việc gì phải ra tận với Vũng Tàu Nhưng mà thôi tùy anh Anh vì yêu em mà bị mẹ anh phản đối Em cũng thấy ấy náy Dứt lời Hồng tựa đầu ra thành ghế và nhắm mắt lại Toàn hân hoan vặn nhạc lớn hơn một chút rồi cũng yên lặng vì tưởng hồng cần ngủ một giấc nhưng hồng ngủ làm sao được khi những lời tiên tri của cô linh vẫn còn đang ám ảnh mãnh liệt chả biết phản ứng thế nào trước những lời tuyên đoán ghê rợn ấy hồng đành buông xuôi không khước từ lời rủ dê của toàn như thông lệ thôi thì ở bên nhau được lúc nào hay lúc nấy toàn không hiểu điều sâu kín ấy nên lấy làm lạ hôm nay hồng bỗng dưng dễ tính khác hẳn mọi lần đi chơi với toàn ra tới thị xã Vũng Tàu, toàn cho xe chạy thẳng lại khách sạn Grand trên đường Nguyễn Du ngay bãi trước. Hồng ngơ ngác hỏi: "Ơ, ờ, không mang hành lý rồi không có quần áo vào khách sạn làm cái gì?" Toàn mở cửa xe chui ra, cầm sâu chìa khóa và cười đáp: "Quần áo bán đầy chợ, cần cái gì mua cái, ấy, mình cứ vào lấy phòng đi đã." Xế chiều toàn dù hồng thả bộ dọc theo con đường Quang Trung, tức là con lộ chính chạy men theo bãi trước ghé uống cà phê và hóng mắt tại quán giải khát cát biển. Trời đang mờ tối, giữa mặt biển bao la nước xanh đen, từng đợt sóng làm sáng lên chất lân tinh theo nhau xô dạt vào bờ. Đêm nay trời lặng gió, chỉ vừa đủ để làm những tàu lá dừa lay nhẹ nhẹ. Cà phê cát biển rộng, rãi, hai người lựa một cái bàn trống ngay sát phía mặt đường chính trông ra đại dương mênh mông, toàn gọi ly cà phê đá, thứ giải khát chàng đã quen từ hồi còn đi học hồng uống nước rửa tươi bãi biển tối thứ bảy người qua lại vẫn tấp nập nhất là những cặp tình nhân dập dìu đi bên nhau hồng ngồi trầm ngâm đối diện toàn toàn đã cố gợi chuyện từ lúc đưa hồng đi sắm quần áo mua trái cây mang về phòng rồi đi ăn bánh khọt lái xe tham quan bãi trước bãi sau cố tạo không khí đầm ấm mà hồng cứ đẫn đờ lúc vui lúc buồn đôi khi lơ đãng không trả lời câu hỏi của toàn thái độ ấy làm toàn chịu đựng không nổi chàng vốn hiền nhưng dễ nổi nóng đẹp trai con nhà giàu học giỏi cả ba tiêu chuẩn lý tưởng đều tập trung ở toàn lẽ ra phải làm toàn trở thành phách lối kênh kiệu nhưng với hồng toàn rất xuề xòa dễ tính hết lòng yêu thương chiều chuộng chính vì thế toàn dễ cảm thấy bực bội khi hồng không đáp ứng lại đúng mức Toàn múc đường đổ vào ly cà phê, run run hỏi Hồng. Anh có cảm tưởng hôm nay đi chơi với anh, em không vui. Không giống như những lần trước. Anh có làm gì cho em buồn không? Câu hỏi vang lên như một lời trách móc, làm Hồng thấy ngay là mình thiếu sót đối với Toàn. Nàng vội phân trần. À, em xin lỗi anh. À, tại lần đầu em xa nhà. À, em chắc đêm nay mẹ lo lắm. Toàn uống ngụm cà phê rồi bằng giọng gay gắt hơn. Thế mai kia em dọn vào ở hẳn trong trong ký túc xá đại học suốt 4 năm trời, lâu lâu mới về thăm mẹ em một lần. Chẳng lẽ em cứ ngồi nhớ mẹ rồi không học được hay sao? Hồng cúi đầu không nói gì, toàn hờn dỗi thở dài rồi bảo: "Em gọi điện cho mẹ em đi, mình quay lại khách sạn trả phòng rồi anh đưa em về. Về ngay bây giờ cũng được, nếu cần thì chia tay luôn cũng được." Dứt lời toàn bưng ly cà phê đá uống ừng ực rồi đứng dậy. Hồng hốt hoảng nắm cánh tay toàn, kéo chàng ngồi xuống và tha thiết nói bằng giọng chan hòa nước mắt. Anh, anh tha lỗi cho em. Em em đang có chuyện buồn đứt ruột mà em không có dám nói cho anh biết. Toàn từ từ ngồi xuống, cơn giận tan biến rất nhanh vì tiếng nói nghẹn ngào của Hồng, chàng hỏi. Chuyện gì mà em không dám nói với anh? Mình sắp thành vợ chồng rồi, em còn vướng mắc điều gì? Nói dứt câu, toàn đổi chỗ chuyển sang cái ghế bên cạnh Hồng thay vì ngồi đối diện. Tiếng nhạc trong quán khá lớn, lại thêm tiếng sóng vỗ rì rào ngoài khơi và lâu lâu cơn gió thổi mạnh bất chợt làm toàn phải ghé sát bên người yêu để nghe cho rõ. Hồng sụt sùi nói: "Em em có vướng mắc cái điều gì đâu ạ? À? Tại trưa nay nghe nghe cô Linh cô nói đó. Em em thấy chán nản cực kỳ." toàn ngơ ngác cắt lời Cô Linh nào Hồng tặc lưỡi nhấn mạnh Chị bà thầy bói ở Tam Hiệp Anh đưa em tới chứ cô Linh nào Anh mau quên quá Toàn cười khẩy rồi nói <laughs> Coi bói là nghe chơi cho vui Chứ em để tâm làm gì Anh tưởng em hay gia đình em có chuyện gì buồn Hóa ra là vì bà thầy bói Toàn nói mạnh miệng Cứng rắn để chấn an Hồng Nhưng Hồng không thể ngôi ngoai dễ dàng được Nàng bảo Anh ơi Cô Linh cô đâu phải là thầy bói đâu Nếu là thầy bói bình thường thì em đâu có gì phải quan tâm Đằng này cô Linh là người có hồn ma nhập Chưa nói sai bao giờ Toàn nhíu mày ngắt lời Bà ấy theo đạo chúa thánh giá treo đầy nhà Ma nào dám nhập Chính bà ấy khẳng định với em như thế cơ mà Rồi Toàn tò mò hỏi Ừ thì cứ cho là bà ấy chưa nói sai bao giờ Nhưng bà ấy bảo em sao Bà ấy bảo thế nào Tại sao từ chưa đến bây giờ em không kể với anh Hồng nghiêng đầu sang gục vào vai Toàn và run run nói: Cô ấy bảo, bảo là em, em không thể lấy anh được. Nếu lấy nhau thì, thì mình sẽ, sẽ, sẽ chia lìa. Toàn thở phào tươi cười nói: Tưởng cái gì, tưởng cái gì, chia lìa hay không là do mình chứ, do cả anh lẫn em. Đâu phải vợ chồng cứ hơi một tí là chia tay. Hai năm nay em biết tính anh mà. Hồng ngồi thẳng lại, hất mái tóc ra phía sau rồi nhìn vào mắt Toàn và chậm rãi nhấn mạnh. Trời ơi, không phải thế anh ơi. Không phải chia lìa là ly dị hay là bỏ nhau. Mà cô cô Linh cô quả quyết, nếu nếu em lấy anh, em em sẽ phải, em sẽ phải để tang anh. Hồng cứ tưởng nói ra điều ấy thì Toàn sẽ phải giật mình kinh hãi và cảm thông nỗi đau hiện tại của nàng. Nhưng không, chàng phì cười và bảo. <laughs> Bà ấy bạo mồm nhỉ Chuyện sống chết của người ta Mà dám nói khơi khơi Ý như là chuyện đùa giỡn Hồng khổ sở đặt hai bàn tay lên Hai vai Toàn và chỉ chết nói Khổ quá anh Toàn ơi Cô Linh không có đùa giỡn đâu Hai ba lần cô khuyên em mà đừng có lấy chồng Cô bảo tội nghiệp cả em lẫn anh Nghe xong thì em em thất vọng lắm Nhưng mà em không dám nói cho anh biết Từ phút ấy em em chả còn chết cái gì nữa thú thật với anh Anh rủ em đi vũng tàu Em bằng lòng ngay Là vì em Em cứ nghĩ là Chả biết em còn gần anh được bao lâu nữa Toàn đi nhanh lại quầy Xin thêm nước đá lạnh Rồi trở lại bàn Ân hận bảo người yêu Lỗi tại anh Chỉ vì anh tò mò Nên anh mới đưa em gặp bà thầy bói này Cũng tại mấy cái bài báo chẳng ngờ bây giờ em cứ bị ám ảnh không sao xóa được lỗi ở anh hết nhưng anh hỏi em thầy bói bảo anh với em không lấy nhau được rồi em tính sao chả lẽ vì mấy cái lời vu vơ đó mà mình chia tay Hồng chưa kịp đáp thì toàn lại thêm ngay anh hỏi riêng em thôi chứ còn anh thì anh hoàn toàn không quan tâm mọi chuyện vẫn tiến hành như bình thường Hồng ngậm ngùi kể em cảm ơn anh anh có nhớ cái lúc mà ngồi trên trên xe trên đường ra đây em có hỏi là hay là mình sống chung với nhau mà không cần đám cưới chắc lúc đó anh tưởng là em nói đùa chứ con gái ai mà lại ngu si không cần đám cưới bây giờ thì chắc anh hiểu rồi đó em sợ chuyện chẳng lành xảy ra cho chúng mình sau khi lấy nhau nên nên em mới hỏi anh như thế toàn hăng hái nói cưới em rồi có chết cũng chả sao Hồng đưa tay bịt miệng Toản và mắng. Trời ơi, anh đừng có nói dại, nó vận vào người đó. Toản cứng rắn tiếp. Nhưng anh chết thế nào được? Anh đã đã đọc bao nhiêu sách báo viết về số mệnh, tất cả đều kết luận rằng thầy bói ạ, à, dù giỏi đến đâu cũng chỉ có thể đoán được vận hên xui hoặc là giàu nghèo của người ta. Còn cái chuyện sống chết là chuyện của ông trời, của thượng đế, không có người trần gian nào có thể biết trước được lý do là vì con người không thể cướp quyền ông trời được thiên cơ bất khả lậu em cũng hay nói câu đó mà lời thuyết phục hùng hồn của toàn làm hồng lấy lại được khá nhiều bình tĩnh nàng bồi hồi tâm sự ừ, anh biết không chiều nay lúc mà anh tắm biển á em ngồi trên bờ em gọi điện về cho mẹ em bảo với mẹ là anh bằng lòng làm đám cưới mẹ em mừng lắm nhưng mà rồi em lại khóc vì nhớ lời cô Linh dặn. Toàn đang bưng ly nước lạnh đặt vội xuống bàn, xua tay ngắt lời Hồng bằng giọng nghiêm nghị. Thôi nhá, dẹp cô Linh của em đi. Từ nay không nhắc đến nữa. Em mà còn nhắc đến bái là anh giận em đấy. Rồi Toàn quả quyết thêm. Ngày mai về anh sẽ nói chuyện với bố mẹ anh, chọn ngày tổ chức đám cưới. Rồi em sẽ đi học, bắt đầu năm thứ nhất đại học. Dẹp tất cả mọi thứ đi. Nghe giọng cứng rắn nhưng chan chứa ân tình của Toản, Hồng rất cảm động và thấy lên tinh thần rất nhiều. Nàng thở mạnh và bảo, Em mang ơn anh nuôi em đi học, chắc chắn là em sẽ không làm anh thất vọng. Rồi Hồng nắm bàn tay Toản và bảo, Thôi, mình mình đi về phòng đi anh, em thấy hơi lạnh rồi đấy. Toản uống thêm hớp nước nữa rồi lại quầy trả tiền. Hồng đứng chờ ở cửa, tự dặn mình là từ nay sẽ không làm buồn lòng Toản nữa. Trong cái xã hội trai thiếu gái thừa này có được một người yêu và nay mai sẽ là người chồng như Toản thì còn gì để mơ ước hơn nữa. Đêm hôm ấy trong khách sạn, lần đầu tiên từ ngày quen nhau, Hồng và Toản ngủ chung giường. Hồng cuồng nhiệt trao hết thân xác và tâm hồn cho người yêu, nàng coi đây là đêm tân hôn và nàng vẫn giữ ý định sẽ không làm đám cưới để may ra có thể tránh được rủi ro như lời tiên đoán của Cô Linh. Mẹ Hồng sẽ buồn lắm khi Hồng theo không toàn Thế gian và bạn bè cũng sẽ chê cười Hồng chỉ là một thứ gái bao của con đại gia. Nhưng cô Linh đã khuyên Hồng không lấy chồng thì Hồng sẽ chỉ sống với Toàn như một người bạn tình mà thôi. Một mình nàng biết như thế là đủ. Nàng vào phòng tắm một lúc rồi trở ra mặc bộ pyjama mới mua chiều nay. Nàng thủ thỉ bên tai Toàn. Anh biết không, mẹ em với mẹ với em á mong anh làm đám cưới rồi anh nuôi em đi học nhưng mà em nghĩ lại rồi hay là anh để em học xong đi tốt nghiệp rồi tổ chức đám cưới cũng được như vậy càng đỡ vướng bận cho anh. Toàn đang nằm ngửa xoay người nằm nghiêng âu yếm hôn lên trán Hồng và cười bảo <laughs> nghĩa là em vẫn còn sợ lời bà thầy bói tội nghiệp em quá nhưng em muốn thế cũng được vì đằng nào thì kể từ đêm nay anh và em cũng đã là vợ chồng rồi tiệc cưới chỉ là hình thức bên ngoài mà thôi sống bên nhau hạnh phúc lâu dài mới là điều quan trọng hồng cảm động ôm chặt lấy toản và nói anh toản à anh đâu có biết là em yêu anh đến mức nào đâu cho nên em rất lo chuyện bất hạnh xảy ra đến cho anh hoặc em thôi dứt khoát là như thế anh nhé bốn năm nữa em tốt nghiệp rồi thì mình tổ chức đám cưới nhé Toàn hài lòng nói Ừ, nhất trí như vậy đi Vừa nói Toàn vừa vói tay tắt đèn Căn phòng chìm trong bóng tối Hồng nhắc Thôi, anh ngủ một giấc cho khỏe đi Mai còn lái xe về Với lại chiều nay anh bơi lâu quá Chắc cũng mệt đừ rồi Toàn vui vẻ nói trong bóng tối Bơi là cái thú của anh mà Anh là huấn luyện viên bơi lội có bao giờ biết mệt Nhưng mà ngày mai đâu có cần phải về sớm Anh tính rồi mình đi ăn sáng này chờ nắng lên một chút cho ấm anh tắm biển một lần nữa rồi hắn về em sợ nắng sợ đen thì em cứ việc chùm khăn ngồi trên bờ chờ anh hồng vẫn nằm nghiêng úp mặt vào ngực toản và nhắm mắt lại tình nàng yêu toản vốn đã mãnh liệt lại càng nồng nàn hơn sau khi gần gũi thân xác lần đầu cách đây mấy tháng khi toản đưa hồng lên lâm đồng ra mắt bố mẹ và ngủ qua đêm trên đó hồng cũng nhất định đòi nằm riêng Toàn phải ra phòng khách ngủ trên sofa. Hôm nay, khi Toàn hứa chắc sẽ cưới Hồng, lại thêm nỗi ám ảnh bởi lời cô Linh, Hồng mới sẵn sàng trao thân cho Toàn bằng cả một trái tim yêu đương nồng cháy. Trong bóng tối dày đặc và trong không gian lặng thinh, khúc phim dĩ vãng bất chợt trở về rất rõ nét trong đầu Hồng. Hai năm trước, một buổi sáng Hồng đang đi bộ trên lề đường nhỏ dẫn tới trường. Lúc ấy phố xá tương đối vắng vẻ, người qua lại còn thưa thớt vì trời vừa dứt cơn mưa bỗng có chiếc xe hơi chạy từ phía sau tới vô tình cán qua vũng nước làm bắn văng tung tóe bùn đất lên người hồng từ ngực áo trở xuống hồng kêu lên thảng thốt đứng khựng lại nước mắt ứa ra vì tức giận ở việt nam ngày nay chuyện đó xảy ra rất thường khách bộ hành đành chịu chứ chẳng biết làm gì bởi chủ xe mà thậm chí người qua lại cũng chẳng mấy ai thèm chú ý tới Hồng đang đứng mếu máo bên cạnh cột đèn. Hồng đang phân vân không biết nên đi học tiếp hay quay về thay quần áo thì không ngờ chiếc xe đã chạy được một quãng khá xa bỗng trở đầu quay lại và đậu bên cạnh Hồng. Điều ấy mới là lạ đối với thành phố Sài Gòn. Người thanh niên trên xe bước xuống là Toản, chàng xin lỗi Hồng rồi đề nghị đưa Hồng về thay quần áo. Lúc đầu Hồng ngần ngại vì chưa bao giờ lên xe với người lạ hay nói đúng hơn thì ít khi hồng có dịp ngồi ô tô ngại hơn nữa là nhà hồng quá nghèo nằm khuất trong con hẻm nhỏ thuộc xóm lao động xe hơi không vào nổi nhưng toàn tha thiết nói chả lẽ cô mặc quần áo dính đầy bùn đất như thế này mà đi bộ về nhà người ta cười chết cô lên đi tôi đưa về vừa nói chàng vừa mở cửa xe như thúc giục hồng lưỡng lự một chút rồi leo lên dọc đường hồng đổi ý, thay vì về nhà, nàng bảo toàn đưa lại chỗ bán hàng của mẹ. Đó là căn phố chiều ngang chỉ có 3 mét, bà thuê thường trực của người ta để bán cơm tấm. Bà mới mướn chưa đầy một năm, trước đây bà vẫn phải gánh rong, gặp chỗ nào thuận tiện thì đặt xuống chỗ đó và thường xuyên bị người ta đuổi. Nhân có cửa hàng bán mũ dọn đi, bà điều đình thuê lại để có chỗ, làm ăn cố định. Tiền mướn khá cao nên thu nhập chỉ đủ trả tiền nhà nói chung hai mẹ con cũng khó mà dư giả không gian chật hẹp chỉ kê được có sáu cái bàn nhưng khách có thể ngồi lan ra trên hè trên những chiếc ghế đậu thấp bưng đĩa cơm lên mà ăn mỏi tay thì lại đặt luôn xuống nền xi măng nói chung là tiệm bình dân nhưng không khí thân mật nhất là những hôm có sự hiện diện của hồng toàn ngừng xe bỏ hồng xuống trước cửa tiệm xin lỗi một lần nữa rồi chạy đến sở làm buổi sáng thường ngày không đông khách lắm nhưng hồng vẫn cảm thấy ngượng ngùng vì áo dài và quần trắng đã dính đầy bùn đất nàng ôm cái cặp vào ngực và cúi đầu đi nhanh vô sâu trong bếp bà mơ mẹ của hồng đang lau đĩa giật mình ngẩng lên hỏi ôi rồi làm sao mà lem luốc thế kia ngã hả con để tránh mọi cặp mắt của khách hàng đang nhìn theo Hồng ngồi thụp hẳn xuống bên mẹ và kể Mẹ ơi, cái anh kia kìa Lái xe hơi, cán vào vũng nước Bắn hết cả lên người con Bà mẹ ngạc nhiên vì giọng kể của Hồng rất bình thường Không để lộ một chút tức giận Bà hỏi thế, thế mày có chửi cho nó một trận không? Đi ô tô thì cũng còn phải để ý đến người đi bộ nữa chứ Ờ, hay Rồi bà hốt hoảng hỏi Thôi chết, mấy giờ rồi Sao không th về thẳng nhà thay áo rồi đi học Ghé đây làm gì, trễ rồi Hồng đỡ mấy cái đĩa bà mẹ vừa lau đặt lên kệ và nói Con 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 nghỉ bữa nay mẹ Con ở luôn ngoài này phụ với mẹ Chiều con về con học bài Bà mẹ bực bội nói Thế là chỉ vì cái ô tô mất dạy mà, mà, mà con tôi mất buổi học Hồng khẽ mỉm cười Đứng dậy vào nhà vệ sinh thay bộ đồ ngắn Để bắt tay vào công việc thường lệ Đây không phải là nhà ở Mà là chỗ làm ăn chật trội nên hai mẹ con chỉ để một hai bộ quần áo ngắn, khi cần thì mặc để buôn bán. Cửa hàng cơm tấm của mẹ Hồng tuy không ngon lắm, nhưng thứ bảy chủ nhật nào cũng đông khách, đa số là thanh niên vì có Hồng nghỉ học ra phụ mẹ. Cô nữ sinh 17 tuổi tuy sinh ra trong gia đình nghèo nhưng có cái dáng đài cát, và nhất là nước da trắng ngần làm siêu lòng biết bao nhiêu gã si tình trong xóm lao động. Đối với một xứ nhiệt đới quanh năm nóng bức và cuộc sống lam lũ thì chỉ cần có nước da trắng là đã được gọi là đẹp rồi. Huống chi hồng lại đẹp thật thì con trai thầm yêu trộm nhớ cũng là điều tự nhiên thôi. Sáng chủ nhật hôm ấy có người khách lạ duy nhất ăn mặc tề chỉnh, lái xe hơi từ xa đến ngồi uống cà phê và đòi gặp Hồng, đó là Toản. Lúc ấy vừa xong một đợt khách ăn sáng nên Hồng tranh thủ lấy bài ra học theo thói quen bao nhiêu năm nay sách vở luôn luôn đặt bên cạnh bếp thấy toàn bước vào hồng giật mình bối rối vì mấy hôm nay đã quên hẳn chàng thanh niên đẹp trai chở hồng về thì bỗng dưng hôm nay chàng xuất hiện hồng buông cuốn sách gượng cười tiến lại chào làm bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào hai người toàn trao cho hồng một cái gói khá lớn và bảo anh đền em cái áo dài và cái quần mới nhờ em đem may hộ anh vì anh không biết số đo của em Hồng xua tay lắc đầu nói: Thôi thôi được rồi anh keo dài dính nước bùn ngày hôm qua em em giặt rồi anh không phải anh không cần phải đền áo mới. Toàn mỉm cười nói thẳng: <cười> Nếu anh không đền em áo mới thì đâu có cớ gì để lại đây gặp em. Hồng lúng túng không biết phản ứng thế nào, thấy mọi người chung quanh cứ nhìn mình đăm đăm, Hồng nhận đại gói quà cho xong chuyện dự định sẽ tìm dịp trả lại Toàn sau dù sao đi nữa Hồng cũng hết sức cảm động vì Toàn vẫn còn nhớ đến nàng Hồng bảo à, nếu anh không chê thì thì em mời em mời anh một đĩa cơm tấm bình dân à? À, xem có khác các hiệu ăn lớn không Toàn thấy mình chẳng nên nán lại giữa khu lao động toàn người xa lạ đang theo dõi nên chàng đứng dậy bảo cảm ơn em anh có việc phải đi gấp nhưng em nhận gói quà của anh là anh vui rồi bây giờ anh đi cần gì thì em cứ liên hệ với anh toàn bước nhanh ra xe, hồng ngơ ngác đứng trông theo. toàn bảo nàng cần gì thì liên hệ với toàn, nhưng nàng có biết toàn ở chỗ nào mà liên hệ? tạm thời hồng mang gói quà cất trong bếp để phụ việc với mẹ vì quán vẫn còn đông khách. mẹ nàng vừa múc cơm ra đĩa vừa tò mò hỏi: ai thế hả con? hồng hãnh diện đáp. Um... À anh Toản đấy mẹ, cái anh mà hôm trước lái ô tô làm văng hết bùn lên quần áo của con đó, rồi anh ấy đưa con về đây, mẹ mẹ không nhớ hả? Bà trao đĩa cơm cho Hồng và hỏi thêm. Thế nó đưa cái gói gì vậy? Hồng bưng cơm cho khách trước rồi mới quay lại trả lời. À, anh ấy đền con cái áo dài với cái quần mới, à, anh ấy còn bảo là cần gì thì cứ liên hệ với anh ấy. Bà mẹ bình phẩm một câu. À, còn trẻ thế mà đã có ô tô chắc con nhà giàu Hồng vui vẻ đáp ừ, Chẳng những con nhà giàu mà Chính anh ấy cũng là kỹ sư đang làm việc Cho một công ty điện tử Hàn Quốc đấy mẹ Bà mẹ thoáng vui Vì bà chưa bao giờ tin trên đời này Có người tốt, nhất là người giàu Hôm nay gặp chàng công tử Lái xe hơi ghé thăm Và tặng quà cho con bà Biết đâu chẳng mở đầu cho một chuyện tình huyền thoại Gần trưa Khách vắng bớt Hồng mới chạy vào quầy bếp Mở gói quà ra coi đó là một sấp vải quần trắng và áo dài xanh toàn ghi mấy chữ anh hy vọng sẽ có dịp được nhìn thấy em mặc chiếc áo dài màu xanh là màu hy vọng của anh hồng hồi hộp lật đi lật lại tấm danh thiếp có ghi cả ba số điện thoại tư gia văn phòng và di động hôm ngồi trên xe với toàn hồng đã biết sơ qua những nét chính về toàn nay nhờ tấm danh thiếp nàng biết thêm cả địa chỉ nhà riêng của toàn nếu cần thì có thể liên lạc dễ dàng. Hồng cầm sấp vải áo dài lên, chìa ra trước mặt mẹ và bảo. Đẹp quá mẹ nhỉ Niềm vui hiện rõ trong ánh mắt bà mẹ, bà nói. Vâng, chắc là nó nhờ ai mua hộ chứ, đàn ông đâu có biết lựa vải. Ngay chiều hôm đó, Hồng háo hức chạy đi may áo dài. Cẩn thận dặn tiệm may cho mặc thử hai ba lần cho thật vừa rồi mới lấy về. Nhờ dáng cao rong rỏng, Hồng mặc áo dài rất đẹp, mẹ nàng cứ tấm tắc khen mãi và nhấn mạnh đến màu áo Toàn khéo chọn. Bà bảo Hồng xoay tới xoay lui cho bà ngắm nghĩa, rồi bảo <laughs> Màu này hợp với da của con, đơn giản nhưng mà nó nổi lắm. Bây giờ Hồng mới tự tin gọi điện thoại cho Toàn và bảo Anh Toàn hả? Em đây, Hồng đây. À, anh có muốn nhìn cái áo dài của anh không? Ờ... À... Anh muốn thì 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 lại trường đón em đi. Đó là buổi hẹn đầu tiên khai mở chuyện tình đẹp kéo dài đến hôm nay. Gọi là chuyện tình đẹp không phải vì hai người cùng đẹp mà vì nó giống như chuyện thần tiên ít khi xảy ra trong xã hội vật chất ngày nay. Mỗi lần toàn lái xe hơi đến cửa hàng cơm tấm, ngồi ăn và nói chuyện với mẹ con Hồng, ai cũng phải ngạc nhiên vì hàng rào giai cấp đã xóa hẳn trong cái xã hội mang đầy tính giai cấp hiện nay lao động là vinh quang, câu khẩu hiệu vẫn còn vẽ rải rác trên khắp phố phường, nhưng thực tế thì tham ô, giàu sang mới thật sự là vinh quang. Nghèo vẫn bị khinh miệt hay coi thường, cho nên mẹ con Hồng không thể không cảm động về sự quyến luyến của Toàn. Xúc động đến nỗi, có lúc bà mẹ đã thoáng nghĩ và bảo Hồng. Chắc bố con mất đi, bây giờ phù hộ cho con đấy một chàng kỹ sư mới ra trường con một đại gia làm việc cho công ty nước ngoài yêu cô gái nhà nghèo bán cơm tấm con gái nhà nghèo nhưng thông minh và hiếu học cố gắng vươn lên cho nên càng làm toàn yêu hơn và tận tình chỉ dẫn để hồng thành đạt toàn sắm máy vi tính cho hồng mua hàng loạt sách giáo khoa để nàng tham khảo và nhắc đi nhắc lại mãi là phải học ngoại ngữ rút kinh nghiệm của chính bản thân mình toàn bảo thời buổi ngày nay đó, không giỏi tiếng Anh thì không thể nào tiến thân được. Cùng một mảnh bằng tốt nghiệp, nếu làm cho công ty nước ngoài thì lương có thể gấp 2, gấp 3 công ty Việt Nam. Cho nên song song với cái ngành học chuyên môn, ấy, em phải tranh thủ học tiếng Anh. Điều gì Toàn đề nghị Hồng cũng thấy là hợp lý nên đều nghe theo và gắng sức thực hiện. Một phần nhờ trí nhớ thông minh và sự chăm chỉ, một phần nhờ sự tận tình của toàn, Hồng đã tốt nghiệp phổ thông và trúng tuyển vào đại học, mang lại niềm vui lớn cho Hồng và niềm hãnh diện cho bà mẹ cô đơn gần 20 năm nay. Khuyến khích bằng lời nói không đủ, toàn còn dùng phần thưởng để thúc đẩy Hồng. Chẳng hạn, Hồng tốt nghiệp trung học, toàn tặng Hồng cái phone di động loại đắt tiền. Hồng thi đậu đại học, toàn tặng Hồng cái laptop Chuyện tình của Hồng gây xôn xao lớn trong phạm vi bạn bè. Ai cũng biết Hồng nghèo, phụ mẹ bán cơm tấm. Quanh năm đi học chỉ có hai cái áo dài thay đổi nhau. Nàng tuy có nhan sắc, nhưng biết thân biết phận, ít sửa soạn, chỉ lo học, không đua đòi bằng hữu Ở lớp học nào thì cũng thế, con nhà nghèo bao giờ cũng chỉ là những bóng mờ qua đường không ai hay. Bỗng từ ngày có toàn mang xe hơi đến đón, bạn bè ngơ ngác gọi nàng là con bé lọ lem gặp hoàng tử y như trong chuyện thần thoại toàn có nét đẹp thể thao cao như tài tử hàn quốc thừa điều kiện để làm quen với bất cứ ai thuộc gia đình danh giá chả hiểu tại sao lại chiếu cố đến con gái tầm thường như hồng lũ con gái cứ sầm xì với nhau như vậy và mừng cho hồng trúng số con quyên bạn thân nhất của hồng tò mò hỏi hồng làm sao quen được toàn Hồng thành thật kể lại đầu đuôi Quyên bảo À thế thì từ nay Hễ cứ trời mưa là tao cứ lao ra ngoài đi bộ May ra có thằng nào nó lái xe hơi Nó bắn nước vào áo tao Thì mới hy vọng có người yêu chúng mày ạ à. Mấy con bạn đều phì cười Hồng vui vẻ bảo Ăn thua là nó dừng lại hay không chứ Tao hỏi mày nhá Gặp cái ô tô đó Nó cán vào vũng nước Nó làm bắn cả một mảng bùn lên mặt mày Rồi nó bỏ chạy luôn Thì mày làm gì nó một đứa khác lắc đầu nói Thôi thôi tao trả dại Lội mưa mà đi chưa chắc đã quen được thằng nào Mà lại về còn cảm thì khốn ấy Tuổi trẻ mới lớn Nữ sinh 17-18 tuổi Ai mà chẳng mơ mộng Ai mà chẳng mong có một chuyện tình lãng mạn Cho nên đứa nào cũng nhìn Hồng Bằng ánh mắt thèm thuồng Toàn đòi may thêm áo dài cho Hồng Nhưng Hồng bảo anh may áo mới cho em thì em cũng chỉ mặc khi đi chơi với anh thôi Còn đi học thì em không muốn thay đổi gì cả Vì ai cũng biết hoàn cảnh gia đình em Toàn tôn trọng cách suy nghĩ của Hồng Nên không chỉ chiết thêm Hồng lại nói à, Anh biết không Em rất cảm động vì anh lo lắng cho em Nhưng mà em không muốn mấy đứa bạn thân của em Nó cho là em lợi dụng anh Em nói thật nhé Anh yêu em Tức là anh đã cho em niềm hạnh phúc lớn lắm rồi anh không cần phải cho em bất cứ thứ gì nữa đâu. ở quán cơm tấm của mẹ Hồng cũng thế, đám thanh niên si tình thường xuyên đến để nhìn Hồng. bây giờ bỗng thấy sự xuất hiện của Toàn, lặng lẽ bỏ cuộc hết bởi họ biết họ không phải là đối thủ của Toàn. họ chỉ ngạc nhiên là một người như Toàn, sao lại từ đâu lặn lội đến khu lao động bình dân này để quen Hồng. nếu họ là Toàn, họ sẽ rong chơi với các cô người mẫu chứ chui vào tiệm cơm tấm này làm gì? Quen Hồng gần 2 năm, nghĩ đến chuyện lâu dài, Toàn mới đưa người yêu lên Lâm Đồng ra mắt bố mẹ, đồng thời cũng muốn để Hồng có dịp tham quan đồn điền và cơ sở sản xuất của gia đình Toàn. Bố mẹ Toàn là ông bà Trường có văn phòng và nhà kho ở Sài Gòn, nhưng giao cho con gái đầu lòng quản lý. Nơi đây là chỗ phân phối hàng bán sỉ và xuất khẩu do Nhung chị của Toàn điều hành, ít khi ông bà Trường phải để tâm đến. Ông bà thường xuyên ở Lâm Đồng vì thích khí hậu cao nguyên thoáng mát hơn. Ông Trường thì vốn dễ tính và chiều trộn Toàn nên không có ý kiến gì đối với Hồng. Nhưng bà Trường tỏ thái độ, thiếu thiện cảm với Hồng ngay từ phút đầu. Bà gọi riêng Toàn ra một góc và hỏi. Này, con bé nó bao nhiêu tuổi? Toàn hơi thất vọng vì mẹ mình không vồn vã với Hồng nhưng chàng vẫn điềm tĩnh trả lời. À, 19 tuổi Tây mẹ, 20 tuổi ta nhưng non non trẻ hơn nhiều có phải ông mẹ bà mẹ tiếp tục chất vấn Ôi trời. mẹ nghe đồn là con tốn bao nhiêu tiền vì nó rồi phải không Ê, nó còn cá nhà ai toàn biết mẹ mình chỉ nhắm những chỗ có chức quyền nên khổ sở đáp thì gia đình cũng buôn bán nhà chỉ có hai mẹ con bà mẹ ngắt lời hỏi bằng giọng mỉa mai buôn bán nhưng mà buôn bán gì mới được chứ kinh doanh quy mô hay là buôn thúng bán bẹt Toàn nén tiếng thở dài trả lời um, Hai mẹ con bán cơm tấm mẹ Ôi giời ơi Bà hừ một tiếng rồi quay đi Đối với bà như thế là hỏng Không xứng đáng làm thông gia với gia đình bà Cả nước Việt Nam bây giờ Có chung một cách suy nghĩ như vậy Khi giới thiệu tên Thì phải kèm theo một chức vụ nào đó Nghe thật kêu Chứ nếu không thì ngượng lắm Mai kia Hồng về làm dâu nhà bà Gặp bạn bè hoặc đối tác kinh doanh Người ta thăm hỏi về Hồng bà biết trả lời thế nào cho đỡ ngượng. Im lặng một chút, bà bảo. Này, tháng trước ấy, bác Trung bác có lên đây chơi. Bác mới vừa mới đề bạn lên thứ trưởng ấy. Mày nghe rõ chưa? Vừa mới đề bạn lên thứ trưởng ấy con ạ. À. Bác bảo là con My nó vẫn còn hỏi thăm con. Con mà đi với con My thì thật sự nó xứng đôi vừa lứa lắm. Lọt vào nhà người ta thì người ta cho con đi sang Mỹ học lấy bằng thạc sĩ. Rồi về đây này, bác Trung bác bố trí công tác cho con Tệ lắm ấy Mẹ nghĩ mà tệ tệ lắm gì cũng phải hàng giám đốc Toàn cúi đầu trầm ngâm nói Bố mẹ giữ quan hệ tốt với bác Trung Vì bác ấy là bạn của bố từ lúc còn đi học Nhưng bố mẹ đừng nhắc đến quan hệ tình cảm giữa con với với lại mi Bà mẹ lớn tiếng ngắt lời Chứ chứ mày muốn gì? Làm rể thứ trưởng này không hơn là là, là, là làm rể nhà bán cơm tấm à? Dứt lời bà vùng vằng bỏ đi toàn thở dài trông theo rồi chạy ra vườn tìm bố để cầu cứu. Buổi tối sau bữa cơm gia đình, toàn dù hồng ra sân chơi để bố mẹ nói chuyện riêng với nhau. Ông trưởng bảo vợ, chuyện thằng toàn với con bé kia chưa chắc nó đã đi đến đâu. Trẻ con bây giờ ấy mà bà biết mà, quen nhau lung tung lắm. Nay nó cặp đứa này, mai bổ đứa khác, đâu có như thời của tôi với bà. Thành ra đã, bà đừng có bận tâm đến chúng nó. Bà Trường gay gắt cãi ngay Thế nhớ nhưng mà con bé nó cố ý Nó để cho có chữa Thì bố con ông làm thế nào Hay ép nó đi nạo thai à Hay bắt nó nhét trong bụng không cho đẻ ra Trời ơi phong bệnh hơn chữa bệnh chứ lại Con mi nhà bác Trung ấy vừa đẹp mà lại vừa ngoan Lại là con thứ trưởng Danh giá biết bao nhiêu Mà nó cứ lờ đi Thật tôi không hiểu cái đầu óc cái thằng đó để đâu Ông Trường đổi chiến thuật Nhẹ nhàng bảo vợ <laughs> Tôi thì tôi thấy bà với tôi có phúc lắm Mới đẻ được cái thằng con như thằng Toàn Bà nhìn đi Nhan nhản khắp nơi Bà thấy đấy Hễ con nhà giàu mà nhất lại là con một Thì mười đứa hết chín đứa là hư hỏng Xì ke ma túy Ăn chơi đảng điếm đua xe Phá làng phá xóm Có đứa nào Bà nhìn xem có đứa nào nó vừa giỏi vừa ngoan Như thằng Toàn nhà mình đâu chỉ nội như thế tức là nó đã báo đáp công ơn sinh thành của mình rồi. Bây giờ nó đã trưởng thành. Mọi chuyện tôi để cho nó tự quyết định. Bà không nên đòi hỏi quá đáng. Ép uổng con mình quá. Trời sẽ lấy lại hết cái lọc của mình. Bà trường vẫn còn ấm ức. Nhưng thấy chồng bản có lý. Bà tạm im lặng chờ cơ hội khác sẽ thuyết phục thêm. Cũng giống như bao nhiêu bà mẹ Việt Nam khác. Bà Trường đẩy con vào làm rể nhà quyền quý, tự cho rằng mình thương con Mới làm như thế Nhưng kỳ thực là bà thương bà Bà muốn mỗi khi ra đường Có thể hãnh diện ngước mặt nhìn đời Bởi thiên hạ ai cũng biết bà là thông gia Của ông Thứ trưởng Bộ Thương nghiệp Sau bà Trường thì lại đến lượt nhung chị của Toản Cực lực chống đối Hồng Mà lý do duy nhất cũng chỉ vì Hồng là con nhà nghèo bao nhiêu những phấn đấu của toàn trong gia đình hồng đều biết cả nàng cảm động lắm toàn dám cãi lời mẹ trái ý chị để nhất quyết lấy hồng con đường tương lai đang rộng mở thênh thang như vậy mà bây giờ cô linh bảo hồng không thể làm vợ toàn còn nỗi đau nào lớn hơn nàng đau khổ đã đành mà cả toàn và nhất là mẹ hồng sẽ còn thất vọng đến cỡ nào đêm nay đêm đầu tiên ở bên toàn đáng lẽ phải là những giây phút tuyệt vời nhưng Hồng biết trước nàng sẽ khó có thể ngủ được vì nỗi ám ảnh do lời xác quyết của cô Linh. Sáng hôm sau toàn thức dậy thì Hồng đã sửa soạn xong, ra đứng ngoài ban công nhìn xuống bãi biển. Nhớ lại tối hôm qua ở quán cà phê, Hồng quyết tâm che giấu mọi nỗi lo lắng để khỏi làm buồn lòng toàn một lần nữa. Hồng mặc bộ đồ mới mua hôm qua, quần tây ống ngắn trên mắt cá chân, sơ mi trắng ngắn tay, có hai cái túi nhỏ trước ngực, thoạt trông giống như bộ đồ thể thao của giới thanh niên đi đánh golf. Trời yên gió lặng, người qua lại đã khá đông trên bãi cát, hít thở không khí trong lành của buổi ban mai. Hồng thích nhìn cảnh đẹp biển xanh mênh mông, nhưng ngại tắm vì sợ nắng làm hỏng lớp da mịn màng của nàng. Toàn cũng vừa thức giấc, vào phòng tắm đánh răng rửa mặt thay quần áo, rồi quay ra ngượng ngùng bảo Hồng. Phí quá, lần đầu tiên nằm bên em mà anh ngủ say như chết, chả biết gì cả. Hồng cười vui vẻ đáp: em biết trước mà. chiều hôm qua anh bơi mấy tiếng đồng hồ, làm gì mà không mệt? Anh bảo anh là huấn luyện viên thể dục, nhưng bơi trong hồ đâu có giống như bơi ngoài biển. Hồ thì làm gì có sóng như là ngoài khơi. Toàn ra đứng sau lưng Hồng và bảo: em biết vậy là em giỏi lắm đấy. Bây giờ mình đi ăn sáng nhá. Vũng tàu có tiệm cơm tấm lan tường ở đường Hoàng Hoa Thám em muốn đến ăn thử xem có ngon hơn cái cơm tấm của em không? Hồng Phi cười bảo. Trời ơi, anh ơi, em ăn cơm tấm liên tục gần 20 năm nay rồi. Hôm nay đi... <laughs> đi hưởng tuần trăng mật. Lại bắt em ăn cơm tấm nữa hay sao? Toàn mừng lắm. Chàng để ý thấy Hồng không còn lo âu như suốt một ngày dài nặng trĩu hôm qua. Như vậy có nghĩa là Hồng đã nghe lời khuyên của Toàn. Gạt hẳn mọi ưu phiền để có những giờ phút hoàn toàn hạnh phúc bên Toàn chàng ôm vai hồng và bảo anh chọc em thôi chứ anh định đưa em lại phố ẩm thực ở đường đồ Chiếu. có đủ mọi loại thức ăn cho em chọn mỗi lần đi công tác ngoài này anh hay đến đây cùng với mấy ông chuyên viên hàn quốc thôi mình đi em hai người nắm tay nhau xuống sân khách sạn hồng ghé tai toàn nói nhỏ anh em xin lỗi hôm qua đã làm anh buồn toàn chớp mắt cảm động đáp hôm nay thì rõ ràng là em đã lấy lại phong độ Mắt em không còn lo âu nữa, anh chỉ mong có thế thôi. Rồi chàng đổi đề tài bảo: "Mình đi bộ em nhé, từ đây lại đó cũng không có xa lắm." Hồng gật đầu đồng ý. "Đi bộ chứ anh, buổi sáng trời còn mát mà." Hai người tung tăng nắm tay nhau đi trên lề đường trong ánh nắng ban mai thấp thoáng xuyên qua cảnh lá. Gió từ mặt biển thổi vào nhẹ nhẹ làm mái tóc hồng bay lòa xòa trên khuôn mặt trắng hồng rực rỡ của nàng. Toàn Liếc nhìn người yêu, lòng tràn ngập hạnh phúc vì Hồng không còn nhắc đến chuyện cô Linh nữa. Ánh mắt cũng đã lấy lại được niềm tin yêu trong cuộc sống, nhất là từ đêm qua sau khi hai người trao thân để trở thành vợ chồng. Buổi trưa, Toàn đưa Hồng trở lại khách sạn, thay đồ tắm, cuốn tấm khăn choàng ra biển. Toàn thuê cái bàn trên bãi cát. Đúng cái bàn hôm qua, có mái dù lớn bằng ni lông, che ánh nắng phía dưới có hai cái ghế để cho khách nằm nghỉ hồng sợ nắng nên không thích xuống biển nàng nằm trên ghế bố tấm khăn lớn phủ ngang người và lát nữa đây khi nắng lên cao nàng có thể che lên đầu toàn cởi áo sơ mi máng lên ghế bố huấn luyện viên thể dục tất nhiên có tấm thân rất cân đối chàng cúi xuống hôn hồng và bảo anh bơi độ hai tiếng đồng hồ rồi mình lên mình trả phòng ờ, ô ten rồi về là vừa hồng hài lòng nói cũng không cần về gấp đâu anh Em vừa gọi điện cho mẹ Chiều mát anh lái xe về đỡ mệt hơn Toàn gọi cho Hồng trái dừa tươi Rồi quay gót phóng ra biển Chàng nhòi người lao xuống nước Xoài tay bơi vượt qua từng đợt sóng nhấp nhô Hồng vui vẻ đứng nhìn theo Cho đến khi Toàn chỉ còn là một điểm đen nhỏ Lúc ẩn lúc hiện Sau từng lớp sóng Nàng mới nằm ngả người trên ghế bố Lấy tờ tạp chí ra đọc hôm qua lần đầu tiên chứng kiến hồng mới nể phục tài bơi lội của toàn xứng đáng là huấn luyện viên thể dục hồng lật nhanh mấy trang báo coi thoáng phần hình ảnh rồi đưa tay che miệng ngáp tiếng sóng đều đặn và gió hiu hiu thổi nhanh chóng du nàng vào giấc ngủ vì đêm qua nàng thức gần như trắng đêm có ai ngờ được đó là giây phút chia ly vĩnh viễn toàn ngộp lặn trong làn nước biển mà chàng say mê hồng ngủ được một giấc khoảng hơn một tiếng đồng hồ giật mình choàng tỉnh dậy vẫn chưa thấy toàn trở lại nàng đứng dậy những mắt sốt ruột trông ra biển hai tiếng rồi ba tiếng vẫn không thấy toàn trở lại nàng dùng mình sực nhớ tới lời tiên đoán của cô linh chưa hôm qua nhưng nàng lại gạt đi ngay vì nàng biết toàn bơi rất giỏi nàng cứ đứng lên ngồi xuống mở to mắt nhìn ra khơi chẳng thấy tăm hơi của toàn đâu cả trời bỗng chút cơn mưa tầm tã trong khoảnh khắc mặt biển mù mịt không còn thấy gì nữa kể cả những con tàu những chiếc thuyền mới lúc nãy còn chập chạp chạy ngang trước mặt hồng hồng nhớn nhác chạy vào khách sạn mếu máo kể cho người tiếp viên ở quầy nghe bà quản lý ô ten một phụ nữ miền nam lớn tuổi đang ngồi trước máy vi tính ngẩng lên hỏi hồng cô báo với bảo vệ biết chưa đội cấp cứu lúc nào cũng trực ở đó mà mặt tái nhợt, nước mắt lưng tròng, Hồng dồn dập hỏi: nhưng mà ở ở đó là ở đâu ạ? À? Báo cho ai? Tôi đâu có biết. Bà quản lý ngắt lời Hồng. Thôi được rồi, để tôi kêu giùm cho. Hồng lại chạy lao ra bãi cát dưới cơn mưa tầm tã, tiếng khóc nức nở, tiếng gọi tên toàn thất thanh bị lẫn trong tiếng gió vù vù thổi và tiếng gầm thét của biển khơi. Chào ơi, mới hôm qua chính Hồng đã nhắc Toàn đừng bơi xa quá, nhưng Toàn quá tự tin vào khả năng của mình và bảo. Bãi tắm chính là bãi sau. Bãi trước người ta chê dơ, ít ai tắm, phải bơi ra thật xa nước biển mới trong lành. Biển vẫn mịt mùng mưa gió, ngay cả ngọn hải đăng xa xa cũng mờ nhạt. Phải chú ý lắm mới thấy được đốm sáng nho nhỏ. Hồng chạy tới, chạy lui trên bãi cát. Tuyệt vọng, cất tiếng gọi liên tục. Anh ơi! Anh Toàn ơi! Anh Toàn ơi! Sao anh đã bỏ em anh ơi? đáp lại tiếng kêu não nột của Hồng chỉ có làn gió rít lên và từng đợt nước mưa hất mạnh vào mặt nàng. Hồng quỳ trên bãi cát, đầu gục xuống, tiếng khóc tắc nghẹn trong cổ. <laughs> anh Toàn ơi, anh cứ sống với em suốt đời mà, sao anh vội anh ra đi, anh bỏ em một mình trên đời này, làm sao em sống được anh ơi. Gào thét một lúc, Hồng lại điên cuồng chạy vào khách sạn, toàn thân đẫm ướt, nước chảy đầm đìa từ đầu tới chân. Nhân viên oten cũng như khách trọ đều đổ dồn lại đứng vây quanh Hồng, nhìn nàng thương cảm mà chẳng ai biết phải làm gì để giúp nàng. Bà quản lý buồn rầu bảo Hồng: à, tôi, tôi, "Tôi tôi 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 kêu họ đi rồi, mấy người nó nói là cho tàu chạy đi kiếm á, giờ này đi đi rồi, nhưng mà mưa lớn quá, quay bộ khó thấy đường." Nhân viên khách sạn ai cũng muốn giúp Hồng vừa vì tội nghiệp, vừa vì muốn tạo thêm uy tín cho khách sạn. Nhưng tất cả đều vô vọng. Sóng gió đã cuốn toàn đi, không bao giờ trở lại. Hồng ngồi bệt trên nền gạch, lạnh toát người, run rẩy nhớ đến lời cô Linh. Hóa ra chẳng phải là vợ chồng, chẳng cần phải chính thức, chẳng cần phải làm đám cưới hay hôn thú. Chỉ mới ăn nằm với nhau thôi, Hồng đã phải đau xót chịu cái tang đầu tiên. Ngồi khóc một lúc trong tiền sảnh khách sạn, Hồng lại đứng dậy, thất thểu bước ra bãi biển, dưới cơn mưa vẫn đang xối xả chút nước. Đám đông tội nghiệp nhìn theo, nhưng chả ai biết làm gì, chỉ mủi lòng nghe Hồng rên rỉ. Anh ơi, anh Toán ơi, anh đánh bỏ em thật sao? Mẹ ơi, anh Thoán anh bỏ con rồi mẹ ơi. Hai hôm sau, mới có chiếc tàu đánh cá phát hiện được xác của Toàn trôi giạt về phía làng Phước Tỉnh. Cái chết của Toàn là một khúc rẽ bi thảm làm thay đổi hẳn cuộc đời của Hồng. Ngoài nỗi đau mất người yêu, những hệ quả khác kéo theo cũng không phải là nhỏ. Hồng không đủ khả năng tài tránh để theo đuổi 4 năm đại học, sách đèn đến giờ phút này coi như chấm dứt. Cuộc đời trước mặt chỉ còn là phụ mẹ bám lấy cửa hàng bán cơm tấm để sống qua ngày trong thời buổi kinh tế hỗn loạn, vật giá leo thang ngoài tầm kiểm soát của nhà nước. Tờ Vũng Tàu trở về hồng nằm vật vã cả mấy tháng trời trên căn gác mướn đều hưu, không ra ngoài, không tiếp khách, không trả lời điện thoại. Bà Mơ mẹ của Hồng một mình xoay sở ở cửa hàng, vừa làm vừa lặng lẽ khóc thầm bà tiếc người và tiếc của trách ông trời sao quá nghiệt ngã đối với mẹ con bà khi hồng mới hơn một tuổi chồng bà ra đi rồi mất tích luôn cho đến giờ cả cuộc đời bà không có mùa xuân không được một khoảng thời gian ngắn hạnh phúc bây giờ lại đến lượt con gái bà cũng thế mới chớm bước chân vào đường tình ái đã gặp trắc trở ngay mà cái trắc trở ấy lại vô cùng thảm khóc Mỗi buổi chiều ở quán cơm về, bà mơ đến bên giường, ngồi nắm tay con, hết lời an ủi và thúc giục Hồng ngồi dậy, làm lại cuộc đời. Hồng không một chút thay đổi, biếng lười cả việc ăn uống, khiến bà vừa buồn vừa bực. Bà giơm giớm nước mắt bảo con. Con ơi, con cứ nằm vật vã mãi như thế này hay sao? Đằng nào thì thằng Toản nó cũng mất rồi. Tuy nó chưa là chồng con, nhưng mẹ thương nó như là con rể quý của mẹ. Trời không thương cho nó chung sống với con Mấy tháng nay mẹ đứt từng khúc ruột Vì thương con, thương thằng Toản Nhưng mà đành chịu chứ biết làm sao Con năm nay chưa đến 20 Cuộc đời còn dài lắm Con phải nghĩ lại Phấn đấu mà sống chứ Con bỏ một mình mẹ cáng đáng hết bao nhiêu việc này hay sao Hồng nằm nghiêng trên giường Tóc xóa rối bù Tấm chăn mỏng đắp ngang bụng Khẽ mở mắt ngước nhìn mẹ hai dòng lệ chảy chứa chan. Bà mơ nhìn con quặn thắt, mối lo gan ruột của bà bây giờ là sợ hồng tự tử. Đáng lẽ bà phải túc trực bên cạnh, nhưng sinh kế quá khó khăn, tiền thuê cửa tiệm lại cao, bà không thể đóng cửa quán được. Bà khổ sở nói riêng với bà chủ nhà ở tầng dưới. Cháu Hồng nó buồn quá, không ăn không uống gì hết, suốt ngày chỉ nằm bẹp ở trên giường. Mà tôi thì tôi bận ngoài tiệm gần tối mới mò về. Thế tôi nhờ bà thỉnh thoảng, bà chạy chạy lên bà non cháu hộ tôi. Mà có cần gì thì bà cứ gọi điện cho tôi nhé. Bà chủ nhà người miền Nam vốn quý mến tính nết của Hồng nên nhận lời ngay. Bà nói, Được rồi mà, cô ba cứ lo bán tiệm đi. Nhưng mà nhớ đừng có khóa cửa nghe. Lâu lâu rồi tôi lên tôi ngó chừng cho. Trời ơi, tôi coi con Hồng như con tôi ấy mà. Giòn thấy thương quá nè. À. Có tôi rồi, đừng có lo, lo buôn bán đi. Bao nhiêu lần bà mơ khuyên con gạt bỏ chuyện đau buồn để đối diện với thực tế, nhưng Hồng không có phản ứng gì. Hôm nay đã bước sang tháng thứ ba kể từ ngày toàn mất, bà đóng cửa tiệm về sớm hơn, ngồi bên con và tha thiết bảo: ngày bố con ra đi, rồi mất biệt luôn, mẹ đã buồn vì cô đơn, lại còn vừa túng thiếu nữa, rồi lại nghe người ta đồn là bố mày lấy vợ khác bên Mỹ cho nên không có muốn liên lạc với mẹ con mình nữa. Mẹ có lúc chán đời không còn muốn sống nữa. Nhưng mà mẹ vì con, mẹ phải sống. Nếu ngày ấy mẹ buông xuôi hết mọi sự như con bây giờ thì ai lo cho con lúc đấy mới có hơn một tuổi đầu. Nghe câu ấy, Hồng mùi lòng gắng gượng ngồi lên ôm lấy mẹ. Rồi chỉ trong khoảnh khắc cả hai mẹ con cùng khóc. Bà mơ lại tiết lộ thêm một chi tiết mà bà giấu con bao nhiêu năm nay. Năm con ba tuổi Mẹ nghèo quá Mỗi sáng chỉ có củ khoai cho con Muốn đi làm nhưng mà không biết gửi con cho ai trong non Có cái ông người Việt gốc hoa Buôn bán chui mà nghe nói cũng khá lắm Ông ấy thương mẹ Đòi cưới mẹ Bà ngoại cũng xúi mẹ lấy cho rồi Mẹ đã toàn theo người ta để có tí tiền cho con sung sướng hơn Nhưng mà mẹ lại nghĩ lại đã chắc gì người ta thương con mình chưa lấy nhau thì ai chả nói ngon nói ngọt về ở với nhau rồi có khi lại làm khổ con thành ra tính đi tính lại mãi mẹ lại thôi hồng cảm động nước mắt chan hòa nàng đã từng nhìn những tấm hình chụp của mẹ thuở còn đi học và có người nói đến tai nàng rằng con hồng nó giống mẹ nó nhưng mà không đẹp bằng mẹ nó lúc còn trẻ vậy mà cả đời có được bao nhiêu ngày sung sướng đâu. Năm nay bà 42, ở nhiều hoàn cảnh khác 42 tuổi vẫn còn là trẻ, vẫn hớn hở rong chơi ngoài đường. Nhưng sự lam lũ và ưu phiền làm bà mơ già đi rất nhiều. Bà lại nói thêm. <laughs> Bố con đi lúc mà mẹ mới có 24, 18 năm rồi chả biết sống chết thế nào. Mà nếu còn sống thì chắc cũng đã rất tình với mẹ rồi. 18 năm nay, quanh quẩn vào ra chỉ có hai mẹ con mình. Bà nghẹn lời không nói được nữa. Hồng hiểu ý mẹ. Bà muốn đem nỗi khổ của mình ra để Hồng thấy nỗi đau của Hồng hiện nay cũng không hơn gì sự chịu đựng mà bà phải gánh lấy bấy nhiêu năm nay. Quả nhiên, câu chuyện của bà làm Hồng bừng tỉnh vì nhận ra mấy tháng nay mình thiếu bổn phận với mẹ. Đành rằng Hồng không thể không buồn nhưng phản ứng kiểu này thì ích kỷ quá, quên nỗi khổ của mẹ gần 20 năm qua. Hồng yếu ớt an ủi. Thôi thôi mẹ đừng có nói nữa. Con biết, con biết là nỗi khổ của mẹ rồi. Con hứa với mẹ từ nay con không buồn nữa. Bà mơ đứng dậy vào bếp, lấy khăn nhúng nước nóng, lau mặt cho con. Hồng thấy tỉnh táo đôi chút, đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Nàng đã ở mấy năm trời mà hôm nay thấy như xa lạ nàng chợt nhận ra mấy bức hình nàng chụp chung với toàn lồng trong khung kính treo trên vách mẹ nàng đã tháo đi mất rồi bà không muốn để lại dấu tích gợi vết thương cho hồng hồng nén tiếng thở dài xóa bỏ thế nào được hình ảnh của toàn còn bao nhiêu thứ trong nhà này do toàn mang lại cho hồng dàn máy vi tính đặt trên góc bàn những bộ quần áo thời trang để hồng mặc mỗi lần đi chơi với toàn tất cả đều còn treo trong tủ đứng hoặc gấp lại để trong ngăn kéo cái đồng hồ hàng ngoại toàn tặng cho hồng nhân ngày sinh nhật mới đây rồi còn laptop điện thoại di động cả một tủ sách giáo khoa và ngoại ngữ chưa kể một vài kỷ vật đặc sản toàn mua cho hồng nhân chuyến lên thăm lâm đồng như cái nhà sàn bằng gỗ thông hình ảnh tiêu biểu trong đời sống của dân tộc ít người trên cao nguyên chả nhẽ bây giờ quăng đi hết hay sao Bà mơ mở toang hết các cánh cửa sổ cho không khí lùa vào, mặc dầu bên ngoài trời đã bắt đầu tối, rồi bà trở lại ngồi bên Hồng và kể. Cái từ cái hôm mà con đã vũng tàu về, bạn bè con, cả chục đứa nó ghé quán nó hỏi thăm con, nhất là con Quyên ấy, hầu như ngày nào nó cũng gọi điện, rồi cứ cách ngày nó lại đến tận nơi, ngồi nói chuyện với mẹ. Nó bảo là nó nói gọi điện cho con cả chục lần mà con không trả lời. Tội nghiệp con bé, có hôm quán đồng khách nó còn ở lại nó phụ với mẹ nửa ngày bưng cơm bưng nước ra cho khách nhiều người tưởng mẹ thuê nó ấy chứ nhưng mẹ bảo tiền đâu mà tôi thuê nổi nó không biết Hồng ngồi tựa lưng vào vách tóc rũ xuống nhiều sợi dính bết lại với nhau vì lâu ngày không gội Hồng thoáng nhớ đến đám bạn bè cùng lớp từ nay chắc khó gặp nhau vì đã tốt nghiệp phổ thông nghĩa là chia tay mỗi người một ngã đứa lên đại học đứa ở nhà phụ việc gia đình hoặc có đứa may mắn thì chuẩn bị lấy chồng bạn thời trung học bao giờ cũng là bạn thân nhất bởi gắn bó lâu năm và bởi tâm hồn lúc ấy đứa nào cũng hồn nhiên quyên là bạn trí thân của hồng vì ngồi sát bên cạnh nhau mấy năm liền từ khi hồng có toàn quyên vẫn thân nhưng không thể không thấy buồn trong lòng bây giờ toàn mất quyên lại càng thân hồng hơn mà thân thật chứ không phải giả dối bởi quyên có cái tính chung của mọi người là ghen với người hạnh phúc nhưng lại thương người bất hạnh. Trong lớp, quyên chẳng những thuộc loại đẹp mà còn văn minh, theo sát thời trang, đổi phôn di động thường xuyên vì nhà quyên giàu. Đến khi thấy Toàn đến đón Hồng ở cổng trường, Hồng đưa Hồng lên chiếc xe Toyota, hai cửa màu trắng độc. Quyên giật mình chố mắt nhìn vì bao lâu nay vẫn đánh giá Hồng rất thấp. Dĩ nhiên Quyên cũng có lắm người theo đuổi vì ông anh Quyên mê nhảy đầm thường rủ Quyên đi theo nhưng chính Quyên có lần thất vọng bảo Hồng cái lũ theo tao toàn là của khỉ của nợ không à chứ làm sao mà được như anh Toản của mày bây giờ thì Toản không còn nữa Hồng đương nhiên trở về chỗ đứng của một đứa con gái nghèo cô độc Quyên mỗi lòng thương bạn hơn chính Quyên rủ bạn bè cùng lớp kéo lại chia buồn với Hồng và bà mơ nhưng dĩ nhiên Hồng không tiếp ai Mẹ Hồng sột sùi bảo Quyên Cô nhờ cháu hãy có dịp thì cứ lựa lời khuyên Hồng dùm cô Đằng nào thì chuyện nó cũng xảy ra rồi Nó có khóc than đến đâu thì chẳng làm sao mà người yêu nó sống lại được Quyên cũng rơi nước mắt nói Nó có cho con gặp nó đâu cô Gọi điện cho nó nó cũng không thèm bắt máy Nhưng mà con hứa với cô là con sẽ thuyết phục nó Tuy hứa như vậy nhưng Quyên vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với Hồng hôm nay ở tiệm quyên lại đến hỏi thăm rồi lại lầm lỗi ra về nhưng riêng với bà mơ thì hôm nay hồng đã tiến được một bước rất khả quan hồng đã chịu ngồi dậy nói chuyện với bà bà mơ nhìn hồng xúc động vì con gái bà gầy sọm hẳn đi nước da vốn trắng bây giờ trở nên xanh xao và hai quầng mắt trũng sâu xuống bà bảo con ơi là con con thương mẹ thì con phải ăn uống bình thường đi con Vừa lúc đó có tiếng bước chân lên cầu thang Rồi giọng bà chủ nhà nói lớn Ê ơi, cô ba ơi Tôi mới nấu nồi cháo gà nè Thiệt ngon luôn nha Cô ba kêu con Hồng nó ráng ăn chút xíu cho nó khỏe đi Nhịn hoài chịu sao nổi Nói dứt câu thì bà cũng vừa lên tới Đến bên cạnh giường Hồng cúi đầu nói nhỏ con chào, bà chủ. chủ nhà cười hiền hòa bảo Hồng Dữ không Mấy tháng nay nè Bữa nay mới nhìn thấy mặt cháu nha à, Để bác xuống mút tô cháo lên cho cháu ăn Ráng đi nghe không? Húp một chút cho nó tỉnh táo. Dứt lời bà tất tả quay gót, mẹ Hồng cũng vội chạy theo. Trong khoảnh khắc bà mơ, bưng tô cháo lên, hương vị thơm ngát, thoảng theo hơi nóng vẫn còn động bốc lên nhẹ nhẹ. Bà đem lại tận giường cho Hồng và bảo, Ăn đi con, ăn cho nóng. Mẹ rắc nhiều hồ tiêu lắm. Ăn xong toát mồ hôi, rồi con đi tắm một cái cho tỉnh táo. Hay là, hay là, con ngồi lên bàn ăn cho nó thoải mái hồng gật đầu bước xuống giường trong khi hồng ngồi ăn cháo bà mẹ mừng rỡ pha nước đá chanh và mang trái cây ra cho hồng rồi bà ngồi bên cạnh kể chuyện hàng ngày diễn ra tại tiệm cơm tấm đa số là chuyện vớ vẩn mục đích chỉ cho hồng vui bà nhắc đến những ông khách thường trực lần nào cũng đến hỏi thăm hồng hồng vừa ăn vừa lau mồ hôi vã ra trên trán lâu lâu mỉm miệng cười theo câu chuyện của mẹ bà mơ kể cho qua thì giờ thôi Chờ Hồng ăn xong bát cháo, bà mới nhập đề vào câu chuyện chính. Mấy tháng nay mẹ biết con buồn, mẹ không có dám kể với con. Con ở Vũng Tàu về được hai hôm thì có một cái bà, bà ngửa, cũng người trẻ trẻ, đi xe hơi tới quán nhà mình, đem theo cả bảo vệ, hai ba người gì đấy. Bà xưng bà là chị của thằng Toản. Hồng buột miệng kêu lên. Ô, chị Nhung. Bà mơ gật đầu. Chắc thế, mẹ không biết tên bảy đứng trước cửa quán chữ như tắt nước vào mặt mẹ bảy bảo con bà mới nứt mắt ra rồi đi làm gái bao moi bao nhiêu tiền của em tôi để bây giờ em tôi chết oan chết uổng nó giết em tôi mẹ chả biết trả lời thế nào chỉ cúi gầm mặt xấu hổ với bao nhiêu người đang ăn trong quán con ạ hồng buông cái muỗng xuống bàn thẫn thờ nhìn qua cửa sổ bà mơ lại tiếp Bà ấy dọa là hễ mà gặp lại con, bà ấy không để con yên đâu. Ấy. Hai ba đứa bảo vệ mặt cứ hầm hầm đứng bên cạnh mẹ là mẹ sợ quá. Nhưng rồi không thấy bà ấy trở lại nữa. Bà mơ mừng vì con gái mình hôm nay bắt đầu phục hồi lại cuộc sống như ngọn cây non lâu ngày thiếu nước vừa hồi sinh sau cơn mưa. Bà rục hồng. À, thôi bây giờ ăn xong rồi đi tắm một cái cho khỏe đi con hay là ăn thêm tí cháo nữa dưới nhà thấy còn nhiều lắm để mẹ xuống mẹ xin cho con nhịn lâu quá rồi ăn thêm tí nữa nhé hồng lắc đầu và đứng dậy thôi mẹ con no lắm rồi rồi hồng lấy quần áo đi vào buồng tắm từ hôm ấy quả nhiên hồng trở lại cuộc sống bình thường dĩ nhiên làm sao quên được sự mất mát quá lớn trong đời nàng nhưng cứ nghĩ đến mẹ bao nhiêu năm hy sinh vì con hồng cố gạt mọi đau buồn để đối diện với cuộc đời Bà mơ mừng lắm, mặc dầu chính bà cũng đang mang nỗi sầu sâu kín y như hồng, bởi vì mất toàn tức là mất cả một tương lai cho con bà. Bà đang hãnh diện vì con sắp vào đại học và bà tin là Hồng sẽ tốt nghiệp bởi con bà vừa thông minh vừa chăm chỉ. Bây giờ thì giấc mộng ấy hoàn toàn tiêu tan bởi bà không đủ khả năng tài tránh Từ nay hai mẹ con chỉ còn bám lấy cái quán nhỏ này mà thôi. Hồng trở lại tiệm cơm tấm, bạn bè lần lượt kéo đến chia buồn trong đó có quyên là sốt sáng và thường xuyên nhất. Một hôm có người đàn ông từ phương xa tuổi khoảng 60, dáng dấp bệ vệ, đậu xe hơi bên kia đường rồi đi sang tạt vô quán đòi gặp Hồng. Đó là ông trưởng bố của toàn từ Lâm Đồng vào. Lúc ấy khách không đông vì vừa sau đợt ăn sáng, Hồng đang dọn dẹp sau quầy, ngẩng lên nhìn thấy, nàng giật mình thẳng thốt và sực nhớ ngay đến chị Nhung của toàn. Hồng không hiểu ông vào tìm Hồng với mục đích gì, nhưng dù mục đích gì thì nàng cũng phải chạy ra tiếp. Nàng quay sang nói nhỏ với bà Mơ đang nhặt sạn trong mẹt gạo tấm. Mẹ ơi, bố anh Toản. Bà Mơ sửng sốt nhổm người lên để nhìn cho rõ người đàn ông lạ vừa vào và đặt cái cặp da lên bàn. Biết Toản đã gần hai năm, hôm nay lần đầu tiên bà mới nhìn thấy ông trường. Đáng lẽ sắp là thông gia của bà Bà lo âu nhớ đến con gái ông chị của Toàn hôm trước đến đây chửi bà như tát nước vào mặt mà bà đành lặng lẽ ngồi im. Trong xã hội Việt Nam ngày nay, những người thấp cổ bé miệng, hễ gặp ai có tiền là đều phải sợ vì pháp luật không đứng về phía người nghèo. Hồng ghé tai mẹ hỏi. Mẹ, mẹ cũng muốn ra gặp bác ấy một chút không? Bà mơ lắc đầu. Thôi, mày sao một mình đi mẹ ăn mặc lôi thôi quá. Hồng đưa tay vuốt lại mái tóc rồi nhìn thoáng mình trong tấm gương nhỏ gắn trên vách bếp và bước nhanh ra khoanh tay cúi đầu nói à, con chào bác ạ à. à, 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 con mời bác ngồi tạm đây vừa nói hồng vừa ngượng ngập kéo chiếc ghế gỗ hồng ngượng là vì nàng biết tiệm của nàng quá bình dân không phải là chỗ cho ông trường có thể thường xuyên lui tới ông trường ngồi xuống hồng hỏi à, bác uống cà phê nhé Ờ, hay thôi Bác là chủ công ty sản xuất trà và cà phê Toàn là hàng cao cấp Con không dám mời bác để để con lấy nước ngọt vậy Ông Trường xua tay đáp Thôi khỏi cháu Cháu có khỏe không Cháu cháu ngồi xuống đi Bác hỏi thăm cháu một chút Hồng thấy an lòng vì thái độ của ông Trường rất thân thương Nghĩa là ông đến đây không phải để mắng chửi Hồng Như Nhung, con gái ông Dù ông cản Hồng vẫn quay vào bếp và rót tách nước trà bưng ra đặt trước mặt ông, rồi nói nhỏ. Con xin phép bác ạ. À. Và khép nép ngồi xuống cái ghế đối diện. Ông Trường nhấc cái cặp bỏ xuống chân. Ông nhìn Hồng, nhận ngay ra nét xanh sao chưa phục hồi của nàng. Ông thấy Hồng gầy sọp đi so với cái hôm ông gặp nàng lần đầu tại nhà ông trên Lâm Đồng. Ông nhắc lại, cháu có khỏe không? Lời thăm hỏi ân cần của ông làm Hồng bật khóc vì nhớ lại hôm Toàn đưa nàng lên cao nguyên gặp ông. Chẳng những được ông nhanh chóng chấp thuận làm con sâu, mà ông còn thuyết phục và vợ khó tính đừng ngăn cản cuộc tình của nàng và Toàn. Hồng nghẹn ngào đáp. Thưa bác, con mới ra tiệm được một tuần ạ. Gần bốn tháng nay, con nằm liệt giường vì vì nhớ anh Toàn. Ông Trường ngậm ngùi bảo. Nếu thế thì con hiểu được nỗi đau của bác và gia đình bác như thế nào bởi toàn là đứa con trai duy nhất của bác hồng nhìn ông gật đầu mếu máo nói con biết con biết thưa bác một phần cũng lỗi tại con giá như hôm ấy con con dứt khoát không chịu đi ông trường nhíu mày ngắt lời thế hôm ấy toàn nó rủ cháu đi vũng tàu hay sao tự tự nhiên đi hay là có việc gì không hồng lau nước mắt thành thật kể thưa không ạ anh Toán không có ý định đi Vũng Tàu vì anh ấy không hề rủ con. Nghĩa là tụi con không có dự định trước. Anh ấy đưa con đi Biên Hòa, rồi tiện đường anh ấy ra luôn Vũng Tàu. Con bảo có đi thì nhất định tối phải về. Nhưng anh Toán bảo là con mất công đi xa như thế này rồi, trả nhẽ lại về ngay. Thành ra anh ấy thuê khách sạn rồi ở lại. Thì bác thấy đấy, chúng con đâu có mang hành lý gì đâu có đem bộ quần áo nào đâu ờ, thuê hotel rồi anh Toàn mới đưa con ra chợ mua bàn chải đánh răng rồi bộ đồ pyjama ờ, cả quần tắm anh cũng đâu có đem theo đâu ạ à? ông trường lẩm bẩm thế thì đúng là cái xấu ông trường nói câu ấy làm hồng chợt nhớ đến cô Linh nhưng nàng không dám nhắc đến chuyện coi bói trước mặt ông trường hay đúng hơn là với bất cứ ai bởi người ta sẽ nghĩ là nàng có số sát phu ông trường lại hỏi. Thế nó bơi xa lắm mà cháu Nó 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 lội giỏi lắm Mà chả hiểu tại sao lại kiệt sức không vào bờ được Bác ngạc nhiên lắm Vì nó là huấn luyện viên thể dục thể thao mà cháu Bác cứ nghĩ là chỉ có thể là vì bị vọt bẻ Người ta kêu là là chuột rút đó cháu Chân nó cứng lại không bơi được nữa Hoặc là vì sóng lớn quá chăng Câu nói của ông Trường gợi lại trong trí hồng hình ảnh của Toàn hôn nàng trên bãi cát trước khi lao xuống nước có ngờ đâu đó là nụ hôn vĩnh biển nàng sụt sôi nói thưa bác cái hôm mới đến á anh ấy cũng bơi xa như vậy con sợ lắm con bảo là anh nên bơi gần thôi nhưng mà anh toản nói là gần bờ thì nước nó không sạch anh ấy phải bơi thật xa nước biển nó mới trong lành hôm sau trước khi về anh ấy lại đòi bơi một chuyến nữa anh ấy bảo với con là lâu lâu mới ra vũng tàu một một lần anh bơi độ hai tiếng rồi mình trả phòng khách sạn và về rồi con ngồi trên bờ chờ chờ mãi chờ mãi mà không thấy anh ấy trở lại rồi mưa ập đến cơn mưa to lắm mệt mù con không còn nhìn thấy gì nữa con chạy vào khách sạn nhờ người ta gọi đội cấp cứu nhưng mà chắc mưa to quá họ họ không tìm thấy anh ấy tất cả những điều hồng kể ông trường cũng đã nghe nhân viên khách sạn và cảnh sát ngoài vũng tàu tường thuật một cách tổng quát nhưng hôm nay ông muốn nghe chính hồng kể lại mắt nhìn mông lung ra tường ông trường lơ đãng bưng tách trà lên rồi lại đặt xuống không uống một lúc sau ông trầm ngâm nói bác gái với lại con nhung chị thằng toản từ hôm đó đến giờ cứ ôm nhau mà khóc chả thiết làm ăn gì nữa cả hồng lau nước mắt thành thật bảo ông trường anh Toản không những là người yêu của con mà anh ấy còn là thầy con là ân nhân của con nhờ anh Toản dạy kèm con mới tốt nghiệp phổ thông và thi đậu vào đại học con chịu ơn anh ấy nhiều lắm anh ấy dự định tổ chức đám cưới rồi nuôi con đi học mà ra cảnh con thì hôm nay bác thấy rồi đó không đủ điều kiện cho con vào đại học. Thành ra anh Toán ra đi là sự mất mát quá lớn đối với con. Ông Trường đưa mắt nhìn quanh quán cơm của mẹ con Hồng và hỏi. Thế, thế buôn bán kiểu này không đủ sống hay sao cháu? Hồng quay đầu vào mếp nhìn mẹ rồi nói. Dạ, cảm ơn bác hỏi thăm. Kể ra thì cũng đủ ạ. Thu nhập không đến nỗi tệ, chỉ có tiền thuê mặt bằng nó đắt quá, thành ra làm được bao nhiêu thì nạp cho chủ nhà gần hết. Ông trường lại bưng tách trà lên rồi lại đặt xuống. Hồng bảo: à, thôi để con lấy ly khác cho bác. Cái ly này nguội quá rồi, trà phải uống nóng nó mới ngon. Ông trường giơ tay ngăn lại: thôi thôi khỏi cháu, bác không khát. Hồng sực nghĩ ra một điều là chắc ông trường đến đây gặp nàng không phải để nói chuyện vu vơ mất thì giờ của ông, có thể ông mang một chủ đích nào đó nên hồng hỏi ờ à, thế bác ghé thăm con có việc gì không hả bác ông trường cười buồn đáp thật ra thì không có việc gì quan trọng bác nghe nói con nhung nó lại đây gây chuyện với cháu cho nên bác đến để xin lỗi cháu cháu cũng thông cảm từ hôm thằng toàn mất con nhung như người mất hồn không còn thiết làm ăn gì nữa bác phải để bác gái ở lại trong non cơ sở trên lâm đồng còn bác á là đích thân vào đây để điều hành công ty trong này hồng than thội nghiệp chị nhung lúc chị ấy đến đây thì chỉ có một mình mẹ con thôi còn con thì vẫn nằm nhà sau này thì con mới nghe mẹ con kể lại ông trường thở mạnh rồi bảo thôi thế bây giờ bác về bác không dám hứa gì với cháu nhưng nếu cháu cần gì Cháu cứ liên hệ với bác, bác giúp được thì bác sẽ giúp ngay. Từ lúc đến đây, ông đã có ý định sẽ trợ cấp cho Hồng để hoàn tất đại học như mộng ước của nàng, nhưng ông thấy không được, vì sẽ bị hiểu lầm như một đại gia mê gái trẻ. Ông tìm được cách khác là bố trí cho Hồng một công việc trong công ty của ông với mức lương cao, nhưng lại cũng không được vì Nhung, con gái ông, chắc chắn sẽ phản đối. Ông đành thở dài bỏ cuộc ông sách cặp đứng dậy thì Hồng nói ông bác uh, bác chờ con một chút ông trường lại ngồi xuống Hồng tiếp dạ con con còn giữ một vài thứ của anh Toản hôm xảy ra tai nạn ngoài vũng tàu con con gom tất cả mọi thứ của anh ấy con bỏ vào trong cái thùng ừ. con mang về nhà bộ quần áo rồi đôi giày cái bóp điện thoại di động chùm chìa khóa một sấp tiền mình với lại một sấp tiền đô la Mỹ con không có đếm nhưng mà con thấy cũng khá nhiều lúc lúc công an đến thẩm vấn con về cái chết của anh Toản, con sợ là để lại những thứ này thì hoặc là nhân viên khách sạn hoặc là công an sẽ lấy mất, cho nên con mang về hết, con bỏ vào trong một cái thùng giấy, con con dán kỹ lại rồi. Bây giờ con con gửi bác ạ. À. Ông trưởng cảm động nhìn Hồng nói: "Bác cảm ơn cháu." Hồng lại phân trần thêm: "Thật ra thì con định đem lại đưa cho chị Nhung, nhưng con biết là chị vẫn đang giận con nên thôi con tạm thời con giữ lại may quá hôm nay bác đến ạ ông trường gật đầu ừ con con, con đưa đây cho bác Hồng cười à, dạ bác bác chờ con con phải chạy về nhà lấy ạ con đâu có để ở đây ạ ông trường nhanh nhẹn nói thôi thế thì để bác đưa con về Hồng lắc đầu cười ngợ ngập à, nhà con nhà con ở trong hẻm nó nhỏ lắm ô tô vào không có được ạ ông trường thấy ngần ngại khi phải ngồi một mình trong cái quán bình dân này nên ông nói thôi bác cứ chở cháu về đi rồi bác đậu ở ngoài đường lớn cũng được chờ cháu đi vào nhà lấy hồng gật đầu vâng vâng thế cũng được ạ hồng chạy nhanh vào bếp nói với mẹ vài tiếng rồi theo ông trường ra xe ông bảo cháu nhớ nói với mẹ cháu là bác gửi lời thăm hai người băng qua đường ông trường mở cửa xe cho hồng rồi mới vòng qua phía tay trái chuyện ấy rất bình thường nhưng làm hồng bồi hồi xúc động nhớ đến toàn lần nào đón hồng cũng làm y như vậy chui vào xe hồng lại càng nôn nóng muốn rơi lệ vì đây là chiếc toyota mà toàn vẫn thường chở nàng ông trường nhắc hồng cài dây an toàn rồi nổ máy và cho bánh lăn đi ông trường đỗ xe ở ngã ba dưới một tàn cây để hồng chạy vào hẻm nàng lên gác bồi hồi ôm cái thùng mì gói để những kỷ vật cuối cùng của toàn mang ra cho ông trường ngồi trong xe ông trường mở thùng ra nhìn những kỷ vật ấy hồng không cầm được nước mắt ông trường cầm sấp tiền thấy khá nhiều cả đô la mỹ ông càng thấy hồng là người thành thật không tham lam thấy hồng sụt sùi khóc ông đại nắp thùng lại bỏ ra băng sau rồi nói bây giờ bác đưa cháu trở lại quán hồng lấy khăn thấm nước mắt khẽ gật đầu Hồng xuống xe trước cửa tiệm đã thấy Quyên đứng trong quầy bếp đang nói chuyện với bà Mơ. Cả tuần nay Quyên mừng lắm vì Hồng đã trở lại bình thường. Dường như đang quên dần câu chuyện buồn trên bãi biển Vũng Tàu. Thấy Hồng, Quyên chạy ra cửa đón và hỏi. Bố anh Toàn đến tìm mày à? Có việc gì không? Hồng kéo tay Quyên vào quán, ngồi ở cái bàn sát trong bếp. Bà Mơ cũng tò mò bỏ dở công việc lên tham gia câu chuyện. Bà nhắc lại câu hỏi của Quyên ông ấy tìm con có việc gì không con từ Lâm Đồng mà vào đây thì chắc là phải có việc quan trọng từ lúc ông ấy vào quán mẹ hồi hộp quá Hồng trả lời ngay để chấn an mẹ Không mẹ bác trường đến uh, xin lỗi mẹ về với con về cái việc mà mà chị Nhung chị anh anh toàn đến đây gây sự với mẹ đó Bà mơ chố mắt nhìn Hồng ngạc nhiên Ô thế à Ô thế thế, thế hóa ra ông ấy là người tử tế à Hồng hai lòng bảo May quá là bác đến đây, con trả tất cả những thứ mà con còn giữ của anh Toản, khỏi mất công mang lại công ty của chị Nhung. Bà Mơ an lòng đứng dậy vào bếp, nhà hàng chỉ có bán một món là cơm tấm mà lúc nào cũng bận vì nhiều việc. Lát nhát mất thì giờ nhất là nhặt sạn trong gạo tấm, rồi làm mỡ hành uh, chiên tàu hổ kỳ rang thính trộn vào bì cho thơm, rán mỡ để lấy tóp mỡ rồi phi tỏi trưng chả cua với trứng, ngâm củ cải và cà rốt để làm đồ chua và sau cùng là pha nước mắm. Cơm ngon đến đâu mà nước mắm pha dở thì cũng đành vứt đi. Hai mẹ con cố gắng thu hút thêm khách, đưa thương vụ lên vì Hồng từ nay không còn đi học nữa. Làm giàu thì chắc chắn còn lâu lắm mới giàu được. Trước mắt chỉ cần đủ ăn và đủ tiền mướn mặt bằng là mừng rồi. Vùng này toàn khách bình dân lao động khó có thể tăng giá cơm lên được. Bà mơ vào bếp rồi Hồng quay sang Quyên hỏi Ơ, à, Mày ăn uống gì chưa? Có muốn làm một đĩa cơm tấm đặc biệt uh, tao bao? Quyên cười đáp Có lần nào tao ăn mà mày lấy tiền của tao đâu Giết rồi tao cũng ngại Không dám ăn nữa Vì càng ăn nữa thì càng nợ mày Nhưng bữa nay tao ghé mày á Là để mời mày tuần tới dự sinh nhật của tao Không có mày là không được đâu nhé Mắt hồng thoáng buồn Nàng hạ giọng nói nhỏ Tao ngại quá Tao chả muốn đi đâu hết Bà mơ từ trong bếp cầm con dao nhỏ bước ra. Lúc nãy bà đã nghe Quyên ngỏ ý và bà tha thiết mong Quyên đưa con bà đi họp mặt cho khuây khỏa. Bà bảo Hồng. Con nên đi đi, gặp lại bạn bè. Mấy tháng nay rồi, ai cũng hỏi thăm con hết. Với lại tiệc của ai thì bỏ chứ sinh nhật của con Quyên thì đâu có bỏ được đâu con. Hồng yên lặng thở dài, nàng biết mẹ mình rất quý Quyên vì suốt thời gian Hồng nằm liệt giường. Quyên là người thường trực đến đây phụ giúp bà. Còn một lý do nữa mà bà muốn Hồng gắn bó với Quyên vì bố Quyên là trung tá cảnh sát. Bà chẳng biết ông giữ chức vụ gì nhưng cấp bậc như thế cũng đã là lớn rồi. Biết đâu chẳng có lúc phải nhờ cậy. Huống chi bà còn mong Hồng vui chơi với bạn bè để quên nỗi buồn hiện tại. Quyên lại thuyết phục thêm. Tại vì năm nay tao tổ chức mừng sinh nhật. Bố mẹ tao ủng hộ ngay là vì nhân dịp muốn mừng tao trúng tuyển vào đại học. Mai kia nhập học rồi đâu có thời gian đâu mà vui chơi nữa Hồng cười chen vào <cười> Chưa kể là anh Hải mày mê nhảy đầm Nên càng ủng hộ tối đa chứ gì Thôi được rồi Tao sẽ đến để chúc mừng mày Quên mừng rỡ quàng cánh tay qua vai Hồng và nói ừ, Tao sẽ báo với mấy đứa trong bạn cùng lớp á, Cho chúng nó mừng Tao không mời được mày á, thì chúng nó chửi tao chết Tao sẽ bảo với con Phương là lại đón mày Vì nhà nó gần nhà mày ha. Rồi Quyên cầm bóp đứng dậy chào bà Mơ và thơ thới hân hoan ra về Sinh nhật của Quyên năm nay 20 tuổi được tổ chức khá đặc biệt Hải, anh của Quyên thuê hẳn một tầng của nhà hàng sang trọng Bao gồm luôn thức ăn nhẹ, nhà hàng làm sẵn Hải đem ban nhạc sống và mướn cả ca sĩ đến biểu diễn Mặc dầu tổng số khách chỉ có khoảng 40 người, nữ nhiều hơn nam Hải cần ban nhạc vì Hải rất mê nhảy đầm Hải năm nay 25, học hành giang dở, nhưng vì bố có tiền và có quyền nên Hải không phải bận tâm nhiều về cuộc sống. Tuy không phải là loại thanh niên ăn chơi phóng đãng nhưng Hải thích được mọi người khen là đào hoa nên không gắn bó hẳn với một cô nào mà chỉ thích nay cặp người này, mai bổ người khác. Giấc mới Hải cũng dễ dàng đạt được nhờ tướng tá bảnh bao và sẵn tiền trong túi. Có đến ba con bạn của Quyên đã từng ngủ với Hải và rồi đều bị Hải buông hết để tiếp tục theo đuổi những người khác. Đêm nay, đám bạn của Hải đòi đến khá đông vì biết trước sẽ gặp rất nhiều nữ sinh bạn của Quyên. Nhưng Hải giới hạn bớt chỉ lựa vài thằng rất thân, ngày ngày vẫn cùng Hải rong chơi mà thôi. Từ mấy hôm trước, Quyên đã dặn Hải. Em rủ được con Hồng rồi đấy. Em nhờ con Phương lại đón nó rồi tan tiệc á, thì đưa nó về. Chuyện người yêu của con Hồng mới chết thì anh biết rồi đó. Nó nể lắm, nó bến đến dự tiệc của em uhm, Em biết lúc đó em sẽ lưu bu lắm Anh lo dùm con Hồng nhé Nhưng mà tuyệt đối không chia buồn Không nhắc gì đến chuyện buồn của nó Và nhất là anh không được dê nó đâu đấy Hải Phi cười bảo <cười> Sao mày biết là tao sẽ dê nó Tao có bao giờ để ý đến nó đâu Nếu muốn dê tao đã dê lâu rồi Quyên lườm Hải và nói <laughs> Bạn em, ai mà anh chả dê Hải cười hề hề và nói nhưng mày bảo tao là lo cho nó mà mày lại cấm tao dê. Thì tao lo cái gì? Đối với con gái lo tức là dê chứ còn là cái gì nữa. Quyên đập vào vai Hải và nhấn mạnh. Người yêu của nó chết chưa đầy nửa năm. Mẹ nó nhờ em rủ nó đi chơi, họ mặn bạn bè cho nó quên đi. Anh hiểu ý em chưa? Em không muốn nó ngồi thu thủi một mình. Với lại em biết tính nó. Không có dễ gì mà quên được người yêu cũ đâu. Ít lắm thì cũng phải một thời gian nữa. Anh nè, à, anh đừng có chỗ mòi Làm cười, làm trò cười cho thiên hạ Làm em xấu hổ lắm đó Hải gật đầu cười nói đùa Thôi được rồi <laughs> Tao sẽ làm theo ý mày Tao chờ nó để ta người yêu nó đủ một năm rồi tao mới dây Buổi tối lúc Hồng xuất hiện Bạn bè đều đã hiện diện đông đủ Khói thuốc bốc lên nghi ngút Hồng có thói quen Đã hẹn thì không muốn đến trễ Nhưng tại Phương đến đón muộn Hồng đã mặc quần áo xong Cứ đứng lóng ngóng chờ trước cửa Lúc Hồng và Phương bước vào, cả phòng đều đổ dồn lại nhìn Hồng và ân cần hỏi thăm, vì ai cũng biết Hồng quá mệt mỏi mấy tháng nay chưa lên cân lại. Hồng mặc bộ đồ toàn mua mà nàng chỉ mới mặc một lần khi lên Lâm Đồng, đơn giản thôi, quần tây, sơ mi trắng khoác ngoài cái jacket mùa hè màu xanh nước biển. Chẳng phải Hồng đẹp nhất đêm nay, nhưng ai cũng tò mò muốn nhìn lại nàng sau khi toàn mất Quyên chạy ra đón, hớn hở dẫn Hồng vào ngồi bàn chung với Quyên và Hải. Phương phân trần với Quyên: Trời ơi, tụi tao tới trễ là vì bà già bắt tao chở bà tới nhà người quen rồi mới vòng lại đón con Hồng đó. Thực ra thì không phải vậy. Tại Phương người mập tròn, mặc đồ rất khó. Cô cứ thay hết cái này tới cái khác mà non trong gương, bộ nào cũng không hài lòng. Má Phương nhìn con gái bực mình nói: Ôi giời, mập là do người chứ có phải là do đồ đâu? Sao mày mà cứ cứ thử tới thử lui hoài vậy? giáng nó nhìn ăn cho nó ốm bớt. Cuối cùng thì Phương đành mặc váy đầm màu đen là màu mà cô cũng biết là không thích hợp cho một buổi tiệc vui. Quyên bảo Phương ngồi cùng bàn với Hồng để khi tàn tiệc thì đưa Hồng về. Ngoài ra, bàn của Hồng còn một chiếc ghế trống dành cho Khải, người yêu của Quyên. Khải đánh guitar trong ban nhạc nên không ngồi với Quyên được. Trên sân khấu thấp, ban nhạc đang hòa tấu bản nhạc nhẹ. Ban nhạc có bốn ông thì ba ông vừa đánh đàn vừa ngậm điếu thuốc trên môi. Vài cặp đang ôm nhau khiêu vũ. Ăn buffet mạnh ai, nấy lấy nên chẳng cần ai phải chờ ai. Hải nhìn Hồng đăm đăm thấy rõ những thay đổi ở Hồng sau gần hai năm không gặp nhau. Ngày trước, Hải hoàn toàn không chú ý đến Hồng vì Hồng không có cái bề ngoài nổi bật. Hồng chỉ mới lên giá và lột xác từ ngày cặp với Toàn mà thôi. Hải dịu dàng nói, Hồng thay đổi nhiều quá, ra anh gặp ngoài đường chắc anh không nhận ra. Hồng trao gói quà cho Quyên rồi cười bảo Hải. <cười> Nhưng không một điều em chắc là em không thay đổi, ờ, là em em vẫn nhà quê như xưa. Phương bĩu môi nói: "Tao cũng muốn được ở nhà quê như mày thế này." Hải lại quầy lấy đĩa thức ăn mang về cho Hồng và Bảo. Anh chẳng biết em thích thứ gì thành ra mỗi thứ anh lấy một ít, chỉ có điều là tiệc hôm nay không có cơm tấm. Hồng phì cười vì lối pha trò của Hải khá có duyên. Nàng có gặp Hải một hai lần khi đến nhà Quyên, nhưng chỉ thăm hỏi vài câu xã giao, chứ chưa bao giờ ngồi bên cạnh nói chuyện như hôm nay. Nàng bảo, Cảm ơn anh, may cho anh đấy. Anh mà lấy cơm tấm cho em thì chắc em bỏ về ngay, vì em ăn cơm tấm cũng mấy chục năm rồi, em ngán quá. Quyên rục Hồng cầm muỗng nĩa trong khi Hải đứng dậy đi lấy nước cho Hồng. Hồng nhìn đĩa thức ăn Hải vừa lấy tuy đơn giản nhưng khá đẹp mắt chả giò tôm cua cuộn nhỏ như ngón tay, xôi gấc chả quế và mấy cái bánh phồng tôm. Nói chung toàn là những thứ mồi nhậu hấp dẫn. Hải bưng cốc nước lại trao cho Hồng. Hồng đang khát nên uống ngay một hớp lớn rồi nhăn mặt hỏi Hải. À, cái nước gì thế này anh Hải? Hải giải thích. Chỉ có tiệc sinh nhật mới có thứ này. Em cứ uống đi. Vừa giúp em ăn ngon mà lại vừa giúp em, em lên tinh thần. Hồng nâng ly uống thêm hấp nữa rồi nhắc lại à, Nhưng mà nước gì mới được chứ Lỡ anh bỏ thuốc độc vào thì sao Quyên vừa ăn vừa giải thích Mày không uống được rượu thì anh Hải lấy coca cola pha một chút cô nhắc vào Tuy là rượu cô nhắc của Tây Nhưng ở loại XO Tức là rượu cao cấp Uống vào êm lắm, không say Bữa nay sinh nhật tao Chứ ngày thường mày muốn uống cũng không có được đâu Hồi đó, đó tao không có biết uống Bây giờ thấy uống kiểu này vừa thơm mà vừa ngon. Quyên nói đúng. Những chai rượu XO gồm đủ các thương hiệu nổi tiếng như ten Hennessy hoặc Cuộc Voisier đều là quà tặng người ta trân trọng mang đến biếu ông trung tá, công an, bố của Hải và Quyên. Chứ Hải đâu có đủ can đảm bỏ tiền túi ra mua. Hôm nay sinh nhật Quyên, Hải xin bố hai chai vác lại đây để mời bạn bè cho nổi đình nổi đám. Hồng gật đầu đồng ý, nâng cao ly rượu, đưa ra trước mặt Quyên và xúc động nói. Quyên, chưa cùng ly chúc mừng sinh nhật mày. Chúc mày lúc nào cũng trẻ, cũng đẹp và nhất là lúc nào cũng yêu thương tao như mấy tháng vừa rồi. Cả bàn cùng nâng ly, tiếng thủy tinh chạm vào nhau kêu lên canh cách. Quyên mũi lòng đặt đi ôm lấy Hồng. Hồng nói nhỏ vào tai Quyên. Cảm ơn mày đến quán phụ với mẹ tao. Quyên chớp mắt gật đầu không đáp. Hơi men thấm nhanh vào cơ thể, hồng thấy lâng lâng yêu đời nói cười luôn miệng khiến quyên cũng phải ngạc nhiên và hết sức vui mừng quyên sợ nhất là hồng đến dự tiệc rồi nhớ người yêu khóc bù lu bù loa lên thì không khí mất vui mà bạn bè cũng không biết xử sự dự thế nào may quá hồng hòa nhập với mọi người một cách thật đầm ấm trên sân khấu người yêu của quyên vừa gõ vào mi cô mấy cái để mọi người chú ý rồi khải nói bây giờ khải uh, xin hát bài trái tim không ngủ yên để tặng quyên bạn bè vỗ tay và hò hét vang dậy quyên ngồi yên lặng nghe ánh mắt rạng rỡ nhìn lên sân khấu nhiều cặp rủ nhau ra sàn nhảy vì điệu xì lô mùi mẫn hải đứng dậy khẽ khom người nói nhỏ với hồng anh mời em khiêu vũ hồng lắc đầu cười, <cười> em có biết nhảy bao giờ đâu à, anh mời người khác đi hải kiên nhẫn thuyết phục không cần phải biết. Nhảy biểu diễn mới cần giỏi. Em cứ ra sàn nhảy với anh. Anh sẽ xỉu em. Quyên quay sang dục hồng. Cứ ra nhảy với anh Hải đi. Xì sì lô cần gì biết. Cứ đứng ra nhún nhún một chút là được rồi. Nể lời Quyên hồng theo Hải gia nhập với đám đông trong điệu nhạc thật quyến rũ. Nàng đứng cười nhiều hơn nhảy. Hết bản nhạc Hải đưa Hồng về chỗ cũ Hồng bảo Quyên Tao <laughs> ta, ta sắp <sóc> hư rồi <laughs> Trời ơi, lần đầu tiên uống rượu <laughs> Rồi nhảy đầm <laughs> Quên cái lại Nhảy đầm mà mày bảo hư làm sao Hồng bưng ly nước uống một ngụm lớn rồi đáp Thì tại tao nhà quê Hải cầm chai mặc ten đã cạn một nửa rót thêm vào ly của Hồng Hồng xua tay cản lại Nhưng Hải vẫn cứ rót Hải thì dĩ nhiên không uống rượu pha Hải nâng cái cốc nhỏ rượu nguyên chất Vừa rót gần đầy đưa ra trước mặt Hồng và nói Cảm ơn người đẹp. Em thấy không, khiêu vũ có khó khăn gì đâu." Hồng cũng nâng ly và cùng uống với Hải, rồi Hồng đặt ly và vui vẻ bảo: "Anh Hải à, em ngồi đây với Quyên một mình được rồi. Anh có cần gặp gỡ cô nào thì cứ việc tự nhiên, đừng có bận tâm đến em. Tối hôm nay em vui lắm." Mà Hồng vui thật, gặp ai cũng nói cười thoải mái, cố che giấu nỗi sầu sâu kín trong lòng để không làm hỏng bữa tiệc của Quyên. Nàng không ngờ mình uống nhiều rượu như vậy tuy chỉ là rượu pha nước ngọt liều lượng không đáng kể nhưng với một người chưa uống bao giờ thì như vậy cũng là nhiều lắm rồi trên sân khấu bạn bè vừa đẩy phương lên hát bài dã từ dĩ vãng hải lại kéo tay hồng mời ra sàn nhảy hồng cười ngần ngại nhưng hải cứ lôi ra và bảo em giao với anh cho con quyên nó vui nó bận thằng kép của nó nên nó mới giao em cho anh anh lơ là với em nó sẽ cằn nhằn anh chưa biết đến bao giờ mới hết thôi thế là hồng lại theo hải ra thực tập điệu xì lô điệu nhạc mà hải thích nhất bởi được ôm sát các cô trong cánh tay hết bài hát hai người đứng lại vỗ tay khen ngợi phương phương từ sân khấu hớn nở bước xuống và bảo hồng ê chừng nào muốn về nói tao nha mày hải vội gạt đi cuộc vui mới bắt đầu sao lại nói chuyện về hồng quay sang khen phương hát hay rồi trở lại bàn hải lấy ly nước mới cho hồng lần này là seven up pha với hennessy xo trông đẹp mắt hơn hồng đỡ lấy uống một ngụm lớn và thấy rõ là ngon hơn coca không biết rượu nóng hay trời nóng làm nàng oi bức phải cởi luôn jacket máng lên thành ghế một lúc sau hồng vào washroom đứng nhìn mình trong tấm gương lớn nàng thấy mắt mình mờ hẳn đi, nhìn một hóa hai và mồ hôi vã ra lấm tấm trên trán và trên cổ. Một cô bạn cũng vừa đẩy cửa bước vào, hồng gượng cười bảo. À, không ngờ hôm nay, ta uống rượu nhiều quá. Ồ, con quyên hại tao. Con bạn cùng lớp lạnh lùng nhìn Hồng không nói, đó là Trang, người yêu cũ của Hải, mới bị Hải bỏ rơi mấy tháng nay. Trong phòng tiệc hôm nay, chẳng phải chỉ riêng mình Trang, ít lắm cũng có đến ba cô từng lên giường với Hải, rồi sau đó Hải chia tay. Nhưng Trang là người cuối cùng nên giờ này vẫn còn đau xót, luyến lưu. Từ lúc Hồng bước vào, Trang đã ngứa mắt theo dõi Hồng và Hải thân mật bên nhau, muốn chửi một câu mà chưa có dịp thì may quá tình cờ gặp riêng Hồng và chính Hồng gợi chuyện. Trang hầm hầm nói, Hồi nào tới giờ tao cứ tưởng mày là đứa nghiêm túc, té ra còn cả trớn hơn tao nữa. Người yêu mới chết có mấy tháng đã nhào vào anh Hải. Hồng chố mắt nhìn Trang. Dù đang nửa tỉnh nửa say mà Hồng vẫn thấy uất nghẹn trong lòng. Bởi Hồng chưa bao giờ để ý đến loại đàn ông lêu lỏng như Hải. Dưới mắt nàng, Hải không đáng sách dép cho Toàn. Chẳng qua vì Hải là anh của Quyên nên Hồng mới phải giữ thái độ thân thiện cho vui bữa tiệc sinh nhật của bạn mình mà thôi. Và bây giờ bị Trang mạt sát, Hồng cũng vẫn phải nhịn bởi không muốn gây gỗ hoặc phân trần vì sợ làm Quyên buồn. Trang nói xong mở cửa buồng toilet bước vô và giận dữ đóng sập cửa lại. Hồng lào đảo bước ra trở lại chỗ cũ. Đám bạn đang gieo hò vang dội sau khi Quyên cắt bánh sinh nhật. Cái bánh tròn ba tầng nhà hàng tặng cho Quyên. Họ tặng chẳng phải vì yêu thương Quyên mà vì nể ông bố của nàng. Những chai champagne vội vã khui ra nổ lốp bốp hòa lẫn trong tiếng hát đồng ca bài Happy Birthday. Hải bưng đĩa bánh và ly champagne đến cho Hồng. Trên sân khấu, người yêu của Quyên tay cầm micro tay nâng ly rượu nói lớn. Xin mời tất cả mọi người cùng nâng ly. Chúc mừng sinh nhật của Lệ Quyên. Nâng ly nhưng phải uống cạn. Nào, tôi đếm nghe. Không? One, two, three. Mọi người lại gieo hò rồi nhất loạt làm theo lời khải. Hồng không từ chối được, cũng uống gần hết ly champagne Hải mới trao cho nàng. Giữa tiếng nhạc rộn rã và tiếng cười đùa của bằng hữu Hồng cầm ly rượu xoay xoay trong tay, bỗng dưng nước mắt trào ra vì nhớ đến Toản. Người xưa thường bảo uống rượu tiêu sầu, nhưng Hồng thấy rõ, càng uống càng buồn hơn. Nàng nhướng mắt nhìn vào ly champagne, màu vàng óng ánh chỉ còn khoảng một phần ba, và lần đầu tiên nàng hiểu hết ý nghĩa của hai câu thơ thoáng hiện em về trong đáy cốc nói cười như chuyện một đêm mơ thấy mặt hồng buồn hải ân cần hỏi sinh nhật của em là ngày nào hồng cười hỏi lại <cười> anh hỏi để làm gì em em chả tổ chức tiệc sinh nhật bao giờ vừa nói hồng vừa nhìn lên sân khấu quyên đứng bên cạnh khải khải buông đàn cầm cái muỗng nhỏ múc bánh cho quyên ăn cảnh tượng ấy làm Hồng bỗng dưng lại trào nước mắt nhớ đến Toản, đầu óc nàng quay cuồng rồi bất chợt gục xuống bàn làm đổ luôn ly nước trước mặt. Bạn bè chung quanh vẫn reo hò gõ muỗng hối thúc. Khải và Quyên hôn nhau như trong ngày cưới. Lúc ấy bên cạnh Hồng chỉ có mình Hải vì mọi người đều chạy ra sàn nhảy đứng súng đầy trước sân khấu để vui với Quyên. Hải chạy lên nói nhỏ với Quyên, Quyên ghé tai bảo Hải: "Tại anh đó." anh cho nó uống nhiều quá Nó say rồi, nó ngồi không đau không có được đâu Thôi anh đưa nó về hộ đi Anh còn nhớ nhà nó không Quyên muốn xuống cảm ơn và tiễn chân Hồng Nhưng lại sợ làm bạn bè mất vui Vì có đứa sẽ nhân dịp Hồng về Cũng về theo luôn Cho nên Quyên nhờ Hải lặng lẽ đưa Hồng ra cửa Hải dĩ nhiên gật đầu ngay và nói Ừ để tao chở nó về Nhà nó vẫn ở cái hẻm gì đó phải không tao ta, ta không nhớ tên đường nhưng mà tao nhớ nhà nó vì um, có đưa mày đến đó hai ba lần trong tiếng nhạc ồn ào và tiếng cười đùa của bạn bè hải lấy jacket mặc vào cho hồng rồi dìu hồng đứng dậy nàng tựa sát vào người hải lạng quạng bước ra cửa cũng may nhờ hải đến sớm nên có chỗ đậu xe hơi ngay trước cửa nhà hàng hải mở khóa cửa dìu hồng vào chỗ ngồi buộc dây an toàn cẩn thận cho nàng rồi mới vòng sang bên kia chui vào, nổ máy phóng đi. Hồng say quá không biết gì nữa. Đầu ngả nghiêng lắc lư, có lúc tự hẳn sang vai hải. Hơi thở nàng dồn dập chiếc áo khoác không cài nút. Ngực hồng nhấp nhô lên xuống, sau lớp vải trắng, sơ mi mỏng. Làm hải thấy dạo rực thèm khát. Hải cũng đã ngà ngà say, nên thay vì đưa Hồng về, Hải quẹo xe lái thẳng về nhà mình, căn nhà nhỏ mà ông bố cho Quyên và Hải dọn vào mấy năm nay. Giờ này nhà không có ai, đem Hồng về là rất tiện. Bằng kinh nghiệm của mấy năm qua, bằng sự chủ quan và tự tin có sẵn trong đầu, Hải thấy rõ đêm nay ở bàn tiệc, Hồng rất có cảm tình với Hải, nhất là lúc này tâm hồn nàng đang trống vắng. Tin như thế, Hải càng mạnh dạn đưa Hồng về nhà mình. Tới trước cửa Hải đỗ xe rồi dìu Hồng vào. Hồng mơ mơ màng màng không biết mình ở đâu, cứ ôm chặt lấy cánh tay Hải vì sợ té. Nàng hỏi: à thì có vui không anh à, em chưa say nhưng mà mệt quá Hải biết là Hồng đang nói lảm nhảm trong cơn say làm Hải càng phấn khởi Hồng chưa tỉnh thì rất dễ cho Hải lợi dụng Hải mở cửa bật đèn rồi bế Hồng vào đặt trên giường và nhẹ nhàng nói em nằm nghỉ một chút là hết mệt ngay Hồng nằm ngửa giang rộng hai cánh tay và nhắm mắt lại Hải tháo giày cho Hồng rồi nhẹ nhàng leo lên nằm bên cạnh Chuyện này thì Hải đã từng áp dụng với vài cô gái khác. Cứ rủ họ đi party, thi, cho uống say là đạt được mục tiêu. Chưa có chuyện gì xảy ra với Hải. Bởi đàn bà con gái Việt Nam thường xấu hổ nên ngại tố cáo. Huống chi, Hải lại có cái thế mạnh là con một trung tá công an. Chẳng ai muốn đụng đến. Hải quàng cánh tay qua ôm lấy Hồng. Nhưng chưa kịp gợi chuyện thì Hồng đã ngủ thiếp đi, hơi thở đều đặn. Hải vội, vói tay tắt đèn căn phòng trở nên mờ tối chỉ còn chút ánh sáng nhạt nhòa từ ngọn đèn ngoài đường chiếu qua tấm màn cửa hải run run cởi nốt áo hồng nàng vẫn không biết gì đến phút này thì cơn cuồng nhiệt trong lòng hải không kìm hãm được nữa hải cởi luôn quần ngoài quần trong của hồng hồng co người ú ớ nói vài lời mà hải không hiểu rõ chỉ đoán là nàng than lạnh quá hải liền leo lên đè trên người hồng hồng nửa tỉnh nửa mê ôm lấy hải làm Hải cực kỳ sung sướng vì tưởng Hồng đồng ý Hồng vẫn mê man thì thầm như người đang ngủ mơ anh anh còn giận em nữa không Từ nay từ nay đừng bỏ em đi đâu nữa nha anh em em cô đơn lắm Hải ngỡ Hồng nói chuyện với mình nên cuốn quyết cởi quần áo và cuồng nhiệt nói từ nay lúc nào anh cũng ở bên cạnh em Hồng lại nằm yên không nói gì nữa cho đến khi Hải chính thức nhập cuộc bắt đầu chuyện mây mưa thì Hồng mới bừng tỉnh cơn say, kêu rú lên và gắng hết sức đẩy Hải ra, nhưng Hải không ngừng được nữa. Hồng gào thét lên: à, "Anh Hải, buông ra, anh Hải ơi, đừng làm gì, đừng làm gì, buông, buông ra, anh làm gì thế?" Lời chống đối của Hồng giờ phút này đã biến thành lời mời gọi. Hồng cố gắng vùng vẫy và thét lên: à, "Buông tôi ra! Anh là thằng khốn nạn! Buông tôi ra! Ai cứu tôi với! Đồ khốn nạn!" Hải cứ ôm gì lấy như điên dại, mặc cho Hồng gào thét chống đối và chửi rủa. Mấy phút sau, thỏa mãn rồi, Hải mới lật người nằm ngửa bên cạnh Hồng, từ từ kéo quần lên và thở hồn hển. Hồng cũng kéo vội tấm chăn, đắp ngang người rồi thút thít khóc. Thôi, tôi không ngờ anh chó má như vậy. Mẹ ơi, sao con khổ thế này? Hải bình thản ngồi lên và nói. Thôi mặc quần áo và anh đưa về Hồng uể oải mặc quần áo và ấm ướt ngồi khóc ở đầu giường Hải phải dục hai ba lần rồi nắm cánh tay Hồng lôi dậy Nàng mới đứng lên theo Hải ra xe Nàng thấy đau buốt từ tâm hồn đến thể xác Và lòng cực kỳ hối hận đã đi dự tiệc sinh nhật của Quyên Nàng đi để quên sầu, để làm mẹ vui lòng Hóa ra vận xui chưa hết Bao nhiêu nỗi đau dồn dập xảy đến, nàng tấm tức khóc bước đi sau lưng hải trời đã quá khuya không còn chiếc xe ôm hay taxi nào quanh đó nên hồng lại đành phải nhục nhã lên xe của hải khi xe ngừng ở ngã ba trước con hẻm dẫn vô nhà hồng hải quay sang bình thản bảo chuyện này chỉ có mình anh với em biết không có người thứ ba anh thực tình anh yêu em và anh cũng tưởng em có cảm tình với anh nếu em bằng lòng thì từ nay em là người yêu của anh nếu em không bằng lòng thì thôi từ nay anh không gặp em nữa. Nói câu ấy, mặt Hải vẫn ngây ngang điềm nhiên, chả tỏ ra một chút gì là ân hận, dù là giả vờ ân hận để xoa dịu nỗi uất trong lòng Hồng. Nó chứng tỏ chuyện tồi bại này Hải đã từng làm nhiều lần, như những thành tích của một đứa mất dạy. Rồi Hải đẩy cửa xe cho Hồng xuống và rú ga lao đi. Xe vừa lăn bánh thì điện thoại di động của Hải reo vang. Hải cầm lên và nghe giọng của Quyên. Anh hả? Anh đưa con Hồng về chưa? Nó về tới nhà chưa? Sao lâu thế? Em dặn anh rồi mà. Anh đừng có tán nó nha. Em biết tính nó lắm á. Anh mà dê đó, nó chửi em chết á. Hải ngắt lời bằng giọng cứng rắn. Tao đâu có thèm để ý đến nó. Tao đưa nó về rồi. Về đến nhà rồi. Mày cứ làm như đứa là nó nó là đứa con nít không bằng. Quên phân trần. Thì tại em xin phép mẹ nó cho nó đi. Hải thì... lại ngắt lời. Tao không có trở lại chỗ mày nữa đâu bây giờ tao về thẳng nhà bố mẹ để tao trả ô tô cho bố vì sáng mai chủ nhật bố cần xe đi mỹ tho rồi tao lấy hồng đa chạy thẳng về nhà mình lát nữa mày bảo thằng khải nó đưa mày về dứt lời hải tắt phone và thở dài nghĩ đến hồng con bé có thân hình thật đẹp dù hải chỉ được ôm ấp trong vùng ánh sáng mờ mờ làm chuyện tồi bại với hồng hải không sợ hồng đi tố cảnh sát mà chỉ ngại quyên biết chuyện sẽ nhiếc móc hải không biết đến bao giờ mới dứt Hải đã từng ngủ với ba con bạn của Quyên, nhưng cả ba đứa đó đều say mê Hải, hân hoan lên giường với Hải, cho nên Quyên đâu có trách Hải được. Còn Hồng thì ngược lại, quyết liệt kháng cự mà Hải vẫn không tha. Nếu Hồng kể với Quyên, thì Hải sẽ rất khó nhìn mặt em gái. Hồng lầm lỗi đi bộ vào con hẻm quen thuộc. Chí ốc, nặng chĩu, vừa nhức đầu vì rượu, vừa buốt nhói vì hận. Nàng lấy khăn lau khô, nước mắt vì sợ mẹ nàng nhìn thấy nàng rón rén leo cầu thang lên gác và mở khóa cửa bước vào bà mơ vẫn còn thức nhưng may quá bà đã nằm trong mồng không nhìn được mặt Hồng bà hỏi vọng ra à, con về đấy à tiệc vui không con Hồng đi thẳng vào buồng tắm cố lấy giọng điểm tĩnh đáp ừ, vui lắm mẹ nhưng mà mẹ ngủ đi mai con kể bà mơ hài lòng nói ừ thôi thay quần áo rồi đi ngủ đi con khuya rồi tuy mẹ nói thế nhưng hồng thấy cần phải tắm một cái hình ảnh hải đè trên người nàng giờ này vẫn còn làm nàng dùng mình ghê tởm nàng đứng xối nước thật lâu rồi mới thay quần áo và tắt đèn lên giường nằm một mình trong bóng đêm hồng cố gắng để khỏi bật khóc nàng phải phản ứng như thế nào bây giờ phương án đơn giản nhất là im lặng chịu đựng coi như không hề có chuyện gì xảy ra phương án này có cái lợi là không ai biết nhưng bản thân hồng sẽ phải mang vết nhơ suốt đời Cách thứ hai là báo cho Quyên biết Và Quyên sẽ là người phê phán Hải Phương án này xem ra chẳng có lợi gì Vì Hải bản chất là đứa mất dạy Bố mẹ trời còn trả đến đâu huống chi là em gái Đã thế khi Quyên biết Thì nhiều người sẽ biết Hồng bị Hải hãm hiếp trong xã hội Việt Nam, cách thiệt thòi nhất của nạn nhân bị hãm hiếp là thiên hạ chẳng những không thương mà còn coi thường. Phương án thứ ba quyết liệt nhất là tố cáo và thư hải ra tòa nhưng điều này khó khăn quá vì hải là con trung tá công an việc ếm nhẹm hoặc chạy án chẳng khó khăn gì đã thế nạn nhân vì đi thưa có thể bị trù dập một cách hết sức tàn nhẫn chuyện còn rành rành cả nước đều biết ông bí thư tình ủy hãm hiếp một nữ sinh trong tình của mình gia đình nạn nhân bức xúc đi tố cáo vì sự hỗ trợ của báo chí kết quả ông bí thư không sao mà nạn nhân là cô nữ sinh ngây thơ lại bị bắt vào trại phục hồi nhân phẩm vì tòa vu cho tội làm gái mãi dâm bố hải tuy không lớn bằng bí thư tỉnh ủy nhưng thế lực cũng rất mạnh trong ngành công an muốn thưa phải có bằng chứng và nhân chứng hồng phải đi bác sĩ hoặc vào nhà thương khám nghiệm ngay sau khi bị hãm hiếp thì mới hy vọng tạo được vụ xử nghĩ đi nghĩ lại hồng chả thấy phương án nào áp dụng được ngoài sự im lặng tự ôm vết thương lòng chờ thời gian xóa nhỏ đi nàng nhớ đến quyên người bạn thân tốt mà lại có thằng anh mất dạy rồi từ đây mỗi lần gặp quyên hồng có còn thân mật được như trước nữa hay không đã đành rằng quyên chẳng có lỗi gì nhưng thế gặp quyên thì hồng không thể không nhớ đến hải và nỗi đau chắc chắn lại khơi dậy trong lòng cả đêm chăn trở không ngủ được mới sáu giờ đã nghe tiếng lục đục của bà mơ thức giấc để chuẩn bị ra cửa hàng Hồng cũng vội vàng ngồi lên nhưng bà mơ thương con bảo thôi được rồi con ra trễ cũng được ngủ thêm tí đi con Hồng lại nằm xuống và nói vâng uh, mẹ ra trước đi con con cũng sẽ ra sớm bởi vì hôm nay chủ nhật đông khách mà Hồng biết có nằm nướng cũng sẽ không ngủ được nhưng nàng không muốn đi chung với mẹ để bà nhìn thấy sự mệt mỏi của nàng sau cái biến động quá lớn đêm hôm qua và sau chọn một đêm thao thức. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, ngoài trời đã sáng rõ, Hồng vào buồng tắm sửa soạn để ra phụ với mẹ dù toàn thân dã rời cả thể xác lẫn tâm hồn. Bỗng có tiếng phôn reo, Hồng chạy vội vào buồng ngủ, nhấc máy ở đầu giường lên, gọi bằng điện thoại nhà thì chắc là mẹ nàng. Dục nàng ra phụ việc, nhưng đầu dây bên kia hóa ra là quyên, nhớ đến Hải. Hồng uất quá đã toàn cúp máy, không thèm trả lời, nhưng lại nghe tiếng khóc sụt sùi của Quyên. Hồng ngạc nhiên hỏi. Chuyện gì mà mới mở mắt ra đã khóc là thế nào? Quyên nghẹn ngào nức nở mất mấy giây rồi mới đáp. Anh Hải, anh Hải chết rồi Hồng ơi, chết đêm hôm qua rồi. Trời ơi mới cách đây có mấy tiếng đồng hồ Hồng sừng sốt hỏi dồn Hả? Thật không? Làm sao mà chết được Đêm qua anh ấy đưa tao về mà Quyên cố lấy lại bình tĩnh và kể Thì đó Đưa mày về rồi Anh Hải Đem trả ô tô cho bố tao Rồi lấy không đa chạy về nhà tao Công an kể với bố tao Là lúc đó đường vắng lắm Anh Hải quẹo trái Ở ngã tư Hai Bà Trưng và Nguyễn Thị Minh Khai Không ngờ lúc đó Có xe công an đang đuổi theo hai thằng ăn trộm Chở nhau bằng xe gắn máy anh hải vừa quẹo trái thì chiếc xe gắn máy của hai thằng ăn trộm tông thẳng vào xe anh hải xe hai thằng ăn trộm phóng nhanh lắm nên nó hất anh hải văng xuống đường lăn đi mấy vòng không may là chỗ ấy người ta đang xây cao ốc chất cả đống gạch ở bên lề đường á đầu anh hải đập vào đống gạch bị một cục gạch đâm vào hót nên anh ấy chết ngay quên ngừng lại một chút rồi thêm ba giờ sáng bố ta đang ngủ thì điện thoại đánh thức dậy báo tin là anh hải mất bố tao gọi cho tao nghe xong câu chuyện hồng ngồi thừ trên giường choáng váng á khẩu một tai nạn vô lý như thế có thể xảy ra được hay sao khá lâu hồng mới ú ớ hỏi lại ờ thế 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 thì ha, ha, hai thằng kia nó có bị gì không có, có có đứa nào chết không Quyền uất Đức lớn tiếng hơn hai thằng khốn nạn đó nó có sao đâu Chúng nó cũng té Nhưng mà chỉ bệnh chảy sơ sơ thôi Chúng nó còn đổ tội cho anh Hải là không, không chịu đội mũ bảo hộ Điều này thì đúng Bởi nếu Hải đội nón an toàn Thì chắc chỉ bị thương chứ không chết Chẳng qua vì Hải thấy ban đêm đường phố vắng Nên cứ máng cái mũ trên xe mà chạy Hai chiếc xe đụng nhau Mà chỉ một mình Hải chết Hồng chợt dùng mình Nhớ đến lời cô Linh Và buột miệng kêu lên Ôi Nếu thế thì đúng rồi Quyên ngơ ngác hỏi lại. À, mày, mày nói đúng là đúng cái gì? Hồng vội phân trần. Đúng là... Đúng là số mệnh an bài. Cho nên... Cho nên anh Hải mới gặp chuyện bất hạnh như thế này. Tao... tao uh, Quyên ơi tao... Tao chẳng biết nói sao để an ủi mày bây giờ. Quyên mới ngừng khóc được một chút. Giờ lại nức nở. <laughs> mày mới mất người yêu. Thì còn tìm được người yêu khác. Chứ tao mất anh Hải là anh của tao thì lấy ai mà tay tế bây giờ. Giết lời Quyên tự động tắt máy. Buông điện thoại rồi, Hồng vẫn ngồi lặng trên giường. Ánh mắt lạc thần nhìn qua cửa sổ. Gió sớm nhẹ nhẹ thổi, nghe lao sao trong tàn cây vú sữa sau nhà. Cái chết cực kỳ vô lý của Toàn, chưa phai nhạt trong trí Hồng, thì lại tới cái chết bất ngờ và còn vô lý hơn vừa xảy đến với Hải hồng còn đang bàng hoàng đờ đẫn thì phun lại reo đoán chắc là quên muốn nói thêm điều gì nàng chộp ngay ống nghe đưa lên tai thì hóa ra là mẹ mình bà mơ hỏi à, con dậy chưa hồng đứng dậy vói tay tắt đèn và đáp à, um, con dậy rồi mẹ đông khách không mẹ để con chạy ra liền ngay bây giờ bà mơ ngắt lời ừ từ từ con chưa đông lắm chủ nhật người ta cũng không đi ăn sớm đâu chốc chốc nữa rồi ra cũng được mẹ gọi con là vì con quyên nó tìm con nó tưởng con ra đây sớm nên nó nó gọi lại đây mẹ bảo là con còn ở nhà con gọi nó xem có có việc gì mà nó tìm con sớm thế hồng nói vâng rồi cúp máy đầu óc lại quay về với những lời tiên đoán huyền bí nhưng rất chính xác của cô linh cô bảo hồng không lấy chồng được vì nếu lấy thì sẽ phải để tang nhưng hóa ra không đúng chẳng cần phải là chồng bất cứ người đàn ông nào dù hồng yêu hay không yêu hễ cứ trung động thân xác với hồng là đều chết cả mà toàn là những cái chết thảm khốc